Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 1. Địa ngục cửu u. Dám giam cầm Huyền Thiên Tiên Đế ta sao? Ông đây dù cho tự làm nổ đan điền của mình cũng sẽ san bằng nơi khốn khổ này. Đến đây, hủy diệt hết đi. Giang Bắc, bệnh viện nhân dân đệ nhất, phòng bệnh VIP. Một thanh niên mặc đồng phục bệnh viện, đột nhiên ngồi dậy, thần sắc hoảng loạn. Nhưng sau khi nhìn rõ môi trường xung quanh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, nhưng hơn hết là niềm vui mừng. Ở đây là, trái đất. Huyền Thiên Tiên Đế ta đã trở về rồi sao? Ha ha! Thật không ngờ san bằng địa ngục cửu u lại có thể trở về trái đất, sướng quá đi mất. Đây là quyết định chính xác nhất trong 10 vạn năm tu luyện của bổn tiên đế, san bằng là tốt, san bằng là tốt mà. Sau khi phấn khích xong, Huyền Thiên Tiên Đế phát hiện ra sức mạnh làm rung chuyển trời đất của mình cũng đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh còn có mười mấy người đàn ông mặc đồng phục, canh gác hết sức nghiêm ngặt. Nhìn thấy anh tỉnh lại, mấy người đàn ông mặc đồng phục vô cùng phấn khích chăm chú nhìn vào anh. Nhìn ông đây kỹ như thế, ta rất nguy hiểm sao? Huyền Thiên Tiên Đế có chút hồ đồ, nhưng sau khi tiêu hóa được những ký ức trong tâm trí, ánh mắt trợn ngược lên. Chủ của cơ thể này là Tô Thương, đến từ gia đình giàu có ở Giang Bắc, ăn, uống, gái gú không thiếu một thứ gì. Nhất là trên phương diện đàn bà, Tô Đại Thiếu Gia không bao giờ kiềm chế được bản thân, thích là theo đuổi, không dùng biện pháp mềm mỏng được thì sẽ dùng cách cứng rắn hơn để theo tới cùng. Làm tới cuối cùng. Trong giới quý tộc Giang Bắc lưu truyền câu nói, Tô Đại Thiếu Gia nhìn thấy mũi cái cũng muốn cắn hai phát. Cái này cũng coi như tạm bỏ qua đi, nhưng hai ngày trước Tô Đại Thiếu Gia đã làm ra một chuyện lớn vô cùng kinh thiên động địa. Bởi vì không muốn đi học, cho nên trước khi khai giảng một ngày, cái tên hổ báo này đã tìm mấy chục xe ủi san phẳng trường học trong một đêm. Để tận hưởng cảm giác vui sướng đó, cái tên ngốc này còn tự mình điều khiển xe ủi, xung phong đi đầu. Kết quả là không cẩn thận bị ngập trong xà bần xây dựng, vậy là xong đời. San phẳng trường học, có phải thấy mình ngầu quá rồi phải không, cái hành động ngu ngốc này. Hơn nữa, san phẳng thì cũng san phẳng rồi, nó còn đưa đầu vào san cùng, đúng là ngu xuẩn mà. Không đúng, mình mắng nó khác nào đang mắng chính mình, không được mắng, không được mắng. Huyền Thiên Tiên Đế khuôn mặt tối sầm lại, mặc dù ghét bỏ. Nhưng không thể không chấp nhận thân phận của Tô Thương. Từ hôm nay trở đi, anh chính là đại thiếu gia nhà họ Tô. Phù! Chính ngay tại lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục bên cạnh, đột nhiên mang một cây kim đâm vào cơ thể Tô Thương. Cái gì vậy? Tô Thương vẫn chưa kịp phản ứng lại thì ý thức dần mơ hồ rồi xỉu luôn trên giường bệnh. Đại thiếu gia xem trường học giống như địa ngục vậy. Sau khi tỉnh dậy mồm miệng còn liên tục nói san phẳng là đúng, cậu ấy có khuynh hướng bạo lực, nên không được thả cậu ấy ra. Đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy rồi. Ông chủ có lệnh, sau khi đại thiếu gia tỉnh lại, lập tức hộ tống về Tô gia. Nửa tiếng sau, tại trang viên Tô gia, ông chủ Tô Thần Binh có phần tức giận nhìn Tô Thương đang nằm trên giường bệnh. Cái thứ khốn nạn này, làm ta tức chết mà. Lúc này... Một thanh niên mặc quần áo kiểu phương Tây bước vào, ra vẻ quan tâm hỏi, cha nuôi, việc gì khiến cha tức giận đến như vậy? Người này khuôn mặt tuấn tú, đeo cặp kính viền vàng, lộ vẻ như hào hoa phong nhã. Cậu ấy tên là Tô Cảnh Hàm, là con nuôi của Tô Thần Binh, trước mắt phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ Tô. Lúc nãy Tô Thương tỉnh lại rồi, Tô Thần Binh nén cơn giận xuống trả lời. Anh cả tỉnh lại rồi à? Tô Cảnh Hàm liếc nhìn Tô Thương đang nằm trên giường, trong đáy mắt lóe lên sự u ám và nghi ngờ, hình như muốn nói, không thể nào. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại tỏ ra quan tâm nói, cha nuôi, anh cả không có vấn đề gì lớn sao vẫn chưa tỉnh lại thế. Tiêu Đình đã tiêm cho nó liều thuốc mê. Cái tên Tiêu Đình này, thật là to gan, thân là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Tô lại dám tiêm thuốc mê cho đại thiếu gia. Tô Cảnh Hàm tức giận nói. Là ta bảo Tiêu Đình làm đó, cậu ấy chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Ý cha là, Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi nói, cái tên tiểu tử này, sau khi tỉnh lại thế mà vẫn nói trường học là địa ngục, là nơi đau khổ, còn nói san phẳng trường học là việc làm đúng đắn nhất mà nó từng làm qua. Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu ta nghe có người chán ghét trường học đến vậy, người như nó sau này có tiền đồ gì được,
ta sao lại sinh ra cái thứ nghiệt chủng này cơ chứ? Tô thần binh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục nổi giận nói. Sớm biết thế này, 20 năm trước ta nên bóp chết nó cho rồi, không để nó làm bại hoại gia phong nhà họ Tô. Nghe được mấy lời này Tô Thương nằm trên giường cảm thấy rất khó chịu. Lúc vừa mới đến nhà họ Tô, anh đã tỉnh lại rồi, đường đường là linh hồn tiên đế thì một chút thuốc mê có nhằm nhò gì. Chỉ có điều, Tô Thương vẫn không hiểu rõ tình hình ở Tô gia cho nên giả vờ hôn mê. Ngoài ra, trong lòng cậu vẫn còn chút hoài nghi, nếu đại thiếu gia dám điều khiển máy ủi, nhất định đã có biện pháp bảo vệ bản thân sao lại để mình bị thương được chứ. Công nhận cậu ta là một công tử ăn chơi trác táng nhưng đâu phải đầu ngốc, sự việc này tuyệt đối không đơn giản như thế. Tô Thương tiếp tục suy đoán, chắc chắn là có người cố ý sắp xếp muốn giết vị thiếu gia này. Quả đúng như dự đoán. Tô Thương vừa mới bắt gặp được ánh nhìn uất hận và không cam tâm từ Tô Cảnh Hàm. Lẽ nào tất cả chuyện này đều là kế hoạch của cậu ấy? Tô Thương nhíu mày, lục tìm trong ký ức những việc đã từng xảy ra. Kết quả nghe thấy Tô Thần Binh nói muốn bóp chết anh. Ôi trời! Bóp chết! Mọi người nhìn đi, đây là lời mà một người cha ruột nên nói với con trai mình hay sao? Tô Thương không cam tâm, ngồi bật dậy với khuôn mặt tối sầm nói cha, hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Xoẹt xoẹt! Ngay lúc đó, Tô Thần Binh và Tô Cảnh Hàm đều cùng nhau quay lại nhìn. Anh cả, anh tỉnh rồi! Tô Cảnh Hàm đẩy đẩy gọng kính. Kích động nói, tốt quá rồi, em biết người tốt sẽ có trời phù hộ mà. Cái gì? Sao tôi luôn cảm thấy cậu chỉ ước tôi chết sớm hơn một chút nhỉ? Đồ danh con! Lúc đó, Tô Thần Binh nghiến răng nói, mày cuối cùng cũng tỉnh rồi, hôm nay không đánh cho mày một trận tan xương nát thịt, ông đây sẽ ăn phân thay cơm. Cha, cha đừng lừa mình dối người nữa. Tô Thương nghiêm túc nói. Lừa mình dối người? Chết tiệt! Tô Thần Binh càng tức giận hơn, ông ta rút dây ra ra đi về phía Tô Thương với vẻ mặt đầy u ám. Cha, đừng có giả vờ giả vịt nữa, cha lại không thật sự dám đánh con, nếu không sau khi chị con trở về chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cha đâu. Tô Thương bình tĩnh nói. Ngoại trừ Tô Thương ra thì Tô Thần Binh còn có một cô con gái nữa. Tô Dực Cân, chị ruột của Tô Thương, lớn hơn anh 10 tuổi, từ nhỏ đến lớn yêu thương Tô Thương hết mực. Ở Tô gia, Tô Thương là một kẻ ăn hại không học vấn, không nghề nghiệp. Nhưng Tô Dực Cân thì khác, thiên phú võ học của cô ấy rất giỏi, còn là chân truyền của Tô Thần Binh, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Từ 5 năm trước, Tô Dực Cân đã gia nhập quân đội với tư cách là nữ nhi, chinh chiến Đông Tây đánh đâu thắng đó, gây dựng nên vinh quang vẻ vang. Danh tiếng của Tô Dực Cân vang dội khắp nơi, vang vọng cả nước Hoa. Nhà họ Tô nhờ vậy mà cũng được nâng lên thêm một bậc, không thể nghi ngờ gì mà trở thành gia tộc giàu có nhất Giang Bắc. Tô công tử vốn dĩ không sợ ai, chính là bởi vì có Tô Cân Dực làm chỗ dựa. Tô Dực Cân là một người thương yêu cưng chiều em trai đến mức điên cuồng, đối với Tô Thương thì vô cùng yêu thương, cố chấp đến đáng sợ. Mặc dù là ai đi chăng nữa nếu động vào Tô Thương thì khó mà yên ổn với cô ấy, kể cả Tô Thần Binh cũng không ngoại lệ. Nhớ lại mấy năm trước, Tô Thương gây ra họa lớn, sau khi uống rượu đã cưỡng hiếp bản thân của vợ sắp cưới. Tóm lại là sự việc vô cùng ồn ào. Tô Thần Binh trong cơn tức đã dùng cả thắt lưng đánh Tô Thương đến chóc da chóc thịt. Tô Dực Cân nghe được tin liền trở về, lôi Tô Thần Binh ra hỏi chuyện, kết quả Tô Thần Binh 3 ngày không ra khỏi cửa, nghe nói mặt mũi bị đánh bầm dập, cho nên không có mặt mũi gặp người khác. Sau đó Tô Dực Cân còn nói, Tô Thần Binh, nếu ông còn dám đánh em trai tôi thì tôi sẽ đập nát đầu ông. Từ đó về sau, Tô Thần Binh cũng không dám đụng đến một cọng tóc của Tô Thương nữa. Nhớ lại chuyện năm đó, Tô Thần Binh không nhịn được dùng mình một cái, ông ta lẳng lặng cất chiếc thắt lưng đi. Không còn cách nào khác, ông sợ phải bàn luận với con gái mình, cảm giác đó thực sự quá đáng sợ. Thằng nhóc con, đừng có lúc nào cũng lấy chị gái mày ra để hù dọa ta. Về cái chết của mẹ mày, giữa ta với mày có sự hiểu nhầm, chờ đến lúc ta làm sáng tỏ thì ta nhất định sẽ cho mày một trận đòn như tử. Còn nữa, mấy ngày nay mày không được ra ngoài, cơm cũng không được ăn, khi nào cúi đầu nhận sai trước mặt ta thì mới được ăn cơm. Cảnh Hàm, chúng ta đi thôi, để cho nó từ từ suy nghĩ lại. Sau khi để lại một câu đó,
Tô Thần Binh liền dẫn Tô Cảnh Hàm đi ra khỏi phòng. Không ngờ tới sự uy hiếp của bà chị lại mạnh như vậy, thật sảng khoái quá mà. Sau khi hai người rời đi, ánh mắt Tô Thương có chút lạnh lẽo, chỉ có điều, bản thân phải mạnh lên thì mới là chân lý, Tô Cảnh Hàm, tên này ẩn mình thật kín đáo. Ký ức trong đầu Tô Thương đứt quãng, giờ phút này anh nhớ tới một sự kiện. Chủ ý san bằng trường học là Tô Cảnh Hàm đùa giỡn nói ra. Khi đó, Tô Thương rất ghét đi học, cho rằng đi học rất khổ cực, đi học mệt mỏi, không muốn đi học để chịu dày vò nên rất mới hỏi Tô Cảnh Hàm làm sao mới có thể không cần phải đến trường. Bởi vì đưa Tô Thương đi học là ý của Tô Thần Binh, nên Tô Cảnh Hàm cũng không có cách nào khác. Vì thế nên Tô Cảnh Hàm đã vô tình nói đùa chỉ cần san bằng trường học sẽ không phải nhập học. Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Đại thiếu gia nhà họ Tô thực sự kích động, lập tức sai người đi liên hệ máy ủi đất, trường học liền được san bằng ngay trong đêm hôm đó. Chẳng qua là lúc đó có một người lái xe ủi bị đau bụng, mà Tô Thương lại không muốn lãng phí thời gian, tránh người khác đến ngăn cản nên đã tự mình lên lái. Kết quả là Tô Thương bị vùi dưới đống đổ nát, bản thân bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu 2 ngày, nhưng cuối cùng vẫn phải chết. Xem ra tất cả mọi chuyện không khỏi liên quan tới Tô Cảnh Hàm, còn mục đích cũng rất đơn giản. Tô Thần Binh chỉ có một người con trai là Tô Thương, Tô Dực Cân lại là nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, không thể tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ Tô. Chỉ cần Tô Thương chết đi thì Tô Cảnh Hàm sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế của nhà họ Tô. Chỉ có điều chính cậu ấy cũng không thể tưởng tượng được chính mình đã tiễn đưa một đại thiếu gia nhà họ Tô nhưng lại mời về một huyền thiên tiên đế. Chỉ là một vai diễn nhỏ mà thôi, không có gì phải sợ hãi. Việc cấp bách là trước tiên phải khôi phục sức lực, thân thể này quá rác rưởi, bị tử sắc chiếm hết, khiến cho ông đây một không có chút cảm giác an toàn nào. Nghĩ đến đây, Tô Thương khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện công pháp mà mình tu luyện một đời trước. Nhưng ngay sau đó, anh còn có phát hiện kinh hãi, trong nháy mắt liền mừng rỡ như điên. Cửu U Trấn Ngục Quyết. Mẹ kiếp, vậy mà lại là Cửu U Trấn Ngục Quyết. Đây chính là công pháp siêu phẩm mà vô số cường giả tiên vực muốn mà không được, cầu mà không có, từng khiến cho 10 đại tiên đế tranh đoạt đến cuối cùng không ai đạt được nó, vì sao nó lại xuất hiện trong đầu ta? Cửu U Địa Ngục, Cửu U Trấn Ngục Quyết. Chẳng lẽ công pháp này có liên quan đến Cửu U Địa Ngục, ta san bằng Cửu U Địa Ngục, cho nên có được Cửu U Trấn Ngục Quyết. Ha ha, ông đây trong cái rủi có cái may à, lấy Cửu U Trấn Ngục Quyết nhập môn, lại tu luyện một lần nữa, đợi trở về vị trí tiên đế, ta nhất định có thể càn quét tiên giới. Tô Thương vô cùng kích động, anh lập tức nhắm mắt lại, bình tĩnh nghiên cứu Cửu U Trấn Ngục Quyết. Lần ngồi xuống này diễn ra một ngày một đêm. Tại thời điểm này, ở trong phòng của Tô Thần Binh. Tiêu Đình, tên phế vật Tô Thương kia như thế nào rồi, nó có dám trốn ra ngoài không? Báo cáo ông chủ, đại thiếu gia vẫn ở trong phòng ạ. Tiêu Đình trả lời. Hả, sao lần này nó lại trở nên ngoan ngoãn thế? Tô Thần Binh nghi hoặc nói. Chẳng nhẽ danh con này thay đổi tính nết rồi ư? Cha nuôi, anh cả đã một ngày một đêm không ăn uống gì, sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Cha nên phái người đưa ít đồ ăn vào đó đi. Tô Cảnh Hàm ân cần nói với Tô Thần Binh. Nhưng Tô Thần Binh lại cự tuyệt nói nhất định là nhóc con Tô Thương này chỉ là đang giả vờ thôi. 3 ngày sau, Tô Thương vẫn không ra khỏi phòng, tập trung tu luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết. Cái gì, đã 4 ngày qua Tô Thương vẫn ở trong phòng, một miếng cũng không ăn à? Cậu nói nó ngồi khoanh chân, như là người đi tu bỏ ăn để chuyên tâm tu hành. Hừ, tên nhóc này đang làm cái trò gì vậy? Cảnh Hàm, mau thả nó ra, cho nó đi càng xa càng tốt, ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Tô Thần Binh sốt ruột nói, nhưng thực ra là ông đang rất lo lắng cho sức khỏe của Tô Thương. Mặc dù Tô Đại Thiếu Gia như phế vật, nhưng dù sao cũng là máu mủ của Tô Thần Binh, không có lý do gì để bỏ mặc không quan tâm. Chỉ có điều, Tô Cảnh Hàm vừa bước đến ngoài cửa, Tô Thương đã phát hiện ra. Không cần vào đây, em đi nói cho cha biết là anh đang giảm cân, bảo đừng đến đây làm phiền anh. Tô Thương đang tập trung tu luyện, liền tìm mọi cách để đuổi Tô Cảnh Hàm đi. Giảm cân ư? Chết tiệt, giảm cân ư, trong mắt mọi người mắng nó giống như là phế vật, mà nó lại ở đây đòi giảm cân.
Sau khi biết được chuyện này, Tô Thần Binh tức giận đập bàn, nghiến răng nói, thằng danh con, mày không chịu ra ngoài đúng không? Không chịu ăn uống gì đúng không? Được, ta xem mày chịu được bao lâu. Tiêu Đình, cậu mang 10 tên vệ sĩ canh giữ phòng Tô Thương cho ta. Nó không cúi đầu nhận lỗi thì đừng hòng ra ngoài, đừng mơ mà được ăn cơm. Tô Thần Binh ngoài miệng thì nghiêm khắc, nhưng thật ra ông ta rất yêu thương Tô Thương, chỉ là cách biểu đạt tình yêu cha dành cho con lại không giống người khác. Lúc trước ông ta cũng từng nhốt Tô Thương, nhưng chỉ nói ngoài miệng chứ không hề sai người canh gác. Như Tô Thần Binh đã nói, con trai ông thì ông hiểu. Tô Thần Binh biết Tô Thương không thành thật, nhất định sẽ không chịu ở yên trong phòng mà bỏ trốn. Nhưng lần này ông thực sự nghiêm túc, trực tiếp sai người canh gác, Tô Thương khó mà có thể chạy thoát. Tô Thương đương nhiên có thể nhận ra vệ sĩ canh gác bên ngoài, chỉ là anh không thèm để ý tới mà tiếp tục tu luyện. Kiếp trước, anh là Huyền Thiên Tiên Đế, tu luyện tuyệt phẩm công pháp. Mặc dù nếu so sánh thì không lợi hại bằng Cửu U Trấn Ngục Quyết, nhưng cũng không phải ai cũng có thể luyện thành công được. Với kinh nghiệm kiếp trước, việc luyện Cửu U Trấn Ngục Quyết của Tô Thương nhanh hơn rất nhiều, cũng mất vài ngày. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Vào lúc này, Tô Thần Binh thật sự hoảng sợ rồi. Đã 7 ngày rồi, Tô Thương một ngụm nước cũng không uống, nó không ngất vì đói sao? Chết tiệt, rốt cuộc nó muốn làm cái quái gì vậy, định tự mình nhịn đói đến chết sao? Ngày nào cũng vậy, phiền chết đi được, cái đứa cứng đầu này, không thể để cho cha bớt lo lắng được. Tô Thần Binh không nhịn được, muốn đi đến phòng của Tô Thương xem tình hình của con trai ông ta bây giờ thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ này phút này, trong căn phòng, Cửu U Trấn Ngục Quyết tổng cộng có 12 cấp, bổn tiên đế phải mất 7 ngày mới xem như luyện xong cấp 1, cảnh giới cũng đã đạt tới tầng thứ nhất của luyện khí. Tô Thương ngồi khoanh chân trên giường, hai bàn tay ngửa ra, từ trong lòng bàn tay liền hiện ra một luồng linh khí ở trái đất quá loãng, nếu như ở tiên giới thì trong 7 ngày ta chắc chắn đã có thể ngưng kết được kim đan rồi. Nhưng mà như vậy cũng được rồi, tầng thứ nhất của luyện khí cũng đủ dùng rồi, ít nhất mấy tên vệ sĩ ở ngoài cửa kia cũng không còn là mối đe dọa cho ta nữa, sau này cứ từ từ nâng cao thực lực. Ngay lúc này, căn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Tô Thương đã sớm phát hiện ra, cho nên lập tức thu hồi luồng linh lực trong tay lại, anh định thần lại rồi ngước lên cười nói, cha, sao cha lại đến đây? Cha đang muốn xem con đang làm cái trò bậy bạ gì. Mặt Tô Thần Binh tối sầm lại, nói, thằng nhãi con, một tuần rồi không được ăn, mùi vị không dễ chịu gì đúng không, bây giờ con nhận sai với cha, cha liền thả con ra ngay. Nhận sai. Tô Thương bước xuống giường, trên mặt nở một nụ cười, điều đó là không thể, cả đời này con cũng sẽ không nhận sai. Cha à, cha muốn nhốt con lại thì cha cứ nhốt đi, dù sao con cũng không muốn ra ngoài. Tô Thương nói đều là sự thật, trước mắt gia tăng thực lực mới là điều quan trọng nhất, bế quan tu luyện vừa khéo hợp với ý anh. 7 ngày không đi ra ngoài chơi, con chịu được sao? Tô Thương thản nhiên đáp lại. Bình thường anh bế quan đều tính theo năm, tùy tiện chợp mắt một cái cũng mất 10-20 năm rồi, so với thời gian 7 ngày này thì quá ngắn rồi. Chết tiệt, thằng nhóc này chẳng lẽ bị đống xà bần xây dựng đụng cho ngốc luôn rồi à, đổi lại trước kia, 2 ngày không đi đến mấy câu lạc bộ cao cấp tìm mấy em gái thì mày đã nhảy dựng lên rồi, vậy mà bây giờ đã nhịn được một tuần rồi, mày còn là con của ta không? Vẻ mặt Tô Thần Binh tràn đầy vẻ không tin. Tô Thương suy nghĩ một lúc. Thực lực của mình bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, hình tượng của Tô Đại Thiếu Gia vẫn cần phải được giữ vững, có như vậy mới có thể giảm bớt được nhiều phiền phức không cần thiết. Thằng nhãi, con vẫn cứ muốn so đo với cha sao? Lúc này, Tô Thần Binh đột nhiên lên tiếng nói. Đúng, Tô Thương chờ thời cơ để bước xuống nói, cha à, có như thế nào thì con cũng là con của cha, ngày ngày cha nói con là đồ bỏ đi, mắng con là thằng nhãi con, còn nhốt con lại, không cho con ăn. Con không vui đâu. Con mẹ nó, mày xem mày đã làm ra những việc gì, mắng mày 2 câu thì sao hả, mau cút đi, đừng đứng đây mà chướng mắt ta. Tô Thần Binh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Con không cút, cha muốn nhốt con lại thì nhốt, muốn con đi thì con phải đi sao? Tô Đại Thiếu Gia con không cần mặt mũi sao? Tô Thương nhíu mày nói. Chết tiệt,
thằng nhãi con đừng được đà mà lấn tới, nếu đã không muốn cút đi thì vĩnh viễn ở trong phòng đi. Được thôi, để con đói chết là được rồi, dù sao đợi chị trở về rồi sẽ lấy lại công bằng cho con. Nghe thấy Tô Thương nhắc đến chị gái, Tô Thần Binh liền hoảng hốt, nghiến răng nói, mẹ nó, thằng nhãi con, nói đi, như thế nào thì mày mới chịu đi ra ngoài. Hi hi, đơn giản thôi, đưa cho con 100 vạn, tiền tiêu vặt của con đều dùng để thuê máy ủi đất hết rồi. Mẹ nó, nói cả buổi trời thì ra là mày đang ở đây chờ ta, chẳng trách mấy ngày nay cũng không thèm trốn đi, hóa ra là trong thẻ hết tiền rồi. Tô Thần Binh còn tưởng rằng con mình đã thay đổi tính nết rồi, nhịn 7 ngày không trốn đi đến mấy câu lạc bộ cao cấp kia, ngàn vạn lần không ngờ tới có thể giữ chân tên bỏ đi này không phải căn phòng mà là do nghèo. Nói thật, Tô Thần Binh có chút thất vọng, đứa con trai ruột duy nhất của mình, vốn nên tiếp quản nhà họ Tô, dẫn dắt gia tộc ngày càng phồn vinh. Nhưng chuyện quái gì thế này, Tô Đại Thiếu Gia lại là một tên công tử bột không hơn không kém, người làm cha làm sao có thể không thất vọng được chứ. Nhưng mà, Tô Thần Binh đối với Tô Thương đã là từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng rồi, dứt khoát đưa cho anh 100 vạn, kêu Tô Thương cút đi đâu càng xa càng tốt. Sau khi Tô Thương rời đi, Tô Thần Binh liền dặn dò Tiêu Đình ở bên cạnh, thằng nhóc này ngay cả trường học cũng dám phá hủy, khó đảm bảo nó sẽ còn làm ra những chuyện gì quá đáng nữa. Cậu âm thầm theo dõi nó, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo cho tôi biết mọi hành động của nó. Vâng. Tiêu Đình nhận được mệnh lệnh thì bóng dáng dần biến mất ra phía sau. Tiêu Đình đã từng uống máu với Tô Thần Binh trên thương trường, là thuộc hạ mà Tô Thần Binh đắc ý nhất. Hiện tại anh ấy đã là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Tô, thực lực của anh ấy thâm sâu khó lường. Tô Thần Binh ngoài miệng thì sai anh ấy theo dõi Tô Thương, phòng ngừa Tô Thương làm ra chuyện gì quá khích. Trên thực tế lại là để bảo vệ Tô Thương. Tô Thần Binh là nhân vật cỡ nào chứ? Chuyện san bằng trường học, ông ta sớm đã phát hiện ra âm mưu bên trong, cho nên đã sai người âm thầm điều tra. Tô Thương không biết trên trái đất có người tu chân hay không, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực. Cái thân thể này uể oải quá, Tô Thương dự định sẽ dùng ít dược liệu để tẩy tinh phạt tủy nó, nhân tiện khôi phục lại công năng của thận một chút. Không còn cách nào khác, chủ thể này buông thả dục vọng quá mức, khiến cho thận hoạt động quá tải, nếu như không sớm ngày khôi phục lại, thì sớm muộn gì cũng không cử động nổi nữa. Thế là Tô Thương chạy thẳng đến nhà thuốc lớn nhất của Giang Bắc, về phần Tiêu Đình đang nấp trong bóng tối, anh đương nhiên có phát hiện ra chỉ là không có để lộ ra mà thôi. Không lâu sau, Tô Thương đã tới nhà thuốc, anh mua thật nhiều thuốc đông y để tráng dương bổ thận, như là các loại dương khởi thạch, thỏ ti tử. Dương hỏa diệp, kỷ tử. Vốn dĩ Tô Đại Thiếu Gia còn tính mua căn bím hổ nữa, nhưng mà bây giờ hổ là loài vật đang được bảo vệ, nhà thuốc không có bán, bất đắc dĩ đành phải mua bím hươu người ta nuôi, công hiệu đương nhiên kém một chút nhưng cũng không sao. Ở kiếp trước Tô Thương có thể một bước đứng lên tôn vị tiên đế đều là nhờ vào trình độ luyện đan dược và trận pháp. Mặc dù những dược liệu mua ở nhà thuốc đều là những dược liệu thường thấy, nhưng ở trong tay anh thì lại có thể phát huy được hiệu quả vô cùng lớn. Để bảo vệ cơ thể của Hoàn Khố Đại Thiếu Gia, sau khi mua xong dược liệu Tô Thương cũng không về nhà mà dựa vào trí nhớ đi đến câu lạc bộ cao cấp lớn nhất ở Giang Bắc, Ngọc Trí Tiên Cảnh. Tiêu Đình, còn chưa chịu trở về, sao nào, anh muốn đi vào học hỏi thao tác của bổn Đại Thiếu Gia sao, học trộm kỹ thuật của tôi sao? Trước khi bước vào câu lạc bộ, Tô Thương thản nhiên nói vào trong không khí. Tô Đại Thiếu Gia muốn thuê nguyên một phòng ở câu lạc bộ, chuyên tâm bào chế đan dược, cho nên anh phải đuổi Tiêu Đình đi, tránh bị anh ấy vạch trần. Sau khi nhận ra Tiêu Đình đã rời đi, Tô Thương mới xách theo một túi lớn dược liệu nhanh chóng đi vào Ngọc Trí Tiên Cảnh. Tô Đại Thiếu Gia vừa đến, Ngọc Trí Tiên Cảnh lập tức sôi nổi hẳn lên, mười mấy em nhân viên thân hình vô cùng gợi cảm như đàn ong vỡ tổ chạy ào ra. Nói chung tất cả các câu lạc bộ ở Giang Bắc ai mà không biết đến Tô Đại Thiếu Gia, ai mà không biết Tô Đại Thiếu Gia ra tay rất là hào phóng, làm cái ngành này, ai mà không muốn cùng chung đêm xuân với Tô Đại Thiếu Gia chứ? Cái chủ thể này đúng là ăn mặn không có kiêng kỵ gì hết mà, nhưng cái loại này thì cũng dễ xử lý thôi. Tô Thương chẳng thèm để ý tới mấy người này, nhưng vẫn thuê một phòng thượng hạng, đồng thời chọn hai em tiếp rượu ở lại, một người ngực bự, người còn lại, ngực cũng bự. Tô Đại Thiếu Gia, nghe nói anh đã san bằng trường học rồi, ngầu quá đi,
ở Giang Bắc cũng chỉ có anh mới dám làm như vậy. Đó là điều đương nhiên rồi, Tô đại thiếu gia là đệ nhất thiếu gia ở Giang Bắc mà, san bằng trường học có tính là gì chứ? Tô đại thiếu gia, người ta sớm đã ngưỡng mộ anh rồi, tối nay nhất định sẽ hầu hạ anh thật chu đáo. Khi đến phòng, hai người đẹp tiếp rượu kia liền sát lại gần Tô Thương, giống như con bạch tuộc bám chặt lên người Tô Thương vậy. Nhưng mà, Tô Thương xua tay lên một cái, trong giây tiếp theo, cả hai người cứ thế đều bất tỉnh ngã xuống đất. Thật nực cười, mấy loại như các ngươi cũng dám mơ mộng hão huyền đụng đến cơ thể của bổn tiên đế sao? Tô Thương chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi sau đó thu lại ánh mắt bắt đầu bào chế đan dược. Tẩy tủy đan và dưỡng thận đan chỉ là cấp bậc nhập môn của bào chế đan dược mà thôi, dựa vào kinh nghiệm của Tô Thương thì không cần đến lò luyện đan cũng có thể luyện chế ra được, chỉ là phiền phức thêm một chút mà thôi. Còn ở bên kia, Tiêu Đình sau khi về đến trang viên nhà họ Tô thì lập tức đi báo cáo tin tức cho Tô Thần Binh. Cậu nói cái gì, cái đồ bỏ đi kia vậy mà lại phát hiện ra được cậu đang theo dõi nó sao? Tô Thần Binh ngạc nhiên vui mừng nói, chuyện này là thật sao, Tiêu Đình, cậu không nói dối chứ? Thưa ông chủ, hoàn toàn chính xác, Tiêu Đình thành thật trả lời. Điều này là không thể nào, cậu đã mạnh đến như vậy, cả cái Giang Bắc này người mạnh hơn cậu được mấy người, Tô Thương làm sao mà phát hiện ra được hành tung của cậu chứ? Tô Thần Binh không nhìn được bèn hỏi, thằng danh đó giờ đang ở đâu? Ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, Tiêu Đình tiếp tục nói, đại thiếu gia đã mua rất nhiều dược liệu, sau đó mang theo dược liệu đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, đây là đơn thuốc của cậu ấy. Dược liệu, Tô Thần Binh cầm lấy đơn thuốc nhìn một cái, ngay lập tức nổi điên lên, dương khởi hạch, thỏ thi tử, bím hươu, mẹ kiếp, tất cả đều là thuốc tráng dương. Ông đây lần đầu tiên nghe nói có người mang thuốc tráng dương đi quán ba cao cấp, nó định vừa xuất ra vừa nạp vào sao, đúng là một nhân tài đấy. Tô Thần Binh tức giận nghiến răng nghiến lợi, đồ chó má này, càng ngày càng vô dụng rồi, bộ mặt của lão Tô tôi đây đều bị nó làm mất hết rồi. Ông chủ, xin bớt nóng giận, tôi thấy đại thiếu gia không giống với trước kia rồi, cậu ấy còn cảnh giác đến sự tồn tại của tôi, chắc chắn. Tiêu Đình muốn an ủi Tô Thần Binh. Đồ vô dụng, thằng danh đó đích thị là đoán bừa, nó đoán ta sẽ phái người theo dõi nó. Điểm này rất thông minh, sao lại không dùng lên việc học hành chứ, ôi, gia môn bất hạnh mà. Tô Thần Binh thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng tột cùng, vốn dĩ ông ta còn cho rằng, sau khi con trai tỉnh lại đã thay đổi rồi, nhưng khi nghe đến Tô Đại Thiếu gia mang theo thuốc tráng dương đi ba, ngay lập tức ông ta nhận ra bản thân trước đây nực cười biết bao. Một thằng công tử bột phế vật đã 20 năm, sao có thể nói thay đổi là thay đổi chứ? Cha nuôi, hoa thần y đến rồi ạ. Lúc này, đột nhiên Tô Cảnh Hàm kêu một ông già khoảng 60 tuổi bước vào, Tô Cảnh Hàm khom người xuống dẫn đường cho ông già kia, điệu bộ vô cùng tôn kính. Hoa thần y, Tô Thần Binh nở nụ cười đứng dậy, bước tới chào hỏi một ông lão ngoài 60 kia, sau đó lại quay lại nhìn Tô Cảnh Hàm trách mắng, Cảnh Hàm. Hoa thần y thân phận tôn quý, ông ấy đến nhà, ta là chủ nhà phải ra đón ở tận cổng như vậy mới thể hiện lòng tôn kính với hoa thần y, ai kêu con. Ông chủ Tô, không cần phải khách sáo như vậy, Tô nhị thiếu gia vốn định vào thông báo cho ông nhưng lại bị tôi ngăn lại, quan hệ giữa tôi và cha ông rất tốt, không nhất thiết phải ra tận ngoài cổng đón như vậy. Hoa thời mạc nói tiếp, cha ông đang ở đâu, việc khẩn cấp bây giờ là ổn định bệnh tình của ông ấy. Hoa thần y rộng lượng, mời đi bên này. Nhắc đến lão gia, sắc mặt Tô Thần Binh nghiêm túc lại, vội vàng dẫn đường cho hoa thời mạc. Lão gia của nhà họ Tô là Tô Kiền Khôn, năm nay hơn 90 tuổi. Thời chiến loạn, Tô Kiền Khôn bị gọi nhập ngũ, với song thiết quyền của mình, ông ấy đã đánh hạ nửa nước Hoa, lập nên thời đại Thái Bình thịnh trị. Sau chiến tranh, ông ấy từ bỏ thành công và vinh hoa, lui về ẩn dật ở Giang Bắc. Ở nhà họ Tô, lời nói của ông ấy rất có trọng lượng, không ngoa khi nói, ông ấy chính là trụ cột của gia tộc này. Cho dù đó là Tô Dực Cân, cũng rất kính nể Tô Kiền Khôn, Tô Dực Cân dám lôi kéo Tô Thần Binh so tài, nhưng ở trước mặt Tô Kiền Khôn, không ai dám lỗ mãng. Cả nhà họ Tô, chỉ có Tô Kiền Khôn mới trấn áp được Tô Dực Cân, điều này cũng dẫn đến việc Tô Đại Thiếu gia vô cùng sợ Tô Kiền Khôn, mỗi lần gặp ông nội, anh đều rất ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ biết nghe lời vậy. Đối với chuyện của Tô Thương,
Tô Kiền Khôn cũng có nghe nói, chỉ là lười đi giải quyết mà thôi. Bởi vì Tô Thương không học võ thuật cũng không có thiên phú võ thuật, nói chung là một phế vật, không cần thiết phải quản giáo. Những người hiểu rõ nhà họ Tô đều biết, Tô Kiền Khôn chính là bầu trời của nhà họ Tô, chỉ cần Tô Kiền Khôn không chết, thì nhà họ Tô mãi luôn hưng thịnh phồn vinh. Nhưng mà gần đây, sức khỏe Tô Kiền Khôn không được tốt, vết thương cũ tái phát, đến xuống giường cũng không được, điều này khiến Tô Thần Binh hết sức lo lắng, vội vàng mời Hoa Thời Mạc Thần Y đến. Ông chủ Tô, trong tay ông đang cầm là đơn thuốc sao? Vừa mới chuẩn bị đi gặp Tô Kiền Khôn, Hoa Thời Mạc đột nhiên nhìn thấy đơn thuốc trên tay của Tô Thần Binh, ngay lập tức bất mãn nói, một bệnh không khám hai thầy, ông chủ Tô, nếu như ông đã mời người đến trị bệnh cho lão ra rồi, lão phu không nhúng tay vào nữa, tạm biệt. Đợi đã, Hoa Thần Y, ông hiểu lầm rồi. Tô Thần Binh cầm đơn thuốc lên, đồng thời giải thích, tôi không có mời bất kỳ ai, đây là mấy loại thuốc đông y của thằng khuyển tử bốc bậy bốc bạ đấy, nếu như không tin ngài có thể xem qua. Hoa Thời Mạc cầm lấy đơn thuốc, vốn dĩ chỉ muốn nhìn sơ qua một cái, nhưng vừa nhìn thấy thì hai mắt liền sáng lên, tập trung tinh thần nghiên cứu hết mấy phút, sau đó liền kích động vỗ tay một cái kêu lên hay quá. Ba lạng dương khởi hạch, phối với hai lạng thỏ ti tử, liều lượng dương hỏa hiệp vừa đủ, tuyệt vời thật. Hoa Thời Mạc hơn 60 tuổi tóc hoa râm, lúc này đôi mắt sáng ngời, không nhịn được bèn hỏi, ông chủ Tô. Dám hỏi ai kê đơn cho lệnh công tử vậy? Chắc là không có ai, nó tự bốc thuốc đấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đây là loại thuốc bổ hàng đầu, ôn hòa không hại thân, cực kỳ có hiệu quả, người có thể kê được đơn thuốc này, trình độ về mặt y thuật tất nhiên phải ở trên tôi. Hoa Thời Mạc chắc nịch nói. Cái này, thằng chó con này trước giờ chưa có tiếp xúc với bất kỳ bác sĩ nào, thật sự là bốc đại thôi, tên phế vật này buông thả dục vọng quá độ. Hôm nay lại đi đến quán ba nữa rồi, có lẽ nó lo lắng sức khỏe không tốt cho nên tùy tiện mua ít thuốc đông y về bồi bổ. Tô Thần Binh nói, cứ xem như đơn thuốc này có hiệu quả đi chăng nữa thì cũng là mèo mù vớ được dán. Do may mắn sao, Hoa Thời Mạc cười thích thú, ông chủ Tô, có cơ hội lão phu nhất định muốn được gặp lệnh công tử. Nó chỉ là một tên phế vật, ông gặp nó cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Tô Thần Binh khinh thường nói rồi lập tức dẫn Hoa Thời Mạc đến chỗ ở của lão gia. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới từ phòng của lão gia bước ra. Hoa Thần Y, bệnh tình cha tôi thế nào rồi? Tô Thần Binh lo lắng hỏi. Miễn cưỡng thì cũng tạm ổn định rồi, lão gia khi còn trẻ bị trọng thương, nếu như là những người bình thường khác thì sớm đã cưỡi hạc về Tây Thiên lâu rồi, cũng may lão gia nội công thâm hậu nên mới có thể kiên trì đến được bây giờ. Hoa Thời Mạc lại thở dài, nói tiếp tôi cũng chỉ có thể giải quyết phần ngọn, không thể giải quyết được tận gốc, chỉ sợ trên đời này không có người nào có thể chữa triệt để cho cha ông. Ông chủ Tô, ông cần chuẩn bị sẵn tâm lý nhé. Tô Thần Binh nghe đến lời này, buồn bã gật đầu, rồi quay người lại khẩn cầu nói, Hoa Thần Y, ông cũng rõ cha tôi là người rất quan trọng với nhà họ Tô, vì vậy chuyện liên quan đến bệnh tình của lão gia, mong Hoa Thần Y tạm thời bảo mật cho. Yên tâm đi, tôi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hoa Thời Mạc đáp, vất vả cho Hoa Thần Y rồi. Không cần khách sáo vậy đâu. Hoa Thần Y nhìn xung quanh, rồi hỏi, ông chủ Tô, đã muộn như vậy rồi, lệnh công tử vẫn chưa về nhà sao? Cái thứ không nên thân đó, một năm 365 ngày, nó ở nhà ngủ chắc chỉ được đúng 10 ngày, còn bình thường nó đều qua đêm ở bên ngoài hết. Tô Thần Binh tò mò nói. Hoa Thần Y, sao ông lại nhắc tới nó, đừng nói là ông cho rằng nó có khả năng thiên phú chữa bệnh cứu người đấy chứ, tôi đã nói với ông rồi, phương thuốc đó là nó tùy tiện kê đơn, có lẽ đến tên của dược liệu thậm chí nó còn không biết. Ha ha, lão phu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hoa Thời Mạc cười nói, đúng rồi, tôi nghe nói lệnh công tử đích thân lái máy ủi san phẳng trường học phải không? Vừa nghe đến câu này, khuôn mặt Tô Thần Binh tối sầm lại, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Xấu hổ nói, cái đồ bại hoại gia phong để cho Hoa Thần Y phải chê cười rồi. Thanh niên mà, làm ra những việc khó bề tưởng tượng cũng là rất bình thường, ông chủ Tô, sau này ông có dự định gì cho cậu ấy không? Tôi hoàn toàn hết hy vọng với nó rồi, giờ không quản nổi nữa, mặc nó muốn làm gì thì làm. Tô Thần Binh thật thà nói. Ông chủ Tô,
không thể nói những lời như thế, ngọc không mài thì làm sao sáng lên được, lệnh công tử chỉ là thiếu quá trình gọt giũa, ngài không phải vẫn nên gửi cậu ấy đến trường sao? Đến trường, Tô Thần Binh cười gượng, trường học nổi tiếng lâu đời còn bị nó san phẳng, bây giờ còn có trường nào dám nhận nó chứ? Lão Phu hiện nay đang làm giáo sư cho trường Đại học Kinh Tử, cũng có thể giúp đỡ được một chút, thế này đi ông chủ Tô, Lão Phu sẽ đứng ra sắp xếp cho lệnh công tử vào trường nhập học. Hoa Thời Mạc cười nói, nếu lệnh công tử không phải là tài năng thiên phú trời cho, thì cứ xem như Lão Phu giúp ngài giải quyết một mối lo ngại, để cậu ấy có thể đến trường học, còn nếu cậu ấy chính xác là thiên tài bẩm sinh, Lão Phu chắc chắn sẽ chấp nhận để cậu ấy ở lại trường, đến lúc đó hy vọng ông chủ Tô không có ý kiến gì chứ. Đại học Kinh Tử, nằm ở Giang Bắc, đây chắc là trường đại học y khoa hàng đầu rồi. Hiệu trưởng là một người cố chấp cổ hủ, một thời gian trước Tô Thần Binh ném cho ông ta một mớ tiền đưa Tô Thương đến Đại học Kinh Tử, kết quả là đã bị ông ta dứt khoát từ chối. Cũng gọi là may mắn vì bị từ chối, nếu không thì trường bị san phẳng chính là Học viện Y khoa Kinh Tử rồi. Mà ở ngôi trường danh tiếng này, quy tụ nhân tài trên khắp mọi miền đất nước, còn có vô số thành quả thí nghiệm nữa. Nếu thực sự bị san bằng, hậu quả không thể lường hết được, sợ rằng Tô Lão gia có ra mặt cũng khó mà bảo vệ được Tô Thương, Tô Thần Binh đã từng cảm thấy may mắn vì điều này. Lúc này, Tô Thần Binh có chút sững sờ, thằng con rác rưởi của mình lại có cơ hội bước vào trường Đại học Kinh Tử sao? Hoa Thần Y xem trọng Tô Thương như thế, nói không chừng thằng nhóc đó thực sự có năng khiếu thiên bẩm về y học. Ông chủ Tô, ý ngài như thế nào? Hoa Thời Mạc hỏi dò. Tô Thần Binh lấy lại tinh thần, vội vàng cười nói, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, chỉ là làm phiền Hoa Thần Y thôi. Không phiền. Hoa Thần Y cười nói, ngày mai đừng quên để lệnh công tử đến trường ghi danh, giờ cũng không còn sớm nữa, lão phu về trước đây. Hoa Thần Y đi thong thả. Sau khi tiễn Hoa Thần Y, Tô Thần Binh có chút cảm kích, ông đây từ nhỏ đã không thích đọc sách, không có văn hóa gì. Vậy mà không ngờ rằng trong nhà lại có thể có một sinh viên, ha ha, tên tiểu tử Tô Thương này cuối cùng cũng khiến ta nở mày nở mặt. Với thực lực nhà họ Tô, ngay cả khi Tô Thương không tham gia bất kỳ kỳ thi đại học nào, thì dù muốn học bất kỳ trường nào trên toàn quốc cũng có thể tùy ý chọn đại một cái. Nhưng những thứ tốt đẹp này cũng chỉ là cái bóng mà tổ tiên để lại, nói cho cùng cũng không vẻ vang gì, nên trước đây những trường đại học mà Tô Thương đã được nhận vào học, đối với ông ta mà nói cũng không hề có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, con trai của mình lại vô duyên vô cớ được Hoa Thần Y xem trọng, không cần dùng tới quyền lực của gia đình mà lên được đại học, hơn nữa lại là trường Đại học Kinh Tử nổi tiếng toàn quốc. Việc này khiến Tô Thần Binh có chút tự hào, đến nỗi mà việc con trai mình vốn là một kẻ rác rưởi cũng thèm quan tâm nữa. Kỳ thực, cũng không thể trách Tô Thần Binh được. Tô Thương từ nhỏ đến lớn đều chưa từng khiến ông ấy ngẩng đầu lên được dù chỉ một lần. Tuy là lúc nãy khi ở trước mặt Hoa Thần Y, ông ấy tỏ vẻ chê bai con trai mình khi nói đơn thuốc là do Tô Thương tùy tiện kê bừa, nhưng suy cho cùng thì trong lòng ông vẫn cảm thấy được nở mày nở mặt. Người ta vẫn thường nói, nếu sự thất vọng về một người đạt tới đỉnh điểm, thì khi người đó có một chút thành tích dù là rất nhỏ, cũng có thể khiến họ vui sướng gấp ngàn lần. Và cảm giác của Tô Thần Binh bây giờ chính là như vậy. Tiêu Đình, lập tức đưa Tô Thương từ quán ba cao cấp về đây cho tôi. Tôi có mấy chuyện cần hỏi nó. Thôi bỏ đi, đứa trẻ đó bị nhốt lại 7 ngày, thực sự là khó khăn cho nó rồi, cứ để nó thoải mái một đêm trước đã, lão gia bên đó vẫn chưa ngủ, cũng cần có người bên cạnh, tôi phải qua đó một chuyến, khi Tô Thương trở về lập tức kêu nó tới tìm tôi. Tô Thần Binh dặn dò. Sau đó quay người đi đến chỗ Tô Kiền Khôn để phụng dưỡng ông ấy. Buổi chiều Tô Thương đã luyện chế xong tinh tủy đan và dưỡng thận đan, sau đó anh ăn nó trước. Lúc này, anh ngồi khoanh chân lại, toàn thân linh khí dâng trào, những chất bẩn màu vàng nhạt từ trong cơ thể được đào thải ra, tiếp tục duy trì như thế nửa tiếng mới dừng lại. Tô Thương bây giờ, nhìn bề ngoài so với trước đây không có gì khác biệt, nhưng thực tế lại khác nhau một trời một vực. Trước đây cơ thể anh ốm yếu đến mức có lẽ cũng không thể chịu nổi một trận đòn, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn là thấy ngay hình ảnh của một tay ăn chơi quá đà. Mà lúc này Tô Thương như là dạng người lúc mặc áo quần thì trông tưởng gầy gò nhưng khi cởi ra thì trông lại có da thịt, sắc mặt lại hồng hào, đặc biệt là ánh mắt,
trông sắc bén lại đầy vẻ tinh anh, nếu mà nhìn kỹ lại thì so với lúc trước như hai người khác nhau. Tẩy tinh phạt tủy thành công, nước trong thận cũng đã hết sức dồi dào, cuối cùng cũng làm xong. Tô Thương đứng dậy, vận động gân cốt một chút, sau đó cởi quần áo đi vào phòng tắm, 5 phút sau anh quấn khăn tắm và bước ra. Vương đại thiếu gia, Tô đại thiếu gia đang ở bên trong làm việc, cậu có thể đừng vào không, lỡ như làm cho Tô đại thiếu gia không vui lại phiền phức lắm, cậu đừng làm khó chúng tôi nữa. Cút ngay, ông đây với Tô đại thiếu gia là anh em tốt tới mức mặc chung một cái quần, cách 5-3 hôm còn tắm chung với nhau. Bây giờ nhìn anh ấy với mấy em nhân viên xinh đẹp múa võ trong đó thì có gì mà không thể vào chứ? Chính ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài phòng riêng truyền tới, tiếp theo đó là một thanh niên dáng người thấp bé bất chấp những lời khuyên ngăn mà xông vào. Tô đại thiếu gia, cha tôi đã nói những là sẽ đánh chết tôi thế mà anh vẫn còn làm cái dám gì thế, mau đi cứu đứa em trai này của anh đi chứ. Người thanh niên thấp bé này cao khoảng chừng 1m6, cơ thể gầy gò. Lấm la lấm lét trông chẳng khác nào một con khỉ. Cậu ấy tên Vương Phú Quý, là đại thiếu gia của nhà họ Vương, một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc, cùng hội cùng thuyền với Tô đại thiếu gia, từ nhỏ đã chạy theo sau mông Tô đại thiếu gia làm đàn em rồi, Tô đại thiếu gia chỉ đâu đánh đó, cực kỳ nghe lời. Tô Thương nhìn thấy Vương Phú Quý, những ký ức liên quan tới đối phương lập tức ùa về. Chủ thể đã sắp xếp Vương Phú Quý này liên hệ bên máy ủi. Lẽ nào người này cấu kết với Tô Cảnh Hàm? Tô Thương cau mày, nghiêm túc quan sát Vương Phú Quý, đồng thời những ký ức cũng lướt qua trong tâm trí anh. Ôi trời, Tô đại thiếu gia, mấy ngày không gặp mà nhìn anh trông mạnh mẽ quá, hai em nhân viên xinh đẹp thế mà mệt quá lăn ra ngủ hết rồi, nói thật đi, có phải là anh ăn được thuốc bổ gì rồi đúng không? Được rồi, uổng công tôi xem anh là anh em tốt, anh trai tốt. Anh có loại thuốc bổ tốt như thế lại có thể không nói với tôi, cục cưng này cảm thấy không vui rồi nha, mà đợi đã, cái thứ màu vàng trên giường là cái quái gì vậy? Vương Phú Quý sau khi đi vào phòng riêng, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn, rồi bỗng nhiên sững người lại, sau khi phản ứng lại thì há hốc cả mồm. Vương Phú Quý nhắc lại 3 lần liên tiếp, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc giường cách đó không xa. Gì mà, có gì đáng ngạc nhiên thế chứ? Tô Thương hồi phục tinh thần, cau mày nói. Ôi trời, Tô đại thiếu gia, anh thật sự là quá mạnh rồi, đến phân của người ta cũng bị anh lôi ra ngoài, lợi hại, em trai đây thật bái phục. Vương Phú Quý mặt đầy ngưỡng mộ nói, Tô đại thiếu gia, từ nay về sau, anh không còn là đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc nữa, Vương Phú Quý tôi sẽ gọi anh là người mạnh mẽ đệ nhất của Giang Bắc. Chết tiệt, cứt, ra cứt rồi. Mẹ nó. Đó là những tạp chất mà ông đây tẩy tinh phạt tủy đẩy ra, vậy mà cũng liên tưởng được, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh em của Tô đại thiếu gia đúng là nhân tài đặc biệt mà. Mặt Tô Thương tối sầm lại nói, cút cậu đi, ai bảo cậu đó là cứt chứ? Vàng vàng vậy không phải là cứt sao? Tô đại thiếu gia, anh đừng giả bộ nữa, đừng hòng gạt được tôi. Vương Phú Quý nhanh chóng tiến đến trước mặt Tô Thương, kích động hỏi, Tô đại thiếu gia. Nhanh nói cho tôi biết anh đã uống thuốc gì vậy, háo hức quá đi tôi cũng muốn thử. Vương Phú Quý sau khi vào phòng, cũng không đóng cửa lại, lúc này ở cửa có rất nhiều người đang vây lại xem. Tô Thương cảm thấy rất mất mặt, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vương Phú Quý, sau đó quay người lại nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, dặn dò nói, ông là giám đốc ở đây đúng không, tôi muốn giải thích một chút, cái thứ ở trên giường không phải là cứt, ông phải tin tôi. Được, được rồi, tôi chắc chắn là tin lời của Tô đại thiếu gia. Giám đốc nhỏ giọng đáp lại. Cảm ơn sự tin tưởng của ông. Điều này khiến cho trong lòng của Tô đại thiếu gia rất là thoải mái, càng nhìn vị giám đốc này càng cảm thấy thuận mắt. Anh thản nhiên nói, nếu đã như vậy thì ông nhanh chóng giải tán mọi người đi, đừng đứng chắn ở cửa nữa. Không vấn đề gì, chỉ là, Tô đại thiếu gia, câu lạc bộ chúng tôi có quy định, không được ngược đãi nhân viên. Lần sau anh nhẹ tay một chút, nếu không tôi không biết giải quyết như thế nào. Vị giám đốc lấy hết dũng khí nhẹ giọng nói. Ha ha, Tô đại thiếu gia thật lợi hại mà, chơi đùa cũng quá điên cuồng rồi. Tô đại thiếu gia là đệ nhất dũng mãnh, không phục cũng không được mà. Tô đại thiếu gia, có thể truyền thụ một ít kinh nghiệm không, tôi cũng muốn khỏe như anh. Đám người vây quanh đang nháo nhào lên chế giễu. Mẹ nó.
nói cả buổi trời mà ông vẫn không chịu tin ông đây, trong đúng quần dính nước tương, không phải cứt, ông đi chết đi. Sắc mặt Tô Thương càng tối sầm lại, dứt khoát không giải thích nữa, đúng, ông đây lợi hại như vậy đó, cút xéo hết cho tôi. Nhìn thấy Tô Đại Thiếu gia nổi trận lôi đình, tất cả những người đang có mặt bao gồm cả vị giám đốc kia toàn bộ đều vắt giò lên cổ chạy trối chết. Tô Đại Thiếu gia, dám làm dám chịu, quang minh lỗi lạc, vậy mới tốt chứ, người làm em anh như tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Vương Phú Quý vô cùng vui mừng hân hoan. Cậu câm cái miệng lại cho tôi. Tô Thương nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, lạnh giọng hỏi, Vương Phú Quý, 10 ngày trước cậu đã ở đâu khi tôi lái xe ủi san bằng trường học, thường ngày cậu luôn như hình với bóng với tôi, tại sao hôm đó lại không cùng tôi san bằng trường học? Ồ, ai ngờ, Vương Phú Quý nghe vậy liền nhảy dựng lên, hét to, Tô Đại Thiếu gia, anh vậy mà không biết xấu hổ lại còn đi hỏi tôi sao? Ngày đó không phải tôi còn đang đi chùi đít cho anh sao, anh thật sự đã quên rồi hay là muốn qua cầu rút ván? Ý là nói đi xử lý dọn dẹp những hậu quả của người khác gây ra. Nói rõ xem nào, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Thương nhíu mày nói. Chết tiệt, nói thì nói, nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Vương Phú Quý tiếp tục nói, ngày hôm đó một tài xế lái xe ủi đột nhiên bị đau bụng tiêu chảy, tôi vốn định tự mình lên lái. Kết quả là Lý Kỳ Kỳ vác theo cái gậy bóng chảy đến kiếm chuyện với anh bị dọa cho mặt trắng bệch ra, kêu tôi nhanh chóng đi đối phó với cô ta. Tô Đại Thiếu gia, anh xem mặt của tôi xem, bây giờ vẫn còn bầm xanh đây nè, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vẻ mặt Vương Phú Quý tràn đầy uất ức nói. Lý Kỳ Kỳ. Trong đầu Tô Thương có chút ấn tượng, cô gái này là nhị tiểu thư của nhà họ Lý. Chị gái cô ta là Lý Nguyệt. Là vị hôn thê được chỉ hôn của Tô Đại Thiếu gia. Lý Kỳ Kỳ kiếm tôi làm gì, tôi với cô ta có thủ oán gì sao? Lúc này, Tô Thương mới vội vàng hỏi. Chết tiệt, trước ngày san bằng trường học một ngày, anh chuốc thuốc mê chị gái cô ta rồi dâng cho Triệu Văn Bân, anh nói xem anh với cô ta có thủ oán gì không? Chuốc thuốc mê vị hôn thê của mình rồi đem cho người khác. Tô Thương nhớ lại rồi. Mẹ nó, tên ngốc Tô Đại Thiếu gia này thật sự làm ra những chuyện này. Nguyên nhân là anh cùng với Tam Thiếu gia nhà họ Triệu là Triệu Văn Bân cá cược đấu chó với nhau, cuối cùng Tô Đại Thiếu gia thua đến sạch quần lót, rồi dưới sự khiêu khích của Triệu Văn Bân, nhất thời đầu óc nóng lên liền đem Lý Nguyệt ra đánh cược. Kết quả không ngoài dự đoán, Tô Đại Thiếu gia thua thảm hại. Con người Tô Đại Thiếu gia không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ là có chơi có chịu. Đêm đó liền hẹn Lý Nguyệt ra gặp mặt, sau đó chuốc thuốc mê rồi giao cho Triệu Văn Bân. Cũng may ngay thời khắc then chốt thì Lý Kỳ Kỳ tới, mang Lý Nguyệt đi. Tô Đại Thiếu gia ngay khi nhìn thấy tình hình không ổn liền lập tức trốn đi, may mắn thoát nạn, nhưng mà ngay lúc đi san bằng trường học, Lý Kỳ Kỳ đột nhiên tìm đến tận nơi, muốn thay chị gái cô ta dạy dỗ Tô Đại Thiếu gia. Dưới tình hình đó, Tô Đại Thiếu gia chắc chắn không thể gặp mặt Lý Kỳ Kỳ được. Cho nên mới sai Vương Phú Quý đi đối phó. Sau khi Vương Phú Quý rời đi, anh tự mình lái xe ủi từ đó liền bị đống xà bần xây dựng nhấn chìm. Nếu như Lý Kỳ Kỳ không tới, thì chính là Vương Phú Quý lái xe ủi rồi, vậy người chết chính là cậu ấy. Mà Lý Kỳ Kỳ là một nhân tố không kiểm soát được, người bày ra thế cục này sẽ không ngu ngốc mà hại chết chính mình, Vương Phú Quý có thể được loại trừ ra khỏi diện nghi vấn. Phân tích tới đây. Tô Thương mới thu hồi lại hơi thở lạnh lùng của mình. Tô Đại Thiếu gia, đừng nói nhiều lời vô ích nữa, cha tôi sẽ đánh chết tôi mất, hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu được tôi đã giúp anh ngăn Lý Kỳ Kỳ lại, chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết, anh không thể qua cầu rút ván chứ. Ngay lúc này, Vương Phú Quý đang ôm chặt lấy cánh tay của Tô Thương, giống như đang nắm chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. Hai người đàn ông mà ôm nhau cái gì chứ? Buông tay ông đây ra. Tô Thương hất tay Vương Phú Quý ra, sau đó lại dò hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi, cha cậu sao lại muốn đánh cậu? Ông ta biết là tôi giúp anh liên hệ với bên xe ủi, xém chút hại chết anh rồi, cho nên ông ta cứ bắt buộc phải đánh chết tôi để bồi thường cho anh. Vương Phú Quý khóc sướt mướt nói, Tô Đại Thiếu gia, chúng ta cũng là anh em tốt mặc chung một cái quần lót, lẽ nào anh thấy chết mà không cứu chứ? Hổ dữ không ăn thịt con, cậu sợ cái gì chứ, cha cậu cũng sẽ không thật sự đánh chết cậu.
Tô đại thiếu gia, tôi không giống như anh, là con trai độc tôn trong nhà, anh còn có một chị gái cưng chiều hết mực, cha anh mà muốn đánh anh, thì chị gái anh sẽ đấm lại hai đấm để báo thù cho anh. Vương Phú Quý kể khổ, dưới tôi còn có hai em trai, thành tích học tập cùng các phương diện khác đều tốt hơn tôi, trong mắt cha tôi thì tôi chính là tài liệu dạy học phản diện, ông ta mà đánh tôi thì sẽ không nương tay chút nào, chỉ cần xắn tay áo lên là đánh thôi. Cậu thật đáng thương mà, nói đi, như thế nào thì tôi mới có thể giúp cậu được. Tô Thương cười nói, cha tôi từng là phó quan của cha anh, ông ta đặc biệt tôn kính anh, hơn nữa anh cũng là người bị hại. Anh gọi điện cầu xin dùm tôi thì cha của tôi chắc chắn sẽ nể mặt anh. Vương Phú Quý lấy điện thoại ra, ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Thương. Tô Thương cũng không từ chối, bấm điện thoại gọi điện cho cha của Vương Phú Quý. Thằng nhãi con, ngươi chạy đi đâu rồi hả, có cút về ngay cho ông đây không, điều hay ho thì không học lại đi san bằng trường học với Tô Đại Thiếu Gia, đây không phải điều mấy thằng ngu ngốc thường làm hay sao, trường học chọc giận gì mày sao? Bây giờ thì tốt rồi, ngày khai giảng bị lùi lại rồi, không đúng, trường học người ta đã xóa tên trên bộ giáo dục luôn rồi, hàng ngàn học sinh không có cách nào tiếp tục học tập, ông đây coi thường nhất chính là cái loại ngu ngốc như mày, tự mình không muốn học tập, còn đi quấy rầy người khác học tập. Ngay khi điện thoại được kết nối, tiếng gầm gừ bực tức của Vương Bảo Toàn từ bên trong vọng tới. Khụ, Tô Thương hắng giọng một cái, rồi ngắt lời nói, chú Vương, cháu là Tô Thương. Tô, thì ra là Tô Đại Thiếu Gia à, cậu gọi tên ta là được rồi, tiếng chú Vương này thật không dám nhận. Trong nháy mắt Vương Bảo Toàn liền thay đổi thái độ, một mực cung kính nói. Vương Bảo Toàn, tôi gọi điện là muốn làm rõ một chút, liên quan đến việc san bằng trường học, đều là chủ ý của tôi, Vương Phú Quý không có liên quan gì cả. Tô Thương đi thẳng vào vấn đề, bây giờ tôi cũng đã tỉnh rồi, cũng đã hồi phục rồi, chú đừng trách cậu ấy nữa. Được rồi, Tô Đại Thiếu Gia, trường học bị cậu san bằng thật đẹp mắt mà, cậu thật là một người có chủ kiến, có tư tưởng, cái trường học chết tiệt kia như cái lồng chim vậy, cả ngày giam giữ hết thanh xuân của đám thanh niên nam nữ kia, tôi sớm đã muốn san bằng nó rồi. Vương Bảo Toàn tiếp tục nịnh nọt nói, tôi đã biết thằng nhãi con Vương Phú Quý không thể làm ra mấy chuyện phá hủy trường học vì lợi ích của học sinh được, Tô Đại Thiếu Gia, cậu có rảnh thì dạy dỗ nó thêm. Để nó ở bên cạnh cậu học hỏi nhiều vào. Được. Tô Thương không nhịn được cười, chả trách có thể làm phó quan của cha, đặc biệt là phương diện nịnh nọt, chắc chắn là một nhân tài. Vương Phú Quý bên cạnh mặt đen sầm lại, không nhịn được bèn mở miệng hỏi cha, cái quái gì thế, chẳng phải cha vừa nói san phẳng trường học là hành vi ngớ ngẩn sao, sao bây giờ? Khụ khụ, Tô Đại Thiếu Gia, hiện tại tôi đang có chút việc, cúp trước đây. Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, Vương Bảo Toàn liền vội vàng cúp điện thoại. Quý cha tôi đúng là người hai mặt, nhưng có vẻ như tôi đã thoát được rồi. Vương Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm lấy cánh tay của Tô Thương, cảm động rơi cả nước mắt, Tô Đại Thiếu Gia, may mà có anh, tôi yêu anh chết mất, thậm chí anh là nam thần định mệnh của tôi. Đáng tiếc tôi không phải là nữ, nếu không thì tôi khiến cho cậu thoải mái một chút rồi. Nhưng cái đó, thực ra tôi cảm thấy, là nam là nữ không có quan trọng như vậy. Vương Phú Quý cả mặt ngại ngùng nói, Tô Đại Thiếu Gia, hay là bây giờ tôi nằm xuống nhé, phối hợp với anh. Cút, Tô Thương đen cả cái đầu lại, dùng lực đẩy Vương Phú Quý ra. Chết tiệt, thằng cha này quá kinh tởm rồi. Ô, Tô Đại Thiếu Gia, vậy mà anh lại nổi giận với người ta, ban đầu tôi còn định nói với anh một tin bí mật. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Vương Phú Quý khóc sướt mướt nói. Khốn kiếp, ghê tởm quá đi, bổn đại thiếu gia lôi cậu ra nước ngoài phẫu thuật chuyển giới, để cho cậu biến thành con gái thực thụ. Tô Thương uy hiếp trước, sau đó thản nhiên nói, tin bí mật gì, nói mau. Nghe thấy lời của Tô Thương, Vương Phú Quý bị dọa đến nỗi hai chân như dính chặt lại, toàn thân dùng mình không thể kiểm soát được. Cắt sao, đùa chút cũng không được. Thật nhạt nhẽo. Vương Phú Quý bĩu môi, quay lại nói, Tô Đại Thiếu Gia, tôi nhận được tin tức, hôm nay là sinh nhật của chị dâu tương lai Lý Nguyệt, cô ấy đã bao luôn cả nhà hàng Joseph rồi, rất nhiều công tử cao quý đều đến, chúng ta có cần đi góp vui không? Không đi. Tô Thương không có hứng thú với chuyện này, lắc đầu từ chối. Nghe nói Triệu Văn Bân cũng đi,
anh ta là người điên cuồng theo đuổi chị dâu, Tô đại thiếu gia, đi xem chút đi. Vương Phú Quý tiếp tục nói, nhắc đến Triệu Văn Bân, tiểu tử này gần đây phát tài rồi đó. Đầu tiên là thắng được anh một số tiền lớn, sau đó tôi tìm anh ta liên lạc với máy ủi, trực tiếp bị anh ta chơi xấu mất 200 vạn, tức chết tôi đây này. Ừ, Tô Thương cau mày nói, máy ủi là Triệu Văn Bân giúp cậu tìm à? Đúng rồi, tôi không có mối nào cả, đang giàu vì không biết làm sao liên hệ thì Triệu Văn Bân chủ động dâng đến tận cửa. Vương Phú Quý nghiến răng nói, tên tiểu tử này, nói không có thủ tục chính quy gì đó, san bằng trường học là bị trừng phạt, bắt buộc thêm tiền, kết quả là đòi tôi 300 vạn. Tôi nghĩ cũng đúng, 50 người lái máy ủi theo chúng ta mạo hiểm san bằng trường học, mỗi người không cầm 5, 6 vạn, ai muốn làm chứ, nên tôi đưa luôn rồi. Nhưng sau đó tôi mới biết, tên Triệu Văn Bân này căn bản không đem toàn bộ tiền chia ra, mỗi người lái xe chỉ đưa 2 vạn tệ, hắn ăn chặn mất 200 vạn. Vương Phú Quý bất bình nói, Tô đại thiếu gia, lúc đó anh chỉ đưa tôi 200 vạn, 200 vạn đó là tiền mua quan tài của tôi, đã bị tên chó má Triệu Văn Bân chiếm mất, tôi tìm hắn để đòi một lời giải thích, tên khốn kiếp đó trực tiếp lật mặt không chịu nhận, tức đau cả thật. Tô Thương nghe thấy những lời đó, mắt nheo lại. Nếu như xe ủi là Triệu Văn Bân liên hệ, vậy thì chuyện này với anh ta không thể không có liên quan. Còn nữa, tuy Tô Thương vẫn chưa gặp mặt Lý Nguyệt, nhưng Lý Nguyệt dù sao cũng là vợ chưa cưới của anh. Tên chó má Triệu Văn Bân này, trước kia tính kế Tô đại thiếu gia, lấy Lý Nguyệt làm cuộc cá cược, suýt chút nữa có được Lý Nguyệt. Thế mà hiện tại vẫn còn tơ tưởng đến Lý Nguyệt, điều này khiến Tô Thương cực kỳ không thoải mái, bắt buộc phải gặp anh ta. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương cười nhẹ, Vương Phú Quý, đi, chúng ta đến nhà hàng Joseph. Cái gì, Tô đại thiếu gia, không phải anh không đi sao? Cậu là anh em của tôi, Triệu Văn Bân lừa của cậu 200 vạn, tôi nhất định phải thay cậu đem tiền về. Tô đại thiếu gia nghĩa khí ngút trời nói. Tô đại thiếu gia anh tốt với tôi quá. Vương Phú Quý vô cùng cảm động, nịnh nọt, anh trông đẹp trai, lại có nghĩa khí. Nhan sắc với nghĩa khí đều có, trên thế giới này sao lại có người hoàn mỹ như anh chứ, có thể làm anh em của anh, tôi chắc chắn là đã dùng sạch hết may mắn của mình rồi. Im mồm đi, mau đến nhà hàng. Tô đại thiếu gia không chịu nổi nữa, mặt tối sầm lại. Nịnh nọt giỏi như vậy chỉ có thể là kỹ năng tổ truyền của nhà họ Vương mà thôi, đời này còn mạnh hơn đời trước sao? Tiếp theo, Tô Thương và Vương Phú Quý cùng nhau đến nhà hàng, khoảng 8 giờ. Hai người vừa đến nơi, vừa chuẩn bị bước vào trong, lúc này nhân viên đón tiếp ngoài cửa đưa tay ra ngăn lại. Xin lỗi, nhà hàng tối nay được bao chọn rồi, mời hai vị về cho. Cô gái đón khách nói với vẻ mặt tràn đầy áy náy. Mắt chó của cô bị mù à, đến Tô đại thiếu gia cũng dám ngăn lại. Vương Phú Quý đứng đó, chỉ tay vào mũi của cô nhân viên. Uy hiếp nói, có tin Tô đại thiếu gia có trăm cách khiến cô không thể làm ăn được ở Giang Bắc này không? Tô đại thiếu gia. Nhân viên đón tiếp bị dọa cho ngốc rồi, cả người sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin lỗi, tôi không biết là anh, xin anh tha cho tôi với. Cô em này nhìn cũng không tồi, Tô đại thiếu gia, hay là để cô ta phục vụ anh một đêm coi như là chuộc lỗi đi. Vương Phú Quý tiện mồm nói. À, không, không cần. Nhân viên đón tiếp nghe vậy, bị dọa cho sợ khiếp, nước mắt rơi từng giọt một. Bỏ đi, người không biết thì không trách, Tô Thương nhìn về phía cô nhân viên, xua tay nói, cô đi đi. Cảm ơn Tô đại thiếu. Nhân viên đón tiếp như thoát được tội lớn, vừa lau nước mắt vừa chạy vào nhà hàng. Tô đại thiếu gia, cô em này có thể được 8 điểm rưỡi, hiếm khi gặp được người đẹp như thế, vậy mà lại để cô ấy đi như vậy sao? Đây không hợp với phong cách thường ngày của anh nha. Vương Phú Quý có chút ngạc nhiên, tiếp tục nói, nếu như là trước kia, đừng nói đến người đẹp được 8 điểm rưỡi, chỉ cần phụ nữ trung niên 3-40 tuổi, anh cũng không dễ dàng bỏ qua, sao giờ lại đổi tính rồi. Phụ nữ, trung niên, chết tiệt, Tô đại thiếu gia bị ngốc rồi sao, rốt cuộc còn tàn nhẫn bao nhiêu, quá đáng sợ rồi. Tô Thương trong lòng vô cùng khinh thường chủ thể. Nhưng vì giữ hình tượng, nói cậu hiểu cái con khỉ ý. Không sợ mập mờ với gái đều, chỉ sợ thiếu phụ nữ 3-40 tuổi, cậu không hiểu nhưng cô ấy hiểu, cậu không biết nhưng cô ấy biết,
trưởng thành ổn định quyến rũ, khiến người khác say mê lại đắm chìm. Tô Thương cười đùa nói, thứ quan trọng nhất là phải linh hoạt vào ra, không mệt chút nào. Chết tiệt! Vương Phú Quý nghe đến những lời này, mắt sáng lên, khâm phục nói, sâu sắc. Sâu sắc thật, Tô Đại Thiếu Gia, kết luận rất hay, tiểu đệ này bái phục. Thứ cậu cần học còn rất nhiều, từ từ mà học nhé. Tô Thương khoác vai Vương Phú Quý, quay người bước vào nhà hàng. Vương Phú Quý giống như kẻ bám đuôi vậy, lẽo đẽo theo sau. Lúc này, nhà hàng Joseph, phòng riêng rất sang trọng. Tuy chỗ này được bao trọn rồi, nhưng đám Ricket này chỉ có 10 người, một phòng hoàn toàn chứa được, sở dĩ muốn bao trọn là vì không muốn bị làm phiền. Mọi người biết không, Tô Đại Thiếu Gia tuần trước đã tỉnh rồi, mạng lớn thật, bị bê tông cốt thép chèn mà không có chuyện gì. Tôi nghe nói, Tô Đại Thiếu Gia sau khi tỉnh lại câu đầu tiên là san bằng, còn nói san bằng trường học là chuyện đúng đắn nhất. Ha ha, tôi đã nghe nói, Tô Đại Thiếu Gia không biết hối cải, bị cha của anh ấy cấm túc, đến bây giờ vẫn chưa được ra ngoài. Tin này của cậu cũng chậm quá đấy, tôi vừa nhận được tin, Tô Đại Thiếu Gia đã được gỡ lệnh cấm túc rồi, nghe nói là đã mua rất nhiều thuốc bổ, sau đó trực tiếp đi đến Ngọc Chỉ Tiên Cảnh, tay ôm hai nhân viên đến phòng riêng, sau đó xảy ra những chuyện không nên biết, dù sao nhân viên đó đã hôn mê, trên giường có rất nhiều đồ màu vàng, có người nói đó là phân. Khiếp thật, không hổ là Tô Đại Thiếu Gia, khỏe quá đó. Mấy tên công tử đang bàn luận chuyện của Tô Thương, thu hút cả đám người cười nói rất náo nhiệt. Lúc này, trên ghế hướng ra cửa, một người phụ nữ mặc sườn xám màu vàng gừng, chân mày lá liễu hơi nhíu lại. Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, da rẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng, dùng mấy từ quốc sắc thiên hương để miêu tả cũng không phải là nói quá. Nhất là khí chất của cô ấy. Vừa thanh nhã nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, nhất định là mỹ nữ đem lại tai họa cho đất nước. Cô ấy chính là Lý Đại Tiểu Thư, Lý Nguyệt. Với nhan sắc tuyệt thế của Lý Nguyệt, nếu như cô ấy không phải là vị vợ chưa cưới của Tô Đại Thiếu Gia, thì sợ người theo đuổi nhiều đến mức ngay cả trẻ nhỏ cũng mê mẩn cô ấy. Lúc này, nghe mọi người nhắc đến Tô Thiếu Gia, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt hiện lên vẻ không vừa ý, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, ở trước mặt tôi. Không được nhắc đến Tô Thương, tôi không muốn nghe thấy tên của anh ấy. Mọi người ở đó nghe vậy liền im lặng hết. Bên cạnh có một thanh niên mặc quần áo tây, đi giày da, đứng lên nói, chuyện của mấy ngày hôm trước, chắc hẳn tất cả mọi người đều nghe nói rồi. Tôi biết Tô Đại Thiếu Gia ăn chơi, nhưng không nghĩ đến anh ấy lại khốn nạn như vậy, tôi chỉ nói đùa mà thôi, thuận miệng nói lấy Phi Tuyên làm tiền đặt cược, kết quả anh ấy đồng ý luôn. Đây chính là Triệu Văn Bân. Anh ta nói tiếp, hơn nữa, sau khi thua trận đấu, anh ấy còn làm cho Phi Tuyên ngất xỉu rồi giao cho tôi. Nói xong, Triệu Văn Bân sửa sang lại cà vạt rồi nghiêm mặt nói, nhưng tôi, Triệu Văn Bân này là người quang minh lỗi lạc, ngay thẳng sáng suốt, làm sao có thể lợi dụng lúc người khác đang gặp nguy hiểm được. Cho nên ta đã báo cho Lý Kỳ Kỳ, để cô ấy đưa Lý Nguyệt về Lý gia. Thì ra là như vậy à? Chả trách Lý Kỳ Kỳ lại đến đúng lúc như vậy. Triệu Thiếu Gia có thể giữ được lòng ngay thẳng, thật đáng ngưỡng mộ. Những người giàu có mặt ở đó nghe thấy thế, liền vô cùng sùng bái Triệu Văn Bân. Được rồi, đây đều là những việc tôi nên làm. Triệu Văn Bân đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói tiếp, hiện tại Phi Tuyên hận Tô Đại Thiếu Gia như thế nào, trong lòng mọi người chắc cũng đã biết, vậy nên đừng ai nhắc tới Tô Đại Thiếu Gia nữa, nếu không sẽ làm cho Phi Tuyên tức giận. Phi Tuyên! Mọi người sẽ không nói nữa, cô bớt giận đi, hôm nay là sinh nhật của cô, vì thế cô không nên tức giận. Triệu Văn Bân nhìn Phi Tuyên dịu dàng nói. Lý Nguyệt vuốt sợi tóc trên trán rồi mỉm cười nói với Triệu Văn Bân, cảm ơn Triệu Thiếu Gia. Mặc dù ngoài mặt nói cảm ơn, nhưng trong lòng Lý Nguyệt lại không có hứng thú với hắn, ngược lại còn có chút chán ghét. Còn tại sao cô lại ghét hắn thì cô cũng không thể nói rõ ràng được. Nhưng tóm lại trong lòng cô rất ghét tên Triệu Văn Bân này. Này, mối quan hệ giữa chúng ta là gì, không cần phải khách sáo với tôi. Triệu Văn Bân cười trả lời. Ai ngờ đúng vào lúc này, Tô Thương cùng Vương Phú Quý đi vào chỗ ghế thượng hạng. Ánh mắt của Tô Thương ngay lập tức dừng lại ở trên người của Triệu Văn Bân. Tô Thương thản nhiên nói, Triệu Văn Bân, mối quan hệ giữa hai người là gì? Yên tĩnh. Trong phút chốc. Ánh mắt của mọi người đều hướng vào Tô Thương.
Tô đại thiếu gia. Triệu Văn Bân hoảng sợ, sau đó nhẹ nhàng cười nói, sao cậu lại tới đây? Trả lời câu hỏi của tôi, cậu và vợ sắp cưới của tôi có quan hệ gì? Tô Thương nhìn chằm chằm vào Triệu Văn Bân thản nhiên nói. Bạn bè, là quan hệ bạn bè. Triệu Văn Bân giải thích. Bốp! Triệu Văn Bân vừa dứt lời, Tô Thương liền giơ tay đánh vào mặt của anh ta, hơn nữa còn nói, im mồm đi, là bạn bè thì nói thẳng ra không phải là được rồi sao, sao cứ phải mập mờ như vậy khiến cho tôi hiểu lầm. Tô Thương! Triệu Văn Bân che mặt, tức giận nhìn về phía Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi biết cậu thua thảm dưới tay tôi, trong lòng không thoải mái, muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng, cần gì phải tìm lý do. À, cậu dám nói cả đạo lý với tôi à? Tô Thương đồng ý gật gật đầu, ngược lại nói, vậy bây giờ tôi sẽ nói với cậu. Tôi muốn tiếp tục đánh cậu. Nói xong, Tô Thương giơ tay lên tát thêm một cái tát thật mạnh vào mặt của Triệu Văn Bân. À, cái tát này đã khiến cho Triệu Văn Bân ngã quỵ xuống đất, đau đớn kêu thảm thiết. Tô Thương, đủ rồi đó. Lúc này, Lý Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, hôm nay là sinh nhật của tôi. Nơi này không hoan nghênh anh, mời anh đi ra ngoài cho. Nghe nói như thế, Tô Thương thất thần nhìn Lý Nguyệt. Nữ đế. Đúng là thanh hoàng nữ đế. Trong đầu Tô Thương không ngừng hiện lên một cảnh tượng. Dưới bầu trời mênh mông đầy sao. Nữ đế khoác trên mình bộ chiếc áo choàng lộng lẫy, vẻ đẹp khiến người ta đắm chìm trong những vì sao, vẻ đẹp không ai sánh bằng. Đôi mắt của cô ấy toát lên vẻ cao quý. Khiến cho mọi người có cảm giác không thể chạm tới. Thanh hoàng nữ đế, người có quyền lực tối cao, đây là người mà Huyền Thiên Tiên Đế dùng cả đời mình để theo đuổi. Nhưng khi bước chân vào đế cảnh, anh mới phát hiện ra giữa mình và thanh hoàng nữ đế có khoảng cách quá lớn. Vì để rút ngắn khoảng cách với thanh hoàng nữ đế, Huyền Thiên Tiên Đế đã mạo hiểm đến Cửu U Địa Ngục để tu luyện, kết quả là bị sập bẫy của mấy người đại đế khác, bị nhốt ở Cửu U Địa Ngục mấy trăm năm. Cho đến một ngày, Huyền Thiên Tiên Đế không chịu được nữa mà lựa chọn tự hủy hoại chính mình, rồi mới tái sinh ở trái đất. Nhưng sao Thanh Hoàng Nữ Đế sao lại ở đây? Tô Thương vô cùng kích động, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nhưng sau khi phản ứng lại thì anh liền bình tĩnh trở lại. Thanh Hoàng Nữ Đế tài sắc tuyệt vời, sức mạnh phi thường, cô gái trước mặt đây chỉ là giống với cô ấy mà thôi. Tô Thương nhếch miệng cười, nhưng mà... Trái đất đối với ta ngày càng thú vị rồi đó, đầu tiên là đạt được Cửu U Trấn Ngục Quyết, bây giờ lại gặp được bản sao của Thanh Hoàng Nữ Đế. Tô Thương, anh có nghe tôi nói gì không, mời anh đi ra khỏi đây. Lúc này, Lý Nguyệt rất tức giận nói. Chị dâu, có chuyện gì từ từ nói, tôi cùng với Tô Đại Thiếu Gia vừa đến, cơm còn chưa kịp ăn. Vương Phú Quý đi theo vào, vừa mở miệng hòa giải thì bị Lý Nguyệt tức giận nói. Cậu câm miệng. Tôi không phải là chị dâu của cậu, Lý Nguyệt tôi có chết cũng không gả cho Tô Thương. Khụ khụ. Tô Thương nghe vậy liền sờ mũi nói, Phi Tuyên, em đừng nói phũ phàng như vậy, anh cảm thấy chúng ta vẫn có thể hòa hợp được với nhau mà. Kiếp trước không lấy được thanh hoàng nữ đế, kiếp này sống lại được cưới một người bản sao của nàng ấy dường như cũng không tệ. Tô Thương, anh có thấy thú vị không? Đôi mắt xinh đẹp của Lý Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tô Thương. Nghiến răng nói, 5 năm trước, anh cưỡng bức bạn thân nhất của tôi. Khiến cho cô ấy mang thai. Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn dám nói chúng ta có thể hòa thuận. Trời ơi! Tô Đại Thiếu Gia thật tàn nhẫn, ngay cả bạn thân của vợ chưa cưới mà cũng dám ngủ, còn dám làm cho người ta có thai, chẳng trách Lý Nguyệt hận hắn như vậy. Nhưng việc này là do Tô Đại Thiếu Gia làm, có liên quan gì tới ta? Khụ! Để che giấu đi sự xấu hổ của mình, Tô Thương liền giải thích. Phi Tuyên, em nghe anh nói. Anh đừng nói nữa, chị gái của anh đã thay anh giải thích rồi. Lý Nguyệt lạnh lùng nói, chị của anh nói anh chính là vì suy nghĩ cho tôi, nói mang thai sinh con quá vất vả, vì muốn tốt cho tôi nên mới đi tìm bạn thân của tôi, muốn cô ấy thay tôi chịu khổ. Tô Thương, ý của anh muốn nói là như vậy sao? Chết tiệt! Trời ơi! Lời giải thích này là không còn chỗ chê. Tô Thương mặt dày nói, khụ, lúc đó đúng là anh có nghĩ như vậy. Anh, đồ vô liêm sỉ. Lý Nguyệt càng nói càng tức giận, Tô Thương, chuyện trước kia coi như xong, 5 năm rồi tôi cũng không nhớ tới nữa.
Nhưng mấy ngày trước, tính nết của anh không những không thay đổi, còn lấy tôi ra để cá cược rồi thua Triệu thiếu gia. Cũng may Triệu thiếu gia quang minh lỗi lạc, không lợi dụng lúc người khác đang gặp nguy hiểm, nếu không tôi sẽ hận anh suốt đời. Không đúng, tôi bây giờ cũng sẽ hận anh suốt đời. Muốn tôi gả cho anh ư, trừ phi tôi chết, Lý Nguyệt kiên quyết nói. Nghe nói như thế, Tô Thương đỏ mặt nhìn Triệu Văn Bân. Mẹ kiếp, cái tên khốn này, sao có thể làm ra việc như vậy? Rõ ràng là cậu muốn lấy Lý Nguyệt ra để đánh cược, Tô Thương tôi là người giữ chữ tín, cược thua đã đem Lý Nguyệt đưa cho cậu, cậu lại lật mặt muốn báo thù. Anh ta làm như vậy, có cảm thấy mất lịch sự không? Triệu Văn Bân bị Tô Thương nhìn chằm chằm khiến cho lông gà cả người dựng hết cả lên, thấp thỏm lo âu nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó, anh ta vội vàng nói, cái đó, Phi Tuyên, cha tôi vừa báo tin cho tôi biết, nói trong nhà có việc, kêu tôi về nhà ngay, tôi đi trước đây. Tạm biệt Triệu thiếu gia, ngày hôm đó cảm ơn anh đã gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ tới. Lý Nguyệt nói cảm ơn lần nữa. Không cần khách sáo. Triệu Văn Bân lịch sự đáp lại, rồi quay người rời đi. Đứng lại. Lúc này, Tô Thương lại lạnh lùng nói, tôi cho phép cậu đi chưa? Tô đại thiếu gia, có chơi có chịu, cũng chỉ là cá cược đấu chó thua thôi mà, đâu đến mức cậu cứ nhằm vào tôi mãi chứ? Triệu Văn Bân nghiến răng nói, nếu như cậu muốn như vậy thì sau này ở Giang Bắc ai mà dám cá cược với cậu nữa chứ? Cả đời Tô đại thiếu gia có hai sở thích lớn. Thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là cờ bạc. Đấu chó, đánh bài, đua xe, đều có chơi qua. Trước đây, Tô đại thiếu gia đánh bài rất kém, thua rồi lại không nhận, nhưng mà hắn lại là đệ nhất đại thiếu gia ở Giang Bắc. Cứ coi như là anh quỵt nợ thì mọi người cũng không dám hó hé, mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng dần dần mọi người không thèm cá cược với Tô đại thiếu gia nữa. Điều này lại khiến cho người nghiện cờ bạc như Tô đại thiếu gia vô cùng khốn khổ, cho nên đành phải thanh toán hết nợ nần rồi mới có thể gia nhập lại vào thế giới cờ bạc của đám thanh niên giàu có ở Giang Bắc. Đồng thời từ đó về sau, Tô đại thiếu gia luôn có chơi có chịu, không còn quỵt nợ nữa, danh tiếng vô cùng tốt. Triệu Văn Bân biết được điểm yếu của Tô đại thiếu gia, cho nên mới nói mấy lời đó. Nhưng mà, Tô đại thiếu gia bây giờ đã không phải là tay cờ bạc hoàn khố trước kia nữa rồi. Bốp! Tô Thương vung tay ra tát một cái rồi cười giễu nói, ai nói ông đây nhằm vào cậu là vì vụ đánh cược đấu chó thua chứ? 10 ngày trước, ông đây không muốn đi học, cho nên mới san bằng trường học, thế là tôi mới cầm tiền đưa cho Vương Phú Quý đi liên hệ với bên xe ủi. Tô Thương trừng mắt nhìn Triệu Văn Bân, tiếp tục nói, kết quả là tôi nghe nói xe ủi là do cậu liên hệ giúp. Đúng, đúng vậy, xe ủi tôi liên hệ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Sắc mặt của Triệu Văn Bân biến đổi cực lớn, vội vàng nói, cậu xảy ra chuyện không liên quan gì đến tôi, có trách là trách cậu không biết lái xe ủi nên mới bị chôn xuống dưới. Nhìn thấy sắc mặt của Triệu Văn Bân thay đổi, trong lòng Tô Thương như đã sáng tỏ, chắc chắn là anh ta có động tay động chân vào. Nhưng mà, nhà họ Triệu cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, Triệu Văn Bân cũng là kẻ bất tài, học trả hay cày chả biết, chắc chắn cũng chẳng thể bày ra ván cờ lớn như thế này được. Chắc còn có một người khác ở phía sau. Người này, khả năng cao chính là người em nuôi Tô Cảnh Hàm của Tô đại thiếu gia. Nhưng không có chứng cứ, Tô Thương không dám đánh rắn động cỏ, vì vậy anh liền nói, tôi cũng không nói là có liên quan đến cậu. Nhưng mà, Triệu Văn Bân, cậu cũng có phần chơi hơi xấu rồi, cậu lấy của Vương Phú Quý đến 300 vạn sao. Tô Thương bực mình nói, bây giờ ông đây cho cậu một cơ hội, nôn ra hết đống tiền cậu đã nuốt. Thì tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không thì đừng trách ông đây không khách khí. Tô Thương tức đến nổ phổi trừng mắt nhìn Triệu Văn Bân, tức giận nói, tôi có làm có chịu, nhưng tôi không có ngốc, ở Giang Bắc còn chưa có ai dám ăn chặn tiền của tôi. Triệu Văn Bân nghe thấy như vậy, thì thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng còn nở ra một nụ cười giễu nhưng trên mặt lại vội vàng nói, xin lỗi Tô đại thiếu gia, tôi không biết là cậu muốn liên hệ với xe ủi. Cho nên mới báo giá cao lên một chút, tôi lập tức sẽ chuyển hết số tiền thừa đó vào thẻ của cậu. Chết tiệt, Triệu Văn Bân, theo ý cậu như vậy là cậu có thể lừa tôi rơi xuống hố rồi đúng không? Vương Phú Quý vừa nghe thấy liền lập tức nổi giận, nghiến răng nói, ức hiếp người quá rồi. Triệu Văn Bân không thèm để ý đến Vương Phú Quý,
gọi điện thoại cho ngân hàng chuyển khoản cho Tô Thương 200 vạn, rồi nói tiếp, Tô đại thiếu gia, chuyển tiền cho cậu rồi, tôi có thể đi rồi chứ? Như vậy cũng tạm được. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó híp mắt lại nhìn Triệu Văn Bân, khẽ cười nói, bây giờ tôi có ít vốn rồi, có cơ hội thì hẹn nhau cược một ván đấu cho đi, tôi phải lấy lại số tiền thua cậu lúc trước. Triệu Văn Bân nghe thấy lời này, vốn dĩ anh ta đang cảm thấy đau lòng vì mất đi 200 vạn thì bây giờ trong nháy mắt trong bụng lại như đang nở hoa. Đấu chó. Ha ha. Đây là tiểu thần tài mà, lại muốn dâng tiền cho tôi sao, 200 vạn ông đây sớm muộn gì cũng thắng lại. Được thôi, Tô đại thiếu gia, hôm sau hẹn ngày đi. Triệu Văn Bân đồng ý, rồi lập tức vội vàng rời khỏi nhà hàng Joseph. Tô Thương, anh muốn làm loạn trong ngày sinh nhật của em sao? Được, em gọi Kỳ Kỳ tới, để cô ấy đến xử lý anh. Lúc này, Lý Nguyệt cắn chặt hàm răng ngà ngọc của mình nói. Kỳ Kỳ. Tô Thương nhếch mép nói, Phi Tuyên, em nghĩ anh sẽ sợ con nhà đầu chết tiệt kia sao? Nực cười. Bây giờ anh là Huyền Thiên Tiên Đế, mấy trò mèo ba chân của con gái tính là cái gì chứ? Đừng làm ồn nữa, Tô đại thiếu gia, anh sợ, anh thật sự sợ, chúng ta nhanh đi thôi. Tôi không muốn bị ăn đòn. Nhưng mà, Vương Phú Quý ở bên cạnh vừa mới nghe đến tên Lý Kỳ Kỳ, nhất thời kinh hồn bạt vía, kéo Tô Thương chạy ra bên ngoài. Tô Thương suy nghĩ một lúc trước chưa xác định ai là người tính kế mình thì còn bảo vệ hình tượng của Tô đại thiếu gia. Vợ sắp cưới à, lúc trước là anh nhất thời hồ đồ, từ nay bắt đầu anh bảo đảm với em, sẽ không làm những chuyện có lỗi với em nữa, em chuẩn bị tốt tinh thần gả cho anh nhé. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt nghiêm túc nói, sau đó lại bị Vương Phú Quý kéo ra khỏi phòng chí tôn. Anh ấy, nghiêm túc sao? Sau khi hai người Tô Thương rời đi, Lý Nguyệt nhớ lại những lời Tô Thương vừa nói, nhất thời thất thần. Mấy phút sau, bên ngoài nhà hàng của Joseph, trong một chiếc Mercedes màu đen. Tô đại thiếu gia thật là lợi hại, 200 vạn này là toàn bộ gia sản của tôi đã để dành rất lâu mới được. Vốn dĩ cứ tưởng là đổ xuống sông xuống biển hết rồi, thật không ngờ lại được anh đòi về rồi. Vương Phú Quý cảm kích nói, không hổ là anh em tốt của tôi, vì tiền của em trai mà giơ tay trượng nghĩa dạy dỗ tên Triệu Văn Bân kia, quá sảng khoái mà. Tô đại thiếu gia có tình có nghĩa, đời này được làm anh em với anh thật tốt, trong lịch sử chuyển khoản của anh có số tài khoản của tôi, anh mau chuyển tiền cho tôi đi. Vương Phú Quý mừng rỡ như điên nói. Tiền. Tô Thương lại nghi ngờ hỏi, tiền gì? Vương Phú Quý mặt đầy dấu chấm hỏi, sau đó cười khổ nói, Tô đại thiếu gia đừng đùa nữa, nhanh chuyển tiền cho tôi đi, nếu không tôi thật sự trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Nhìn thấy biểu cảm của Vương Phú Quý như vậy, Tô Thương cũng không muốn trêu chọc cậu ấy nữa, mà nói, 200 vạn này tôi đang có việc cần dùng, để chỗ tôi trước đi, qua mấy ngày nữa tôi trả cậu gấp đôi. Anh còn dùng vào chỗ nào nữa chứ, Tô đại thiếu gia? Đừng nói anh lại muốn đấu chó với Triệu Văn Bân nhé. Vương Phú Quý đầu tiên là ngạc nhiên sau lại khuyên nhủ, tuyệt đối đừng chơi nữa, Tô đại thiếu gia, anh chắc chắn sẽ thua không cần nghi ngờ gì nữa, huống hồ lần trước anh đấu chó thua rồi, liền đem con chó anh nuôi một năm đó đem hầm canh ăn rồi mà, bây giờ ngay cả chó anh còn không có, thì thi đấu gì nữa chứ? Không phải cậu mở một trại nuôi chó sao, đến lúc đó chọn một con ở chỗ cậu là được rồi. Tô đại thiếu gia, chó tôi nuôi toàn là đồ bỏ đi, Teddy, Husky, anh tính lấy chúng đi đấu với chó Pitbull của Triệu Văn Bân, không phải bị nó cắn một phát là chết luôn rồi sao? Chuyện đó không cần cậu lo, lái xe đưa tôi về nhà đi, tôi mệt rồi. Tô Thương ngã dựa vào sau ghế, nhắm đôi mắt lại. Xong rồi, lần này xong rồi, 200 vạn lại đổ sông đổ biển rồi. Vương Phú Quý dầu dĩ buồn bã nhưng vẫn khởi động xe. Lái chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng đi. Tô Thương vừa về đến nhà, Tiêu Đình liền xuất hiện, cũng kính nói, đại thiếu gia, ông chủ ở trong phòng đọc sách đợi cậu rất lâu rồi. Biết rồi. Tô Thương gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Đình, trong lòng suy nghĩ. Trên người của Tiêu Đình có một cái năng lực thần kỳ khác, hẳn đó là nội lực, hơn nữa nó còn rất mạnh. Theo phỏng đoán của Tô Thương thì trình độ của Tiêu Đình này không tồi. Nhưng nội lực so với linh khí lại khác nhau một trời một vực. Linh khí có thể đánh tan nội lực. Không có cách nào, một người luyện võ, một người tu tiên,
căn bản không thể so sánh với nhau được. Tuy Tô Thương chỉ mới luyện khí ở tầng đầu tiên, nhưng anh ấy tự tin sẽ không thua kém Tiêu Đình, thậm chí chỉ với một vài thủ đoạn cũng có thể đánh bại được Tiêu Đình. Chỉ có điều, ở Giang Bắc có biết bao nhiêu là cao thủ, nhưng Tô Thương còn không biết được thực lực của Tiêu Đình đang ở trình độ nào. Vì vậy anh chỉ đành nói bóng nói gió, Tiêu Đình, có điều này tôi đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi. Nếu như tôi biết võ công, thì có lẽ mấy ngày trước đã không bị chôn vùi thảm hại như thế, vì vậy tôi muốn học võ công. Tô Thương nhìn Tiêu Đình nói tiếp, Tiêu Đình, cậu có cảm thấy bây giờ tôi bắt đầu theo học có quá muộn không? Không bao giờ là muộn hết, chỉ là học võ công rất vất vả, đại thiếu gia chưa chắc có thể chịu nổi. Tiêu Đình có chút bất ngờ, thật thà đáp trả. Điều đó không quan trọng, tôi có thể chịu khổ được. Tô Thương mỉm cười, chuyển giọng nói, Tiêu Đình, cậu đường đường là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Tô, chắc hẳn võ công cũng thâm hậu lắm. Thưa đại thiếu gia, tôi cũng bình thường thôi. Lời nói của Tiêu Đình rất khiêm tốn, nhưng trong vẻ mặt lại toát lên vẻ kiêu ngạo, tiếp tục nói, nhưng mà, người mạnh hơn tôi ở Giang Bắc này không quá 10 người. 10 người ư? Như vậy xem ra thực lực của tôi hiện tại cũng được coi như là đứng đầu Giang Bắc rồi. Trong lòng Tô Thương hiểu rõ điều đó, ngược lại còn cười nói, cậu lợi hại như vậy sao, có cơ hội nhất định phải dạy tôi đấy. Vâng, Tiêu Đình lễ phép nói, nhưng lại không để tâm đến lời nói của Tô Thương. Ở trong mắt hắn, Tô Thương chỉ là một tên phế vật, không học thức, không nghề nghiệp, là một kẻ vô tích sự, luyện võ gì đó nói không chừng chỉ là nói cho có mà thôi, hoặc là 3 phút bốc đồng, không đáng tin chút nào. Đáng tiếc anh ấy không biết rằng Tô Thương hiện tại chính xác là cao thủ có thể sánh vai với anh ấy. Tô Thương đương nhiên có thể nhìn ra được thái độ của anh ta nhưng cũng không mấy để ý đến. Tô Thương chỉ là muốn biết thực lực của Tiêu Đình ở Giang Bắc như thế nào, chứ căn bản không hề muốn học võ từ Tiêu Đình. Ta là người tu tiên, mấy cái võ công vớ vẩn này, ông đây căn bản không thèm để ý tới. Lúc sau, Tô Thương đi đến cửa phòng đọc sách của Tô Thần Binh, thẳng tay đẩy cửa bước vào. Lúc vừa đi vào, anh liền nhìn thấy Tô Thần Binh đang dùng laptop để xem phim. Đúng rồi, chính là bộ phim có đặc thù màu sắc này, hơn nữa còn chưa tắt âm thanh, vô cùng kích thích. Ai? Nhận thấy có người đi vào, Tô Thần Binh vội vàng đóng máy tính lại, cảnh giác nhìn qua. Sau khi phát hiện người đó là Tô Thương, Tô Thần Binh liền tức giận quát, thằng nhãi con, có biết phép tắc gì không, không biết gõ cửa à? Con xin lỗi, là con không đúng, lần sau con cũng sẽ không gõ cửa đâu. Tô Thương lấy ghế ra ngồi đối diện Tô Thần Binh. Lần sau cũng không gõ cửa ư? Nghe câu này của con trai, Tô Thần Binh tức giận tím mặt. Cha, cha vừa xem cái gì đấy? Tô Thương bất ngờ hỏi, lộ ra nụ cười đùa cợt. Khụ, Tô Thần Binh lúng túng, không xem gì cả, chỉ là đang nghiên cứu mấy cái truyền thống văn hóa của nước thù địch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tô Thương bỗng nhiên hiểu ra nói, thì ra là như vậy, cha vất vả rồi, trễ như vậy rồi còn chịu khó nghiên cứu. Cái này tính là gì, vì sự phồn vinh hưng thịnh của nước Hoa, ta vất vả chút cũng không là gì. Tô Thần Binh nói đạo lý. Mẹ kiếp, mặt mũi đâu? Những lời này mà có thể nói ra được, cha, mặt mũi của cha ở đâu? Tô Thương vội vàng chuyển chủ đề, nếu không sẽ bật cười, vì thế nói cha, cha bảo con đến đây có chuyện gì muốn nói sao? Đúng là có chuyện muốn hỏi con đây. Tô Thần Binh nhớ tới chuyện cần hỏi Tô Thương, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tô Thương, dò hỏi, Tô Thương, cha nghe Tiêu Đình nói hôm nay con bốc được rất nhiều thuốc. Thế đơn thuốc kia là ai đưa cho con? Tô Thương đoán ngay chính Tiêu Đình đã đem chuyện bốc thuốc nói cho cha, nhưng Tô Thương đã sớm chuẩn bị rồi. Không ai đưa cho con đơn thuốc cả, chỉ là con tùy tiện nên bốc một ít thảo dược để bồi bổ cơ thể. Tô Thương cả cười cả nói. Tùy tiện ư? Đơn thuốc đó của con đã được Hoa Thần Y xem qua, thật là cao siêu, trình độ y học chắc chắn rất giỏi, làm sao có thể tùy tiện bốc được? Tô Thần Binh thở dài, luôn miệng thắc mắc. Tô Thần Binh nhìn chằm chằm vào Tô Thương, nghi ngờ nói, Tô Thương, con không gạt cha đấy chứ? Thật sự là tùy tiện, có thể coi như là trùng hợp đi. Tô Thương giải thích, nói không chừng mấy ngày trước con bị chôn dưới đống đổ nát, thiết chút nữa là không còn tính mạng,
ông trời thương hại con nên mới để con gặp được may mắn như thế. Đúng thật thế không? Tô thần binh nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi quay mặt đi và thản nhiên nói, thôi bỏ đi, cha không hỏi nữa, con chuẩn bị một chút đi để ngày mai đi báo danh đại học. Cha nói gì cơ, vẫn muốn con đến trường sao? Tô Thương vừa nghe hết câu liền sượng người, gượng cười nói, cha à, cha đang nói đùa với con đúng không? Bình tĩnh đi, ai có thời gian mà đùa giỡn với con? Trời đất, trường học nào dám nhận con cơ chứ, không sợ bị máy ủi san bằng sao? Không chỉ có Tô Đại Thiếu Gia không muốn đi học, Tô Thương trong lòng cũng rất ghét việc đến trường. Ta đây đường đường là Huyền Thiên Tiên Đế, cửu u địa ngục cũng không giữ ta nổi, mà lại muốn ta bị trói buộc ở trường học rách nát kia ư. Nói đùa gì vậy, nếu chuyện này mà truyền đến tiên vực thì còn gì là mặt mũi của tiên đế nữa. Đó là Đại học Kinh Tử. Tô thần binh nghiêm túc nói, Tô Thương, ta cảnh cáo con, Đại học Kinh Tử này không giống với trường học trước đây của con. Đây chính là trường y khoa hàng đầu Trung Quốc, có rất nhiều dữ liệu thí nghiệm quan trọng. Nếu con dám phá hủy nó thì dù có ông nội con ra mặt cũng không bảo vệ được con đâu. Tô Thương miễn cưỡng nói, cha à, không đi được không? Không được, Đại học Kinh Tử này không phải ai muốn cũng có thể vào. Trước đây, ta muốn quyên góp 100 triệu, nghĩ có thể đổi được cho con vị trí của một sinh viên năm nhất, kết quả là bị từ chối. Tô Thần Binh nói tiếp, lần này may mà có Hoa Thần Y ra mặt thì con mới có cơ hội vào học tập ở đó. Hoa Thần Y ư, Tô Thương nhíu mặt nói, ông ta vì sao lại hại con không đúng, hà cớ gì ông ta lại giúp con. Hoa Thần Y đã xem qua đơn thuốc kia, cảm thấy con có khả năng trời cho về y học. Tô Thần Binh dặn dò tiếp, Hoa Thần Y rất coi trọng con đó, cho dù là không muốn cũng phải chăm chỉ học hành, đừng để ông ấy thất vọng. Tốt nhất con không nên đắc tội với Hoa Thần Y, nếu không ta sẽ không tha cho con. Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi sớm một chút. Tô thần binh xua tay đuổi. Con biết rồi. Trong lòng Tô Thương rất khó chịu, nhưng cũng phải miễn cưỡng làm theo. Hiện tại, mình mới chỉ luyện khí ở tầng đầu tiên, mới chỉ có thể đối phó được mấy người như Tiêu Đình thôi. Còn gặp phải những cao thủ lợi hại hơn thì chỉ đành bó tay. Đó là lý do mà đến bây giờ ta vẫn phải nghe theo người khác, chờ đến lúc ta tu thành chính quả rồi thì đừng hòng nghĩ đến chuyện bắt ta đến trường. Thôi cha mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tô Thương nhắc nhở một câu rồi quay người đi ra ngoài. Không sao, không cần lo cho cha. Mặc dù có mệt cha cũng phải nghiên cứu thêm về truyền thống văn hóa của nước kẻ thù, để sớm tìm ra điểm yếu của chúng càng sớm càng tốt. Nói xong, trên khuôn mặt hốc hác của Tô Thần Binh lại lộ ra bộ dạng oai phong lẫm liệt. Chỉ có điều là, sự thật thì Tô Thương đã nhìn thấy hết rồi. Anh nghe xong liền bước chậm lại, lẩm bẩm. Cha ơi, cha à! Cha mặt dày thật đấy! Nếu không phải sợ cha xấu hổ thì con đã nói ra sự thật câu chuyện là... Sau khi ra khỏi phòng đọc sách, Tô Thương đi thẳng về đến phòng của mình, anh khoanh chân lại lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ anh đã tẩy tinh phạt tủy thành công, đây cũng là lúc nên nâng cao sức mạnh của mình rồi. Chỉ có điều là... Hiện giờ linh khí ở trái đất đã cạn kiệt, tốc độ tu luyện cũng chậm chạp hơn, Tô Thương dự đoán sơ bộ rằng phải mất ít nhất là 10 năm mới có thể đột phá đến tầng thứ 9 của luyện khí. Đối với việc ngưng kết kim đan chỉ sợ là chưa tích lũy đủ vài thập kỷ thì chưa thể làm xong được. Điều này khiến Tô Thương cực kỳ phiền não, nhưng cũng chỉ còn cách là tu luyện từng bước một. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tô Thương đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng của Tô Cảnh Hàm ngoài cửa, anh, giờ cũng đã muộn rồi, anh nên dậy đi học đi. Anh biết rồi. Tô Thương đáp lại một tiếng sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Anh, chúc mừng anh nhé. Lúc này trên mặt Tô Cảnh Hàm kèm theo một nụ cười nói. Tô Thương nhìn Tô Cảnh Hàm, nhíu mày nói, chúc mừng cái gì? Chúc mừng anh có thể đi học ở trường Đại học Kinh Tử đó. Khuôn mặt Tô Cảnh Hàm lộ ra vẻ đầy ngưỡng mộ nói, Đại học Kinh Tử là trường đứng trong top 3 theo xếp hạng của các trường đại học ở nước Hoa, không ngờ rằng anh trong cái rủi lại có cái may, thế mà có cơ hội được nhận vào học trường Đại học Kinh Tử. Anh à, lần này chắc là cha nuôi đã tốn rất nhiều tiền phải không, nếu không thì trường Đại học Kinh Tử sẽ không thể đồng ý dễ dàng như vậy đâu nhỉ.
Tô Cảnh Hàm hỏi dò. Ha ha, Tô Thương nhìn ra được vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của Tô Cảnh Hàm không phải là giả, thế là lại càng cố ý chọc tức đối phương, nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, cha đã tốn rất nhiều tiền. Anh đã nói với cha nhiều rồi, đừng có lãng phí tiền cho anh nữa, nhưng mà ông ấy cứ cố tình không nghe, cứ nhất định phải sắp xếp cho anh vào học ở trường Đại học Kinh Tử cho bằng được. Tô Thương còn thở dài nói, ôi trời, người anh em tốt, em có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của anh đến mức nào không? Em, trong mắt Tô Cảnh Hàm hiện ra một vẻ cực kỳ ghen tị, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi sau đó cậu ấy lại cười nói, anh là con ruột của cha nuôi, ông ấy thương anh là điều dễ hiểu mà. Nhưng mà anh có muốn đi học đâu? Tô Thương đầu tiên là phàn nàn, sau đó lại chuyển chủ đề nói, anh em tốt. Lần trước em đã kêu anh đi san phẳng trường học rồi, đó thật sự là một ý tưởng hay giúp anh giải quyết được một việc lớn, lần này em còn có cách gì hay nữa không, anh thật sự là không muốn đi đến trường học chút nào. Anh, Tô Cảnh Hàm giật mình, vội vàng nói, em không kêu anh đi san phẳng trường học, những câu thế này anh đừng nói lung tung, lúc đó em chỉ là vui miệng nói một câu mà thôi. Ồ thế sao, thật thế sao? Sao tôi lại cảm thấy đây lại là một kế hoạch mà cậu đã vạch ra từ lâu lắm rồi nhỉ? Trong lòng Tô Thương hiểu rõ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, ha ha, người anh em, anh hiểu hết mà, em cứ yên tâm đi, việc em nói anh đi san phẳng trường học, anh sẽ không nói với bất kỳ ai khác đâu. Nhanh 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 lên, nhanh nghĩ cho anh trai một ý tưởng gì đó đi, làm thế nào mới không phải đi học? Tô Thương hối thúc nói, hạnh phúc của anh trong 4 năm tiếp theo. Đều dựa vào em hết đấy. Tô Cảnh Hàm nghe xong những lời này, một sự lạnh lùng lướt qua trong ánh mắt, lập tức từ chối nói anh, em thật sự không dám bàn tới vấn đề này nữa, gan của anh lớn quá rồi, em tùy tiện nói đùa một câu, anh liền dám làm thật. Nhưng mà anh à, anh cũng không cần phải quá buồn bã đâu, cha nuôi để anh đi tới trường học, cũng là vì muốn tốt cho anh, hơn nữa chương trình dạy học ở trường đại học khá là nhẹ nhàng. Có rất nhiều thời gian rảnh, 4 năm này anh từ từ chịu đựng cho qua nhé. Nói đến cuối cùng, Tô Cảnh Hàm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở, còn nữa, anh à, anh tuyệt đối không được diễn lại trò cũ đâu đấy. Đại học Kinh Tử có rất nhiều nhân tài, lỡ như trường học lại bị anh san phẳng, thì đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều không có chỗ học tập nghiên cứu, việc này đối với đất nước mà nói đó là một tổn thất vô cùng to lớn. Tô Cảnh Hàm nghiêm túc nói, tiểu tử thối này, thật là thâm quá đi. Bề ngoài nói giọng nhắc nhở, nhưng cái câu nói chết tiệt đó không phải là đang chỉ điểm cho ông đây thấy sao? Tất cả mọi người đều không thể đi học, trong câu này chắc chắn có bao gồm cả ta rồi còn gì. Nếu như là Tô đại thiếu gia hổ báo thì chắc chắn sẽ bị mắc lừa rồi, nhất định sẽ lại hành động ngu xuẩn mà tiếp tục màn kịch san phẳng trường học hàng năm. Nhưng bây giờ đối diện Tô Cảnh Hàm là Huyền Thiên Tiên Đế Tô Thương. Những tính toán như ý nguyện của cậu ấy đã được định trước là không thể nào thực hiện được rồi. Diễn lại trò cũ sao? Lúc này, mắt Tô Thương đột nhiên sáng lên, bộ dạng giả vờ kích động, sau đó cười nói, ha ha, người anh em, cảm ơn em đã nhắc nhở, anh đi trước đây. Sau khi nói lời đó, Tô Thương cảm kích vỗ vỗ vào vai Tô Cảnh Hàm, sau đó sải bước lớn rời đi. Vừa đi, anh vừa gọi điện thoại cho Vương Phú Quý. Nói cậu ấy qua đón anh, đồng thời cũng nói có việc cần sắp xếp. Nhìn Tô Thương đang đi xa dần, Tô Cảnh Hàm đẩy gọng kính viền vàng lên, khóe miệng nhếch lên một dáng vẻ giễu cợt. Sau đó, cậu ấy rút điện thoại ra, nói, tên rác rưởi đó lại bị mắc bẫy, anh ấy lại đi tìm Vương Phú Quý để liên hệ với chỗ máy ủi rồi, lần này tuyệt đối không được xảy ra sai sót, tôi sẽ khiến cho anh ta chết không có chỗ chôn thân. Tô Cảnh Hàm sắc mặt u ám cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ thủ tiêu hết chứng cứ, không để bất kỳ ai biết được tôi và cậu có liên quan đến việc này. Sau khi gác máy, Tô Cảnh Hàm cất điện thoại và trở lại với dáng vẻ ban đầu. Giày da kiểu Tây, áo sơ mi trắng, đeo mắt kính, khuôn mặt nở ra một nụ cười, tao nhã lịch sự. Nhị thiếu gia, hôm nay sao lại dậy sớm thế? Người giúp việc bên cạnh hỏi. Tô Cảnh Hàm đầy gọng kính viền vàng, điềm đạm và cười nói, tôi đến gọi anh tôi thức dậy. Chẳng trách gì, đúng là cậu đối với đại thiếu gia thật tốt. Người giúp việc nói. Tô Cảnh Hàm nhẹ nhàng cười rồi sải bước đi. 40 phút sau, Đại học Kinh Tử, bên ngoài trường học.
Một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, ngạo mạn đậu cắt ngang trước cổng trường đại học. Tô đại thiếu gia, tôi thừa nhận anh là đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc, nhưng Vương đại thiếu gia tôi, dù gì cũng được nằm trong top 5 chứ. Vương Phú Quý tức giận nói, tôi đường đường là Vương đại thiếu gia ở Giang Bắc, bình thường nói một là một hai là hai, cũng được tính là tổng tài bá đạo. Nhưng sao anh lại gọi điện thoại kêu tôi đưa anh tới chỗ này chứ, là ý gì đây, tôi là tài xế xe công nghệ hay sao? Vương Phú Quý chỉ vào chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, tiếp tục nói, anh nhìn cho rõ, nhìn thật kỹ xem, đây là chiếc Maybach hạng nhất đó, khắp Giang Bắc này chỉ có một chiếc duy nhất này thôi, nó không phải là xe công nghệ, lần sau những việc như thế này thì anh đừng có tìm tôi nữa. Cậu bị ngứa đòn à? Tô Thương cau mày. Vương Phú Quý ngay lập tức ủ rũ, cười nịnh nọt nói, khà khà, Tô đại thiếu gia, tôi đùa anh một chút thôi, có thể được làm tài xế xe riêng của anh thì đã là một việc cực kỳ vinh hạnh của Vương Phú Quý tôi rồi. Được rồi, đừng làm nhảm nữa, tôi có việc cho cậu đây. Tô Thương nghiêm túc nói, tối hôm nay, cậu lại liên hệ cho tôi 50 cái máy ủi, tất cả đều phải mang đến đây, tôi có việc phải dùng chúng. Cái quái gì thế? Vương Phú Quý kinh ngạc giật nảy người, mở to mắt ra nhìn xung quanh trường đại học kinh tử, không thể tin được mà nói, Tô đại thiếu gia, anh đừng nói với tôi, anh muốn san phẳng trường đại học kinh tử chứ. Những việc không nên hỏi thì tốt nhất là đừng hỏi, cậu chỉ cần nghe và làm theo những gì tôi nói là được rồi. Tô Thương nói tiếp, đúng rồi, lần này vẫn tìm Triệu Văn Bân, nói cậu ta giúp việc liên hệ với máy ủi. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tô Thương nói thêm, được rồi, Tô đại thiếu gia, có câu này của anh là được rồi, cho dù kêu tôi nhảy vào núi đao biển lửa thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không cao có. Vương Phú Quý biểu thị lòng trung thành, dùng hồn dõng dạc nói, tối hôm nay, tôi sẽ cùng anh đi, bầu thêm cho anh một phiếu nữa. Tô Thương nghe xong những lời này, nhẹ nhàng mỉm cười. San phẳng trường học, điều này chắc chắn không thể nào. Tô Thần Binh từng nghiêm túc nhắc nhở. Trường đại học kinh tử không phải một trường bình thường, giờ anh kêu Vương Phú Quý liên hệ với xe ủi, chỉ để làm cảnh mà thôi, anh muốn để những kẻ muốn giết anh phải xuất đầu lộ diện. Tô Thương không nói cho Vương Phú Quý biết thực hư câu chuyện, không phải là không tin tưởng cậu ta, mà là sợ cậu ta lỡ miệng nói ra hết. Tô đại thiếu gia, sao anh đột nhiên lại muốn san phẳng trường đại học kinh tử chứ? Lúc này, Vương Phú Quý nghi ngờ hỏi lại. Tô Thương tiếp lời cậu ấy, cha tôi sắp xếp cho tôi vào trường này. Bác Tô quả nhiên có thực lực, cha tôi cầu xin ông nội nói với bà nội, nhưng cũng không xin cho tôi vào đây được. Anh phá nát một ngôi trường, tiếng xấu chồng chất như thế mà lại có thể vào đây học được, đúng là người so với người thật khác biệt nhau mà không thể so sánh được. Vương Phú Quý lẩm bẩm mấy câu, lại chuyển sang nói, đúng rồi, Tô đại thiếu gia, chị dâu tương lai đang học trường đại học kinh tử. Cô ấy xinh đẹp như thế, người theo đuổi xếp hàng dài đếm không xuể. Anh nên để ý đến chị dâu tương lại một chút, đừng để bị xanh. Vương Phú Quý đang nói, đột nhiên cắn răng tức giận, sợ cái gì thì cái đó liền đến, Tô đại thiếu gia anh nhanh nhìn qua bên đó kìa. Tô Thương nhìn theo hướng Vương Phú Quý đang chỉ, kết quả là nhìn thấy Lý Nguyệt đang đi cùng một thanh niên cao lớn mặc đồng phục bóng rổ. Lý Nguyệt hôm nay cảm thấy không vui vẻ gì. Vì vừa mới sáng sớm đã đụng phải đúng cái tên mà cô không hề muốn gặp. Tất nhiên, người đó không phải là Tô đại thiếu gia, mà là người thanh niên mặc đồng phục bóng rổ đang đi bên cạnh cô. Người này tên là Đồng Tử Khôn, ở chung khu biệt thự với Lý Nguyệt, biệt thự của hai nhà ở liền kề nhau cho nên bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Chỉ là, Đồng Tử Khôn từ trước năm 10 tuổi đã ra nước ngoài du học, gần đây mới trở về. Dạo này anh ta toàn là tìm đủ mọi lý do để giả vờ vô tình gặp được Lý Nguyệt. Lý Nguyệt không hề có chút cảm tình nào với Đồng Tử Khôn, ngược lại còn rất ghét kiểu phương Tây của anh ta, cứ hễ nói một câu lại thêm một câu ngoại ngữ vào. Chưa kể Đồng Tử Khôn lại còn sỏ lỗ tai, kẻ viên mắt, da dáng đạo mạo, ai chịu nổi chứ, Lý Nguyệt chán ghét nhất là thể loại con trai này, cô ấy thích những người đàn ông nam tính, toàn thân toát lên đầy hormone đàn ông. Nhưng nhà họ Lý và nhà họ Đồng quan hệ thân thiết từ bao đời nay, nhìn lên nhìn xuống vẫn còn phải gặp mặt nhau, nên Lý Nguyệt cũng không tiện cư xử tuyệt tình quá, đành phải câu được câu mất mà nói chuyện với anh ta. Phi Tuyên, tôi ở nước ngoài thường xuyên đi chơi bóng rổ, người mà tôi sùng bái nhất chính là Beckham,
anh ấy đánh bóng rổ thật sự là very good. Đồng tử Khôn tràn đầy si mê nhìn Lý Nguyệt, thâm tình dò hỏi, cô có thích boy đánh bóng rổ không? Lý Nguyệt không trực tiếp trả lời, thay vào đó cô chỉ thản nhiên đáp lại, Beckham là cầu thủ bóng đá. What? Bóng đá? Đồng tử Khôn cực kỳ xấu hổ, ngượng cười nói, ha ha, điều này tất nhiên là tôi biết, tôi cố ý nói sai là để chọc cho cô vui mà thôi. Ồ, cảm ơn. Lý Nguyệt dừng lại, hờ hững nói, tôi đến trường học rồi, anh có thể về được rồi đó. You are welcome. Đồng tử Khôn cười trả lời, Phi Tuyên, sáng ngày mai chúng ta gặp lại, tôi muốn làm Superman của cô, mỗi ngày đều đưa cô đi học, giờ cô có thể cho tôi ôm một cái được không? Nói xong, đồng tử Khôn dang rộng cánh tay, khuôn mặt nở nụ cười đi tới Lý Nguyệt, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ bỉ ổi vô cùng. Nhìn thấy Lý Nguyệt không trả lời, đồng tử Khôn nói thêm, Phi Tuyên, đây là phép lịch sự hoàn toàn bình thường ở phương Tây, cô đừng nghĩ nhiều. Tôi, Lý Nguyệt cực kỳ chán ghét, hận không thể đạp bay cái tên khốn đang ở trước mặt này, nhưng khi nghĩ tới mối quan hệ giữa hai gia đình thì cô lại không thể làm như thế. Huống hồ gì anh ta đề nghị được ôm cũng chỉ là phép lịch sự bình thường ở phương Tây, theo lý mà nói thì cô không thể từ chối được. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải ôm đồng tử Khôn, trong lòng Lý Nguyệt liền cảm thấy muốn nổi hết da gà, cực kỳ ghê tởm, vì thế lúc này cô đang rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng không xong. Vào đúng lúc này, bóng dáng một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, giơ một chân lên trực tiếp đạp đồng tử Khôn ngã nhào xuống đất, cơ thể anh ta theo quán tính cũng trượt xa 4-5 mét. Người ra tay đó, tất nhiên không ai khác ngoài Tô Thương rồi. Mẹ mày! Đùa cái gì vậy chứ, mày dám lợi dụng vợ của tao, mày chê Diêm Vương để sống quá lâu rồi nên muốn treo cổ tự sát đúng không? Khoảnh khắc này, Tô Thương vô cùng khinh thường nhìn đồng tử Khôn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lý Nguyệt, nhẹ nhàng cười nói, vợ à, em thấy thế nào, anh tới thế này có được tính là kịp thời không? Kịp thời. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Nguyệt nhìn Tô Thương. Quả thật dáng người của Tô Thương rất đẹp. Bỏ đi những việc làm khốn nạn kia của anh thì anh tuyệt đối là người đàn ông nam tính chất lượng cao, đi đến nơi nào cũng là ưu tiên chọn chồng của các bạn nữ. Hơn nữa vừa rồi Tô Thương lại đột nhiên xuất hiện giúp cô giải vây, vì thế ngay lúc này, Lý Nguyệt có một chút rung động khó giải thích được. Lúc này, đồng tử Khôn mới từ dưới đất bò dậy, trong lòng ấm ức tức giận mà hét lên một tiếng, sau đó anh ta lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Thương, chất vấn anh, who are you? Sao lại đá tôi chứ? Tao là tía mày đây. Tô Thương thuận miệng nói. Tía, là ý gì chứ? Đồng tử Khôn cau mày. Ha ha, ý của Tô Đại Thiếu gia là, anh ấy là cha của mày đó. Vương Phú Quý đi tới nói thêm, cái tên thối đần độn này, thật ra tao cũng là tía mày, là tía nhỏ của mày đây. Cái bọn đáng ghét này, cha tao là tổng giám đốc tập đoàn Đồng Thị, bọn mày tới số rồi. Tao sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, hôm nay tao phải bắt bọn mày quỳ gối cầu xin tao tha mạng. Đồng tử Khôn tức muốn hộc máu, đang tính bộc phát ra thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó, anh ta chỉ vào Tô Thương mà nói, lúc nãy anh ta vừa mới nói, anh là Tô Đại Thiếu gia. Tô Thương thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác, bao đổi nếu là hàng giả. Tô Đại Thiếu gia. Sau khi đồng tử Khôn xác nhận chắc chắn rồi thì khuôn mặt anh ta trong phút chốc bỗng nhăn nhúm lại vô cùng khó coi, từ trong ánh mắt hiện lên một nỗi sợ hãi cực độ. Mặc dù những năm này anh ta không sống ở Giang Bắc, nhưng tiếng xấu của Tô Đại Thiếu gia thì anh ta vẫn nghe thấy được tất cả. Thậm chí là sau khi về nước, cha đã dặn đi dặn lại là dù anh ta chọc tới bất kỳ ai thì cũng đều có thể thương lượng được, duy nhất chỉ là không được động vào Tô Đại Thiếu gia. Nếu không thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Phi Tuyên, tôi vẫn chưa ăn sáng, tôi về. Về trước đây. Sau khi đồng tử Khôn biết được thân phận của Tô Thương, thì anh ta không dám ở lại thêm một chút nào nữa thế là lập tức xoay người bỏ chạy. Lần này coi như tao tha cho mày, lần sau mà còn dám đến gần vợ của tao, tao đánh cho gãy chân thì thôi. Tô Thương mở miệng dọa dẫm. Biết rồi. Đồng tử Khôn trả lời nhưng không dám quay đầu nhìn lại, nhanh như chớp chạy mất tăm hơi. Vợ à, anh đỉnh quá phải không, vừa mới ra tay đã dọa cho cái tên ẻo là kia sợ chạy mất dép rồi, em có phải là nên cảm ơn anh không? Sau khi đuổi được đồng tử Khôn đi, Tô Thương nhìn Lý Nguyệt,
càng nhìn khuôn mặt này anh lại càng thấy yêu thích, thực sự là rất giống với Thanh Hoàng nữ đế rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đối với Lý Nguyệt mà nói thì cô cực kỳ thích tình tiết này trong những bộ phim thần tượng của con gái, hành động này có lực sát thương quá lớn rồi. Cảm. Khuôn mặt Lý Nguyệt có chút ửng hồng, vừa định nói lời cảm ơn Tô Thương, nhưng đột nhiên cô nhớ lại những việc khốn nạn, vô liêm sỉ mà Tô Thương đã từng làm thì nhất thời cơn tức giận lại nổi lên, nghiến chặt răng nói, lo chuyện bao đồng, tôi nhờ anh giúp sao? Tô Thương, đừng tưởng giúp tôi một lần thì tôi sẽ cảm kích anh nằm mơ đi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Lý Nguyệt thẹn quá hóa giận nói. Khó đoán nhất là lòng của con gái, câu nói này quả nhiên chính xác. Nói trở mặt là trở mặt ngay. Tô Thương xoa xoa mũi, cố gắng giải thích, nhưng mà vợ à, em đừng vì quá khứ của anh mà dùng một gậy đánh chết anh như thế chứ, anh bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Tôi không phải vợ của anh. Lý Nguyệt trước là phủ nhận, sau đó lạnh lùng nói, đồ cặn bã mãi mãi là đồ cặn bã, có gì mà khác nhau chứ. Em sớm muộn gì cũng sẽ là vợ của anh thôi. Tô Thương cười một cái rồi nghiêm túc nói, vợ à. Những lời anh nói với em đều là thật lòng. Lần này anh bị chôn ở dưới đống xà bần xây dựng, cũng tính là đã đi dạo qua cửa quỷ môn quan một lần rồi, nó đã khiến anh hiểu ra rất nhiều chuyện, lúc trước đúng là anh đã làm sai rồi. Tô Thương nghiêm túc nói, nhưng từ nay về sau, anh nhất định sẽ ăn năn hối lỗi, dù cho gặp người con gái nào đẹp hơn, anh cũng sẽ không quan tâm, anh muốn cùng em một đời một kiếp là một đôi. Nghe thấy những lời nói này, Lý Nguyệt có chút xúc động rồi, sắc mặt có chút dễ chịu hơn một chút. Đôi mắt xinh đẹp của cô tò mò nhìn sang Tô Thương, dường như không thể nhìn thấu được người đàn ông ở trước mắt, lẽ nào anh ấy thật sự đã cải tà quy chính rồi hay sao? Cha, Tô đại thiếu gia, nhìn theo hướng 3 giờ, tất đen kìa, hiệu Balenciaga đó. Bỗng nhiên Vương Phú Quý ở bên cạnh kích động nói. Ở đâu? Tô Thương nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn theo. Trong nháy mắt anh liền nhìn chằm chằm. Khuôn mặt V Lai vừa thon, vừa dài, quá đẹp. Ngay lúc này, Tô Dương hưng phấn nói, Vương Phú Quý, trong vòng 3 phút, tôi muốn có được toàn bộ thông tin của cô ấy. Yên tâm đi Tô Đại Thiếu Gia, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tối nay sẽ đem cô ấy mang về tận giường của anh. Vương Phú Quý trả lời. Hừ, Lý Phi Tuyên hừ lạnh lùng một tiếng, ngay lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ ghê tởm. Nghiến răng nói, suýt chút nữa tôi đã tin lời của anh, chó thì mãi cũng không thể thay đổi được việc ăn phân. Chết tiệt! Tô Dương giờ mới phản ứng lại, nhất thời cười khổ. Mẹ kiếp! Phản xạ có điều kiện thôi. Anh đã dung hợp những ký ức của Tô Đại Thiếu Gia nhưng trong nháy mắt cũng khó tránh phản ứng không khớp với Tô Đại Thiếu Gia. Không trách tôi đây được, Tô Dương tôi đúng là người tốt mà. Vợ à, anh đây là phản xạ có điều kiện. Em phải tin anh. Tô Dương vội vàng giải thích. Tôi tin cái đồ quỷ nhà anh ý. Lý Phi Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Tô Dương, nghiến chặt răng nói, vừa rồi anh mới nhìn thấy vớ đen thì mắt cứ nhìn chằm chằm vào, bây giờ còn giải thích cái gì nữa. Cái này. Tô Dương dứt khoát giang tay ra, nhún vai một cách bất lực, được thôi, anh thừa nhận anh thực sự thích xem vớ đen. Con người có thất tình lục dục, đều thích những thứ đẹp đẽ, đây là bản năng của loài người. Lý Phi Tuyên lạnh nhạt nhìn Tô Dương nói với giọng điệu lạnh lùng, một học sinh lười biếng như anh, cũng biết thất tình lục dục sao? Đó là điều đương nhiên rồi. Anh nói xem, thất tình là cái gì, lục dục là cái gì? Lý Phi Tuyên lạnh lùng nói, cô biết Tô Dương không thể trả lời được, cố ý làm anh ấy khó xử. Nhưng, Lý Phi Tuyên đã phải thất vọng rồi. Tô Dương cười nhẹ nói, thất tình, vui vẻ, tức giận, u sầu, nhớ nhung. Đau buồn, sợ hãi, kinh sợ, mỗi một từ thể hiện một cảm xúc. Lý Phi Tuyên có chút bất ngờ, hỏi tiếp, thế lục dục là gì? Lục dục là 6 loại ham muốn, lần lượt là ham ăn, ham muốn tình dục, ham muốn chiếm hữu, ham muốn khao khát, còn có một cái nữa là tính. Khụ khụ, vợ à, em hiểu đó. Nói đến đây, Tô Dương cười đầy ẩn ý. Anh không biết xấu hổ à, anh vì cái tính này. Nên mới thích xem vớ đen phải không? Lý Phi Tuyên đỏ bừng mặt, xấu hổ lùi xuống một bước, nhìn ánh mắt của Tô Dương tràn đầy sự tức giận, sau đó nói, không phải là lục dục sao, anh mới nói được 5 cái, vẫn còn một cái, không nói được phải không?
Anh biết, một cái cuối cùng. Cách nói này rất nhiều, anh tương đối thích một cách nói trong số đó. Tô Dương trầm lặng nói, cái cuối cùng, là một loại dục vọng ẩn giấu rất sâu trong đáy lòng của mỗi con người. Loại ham muốn này, có thể sẽ quấy dày đến loại ham muốn khác, ví dụ anh rất muốn ăn sườn xào chua ngọt, nhưng gần đây anh đang giảm cân, cho nên anh đã dừng sự ham ăn lại. Tô Dương tiếp tục nói một cách nghiêm túc, còn ví dụ như, anh thấy biển, thì cảm thấy bãi biển này thật là đẹp, anh rất muốn xuống đó bơi, nhưng anh không biết bơi, thế nên anh liền dừng cái ham muốn đó lại. Lại ví dụ, cô gái vừa mang vớ đen lúc nãy rất đẹp, dáng người cũng gợi cảm, anh quả thực rất thích, nói đơn giản chút, anh muốn ngủ với cô ấy, nhưng... Lúc này, Tô Dương lại gần Lý Phi Tuyên, trìu mến nhìn về phía đối phương, nói với giọng nhỏ nhẹ, anh đột nhiên nhớ đến em, cũng đành phải dừng cái ham muốn này lại. Đột nhiên nghĩ đến em, cũng đành dừng cái ham muốn này lại. Trước mặt thì khoác loác nhiều như vậy, là chỉ để lấy ví dụ, tôn lên câu nói này, hiệu quả rất cao nha. Đúng như dự đoán, Lý Tuyên nghi nghe đến câu cuối cùng, nhìn sang ánh mắt của Tô Dương đột nhiên ngơ người ra, khóe miệng không thế không nhếch lên, trong lòng ngay lập tức phát sinh ra loại cảm tình vô tận với Tô Dương. Anh nói láo, tôi với anh không có quan hệ gì cả, anh muốn làm gì thì làm đi. Hai bên gò má Lý Phi Tuyên nóng bừng lên, nói lại một câu, xấu hổ chạy vào trong trường học. Vợ à, em ở lớp mấy, khoa nào vậy, anh bớt chút thời gian rảnh đến tìm em chơi chút. Tô Dương vội vội vàng vàng nói. Lớp 8, khóa 21, khoa tài chính. Lý Phi Tuyên ngọt ngào đáp, bóng dáng rất nhanh đã biến mất tiêu rồi. Khoa đông y. Tô Dương âm thầm nhớ. Vãi trưởng. Đột nhiên nghĩ đến em, cũng đành dừng cái ham muốn này lại. Lúc này, Vương Phú Quý bên cạnh khâm phục nói, Tô đại thiếu gia, anh biết tán tỉnh quá nha, người em trai này càng ngày càng phục anh rồi đấy, nếu em là phụ nữ nhất định sẽ không thể cưỡng lại được mà yêu anh mất, sẵn sàng làm cô vợ nhỏ của anh. Nói thật đó, Tô đại thiếu gia, anh không chỉ đẹp trai, mà còn tình cảm nữa, em yêu anh chết mất. Vương Phú Quý nhìn Tô Dương một cách rất thỉnh cầu, giọng tội nghiệp nói, khi tìm một nửa khác, tốt xấu gì cũng cho người em này một cơ hội, đừng quá để ý về mặt giới tính được không? Muốn ăn đòn à, Tô Dương nhướng mày. Ha ha, được rồi, không ồn ào nữa, nhưng Tô đại thiếu gia, anh mạnh thật đấy, lúc trước lợi ức hiếp chị dâu tương lai như vậy, theo lý mà nói chị dâu nên hận anh đến thấu xương mới đúng chứ. Vương Phú Quý cười nói, nhưng anh mới nói vài ba câu, đã dỗ dành cho chị dâu tương lai đỏ cả mặt rồi, khiến cho tâm hồn thiếu nữ xao xuyến, rung động, nói thẳng là hình mẫu cho thế hệ của tôi, có cơ hội anh phải truyền dạy cho người em này ít kinh nghiệm nhé. Được rồi. Tô Dương nói với giọng thôi thúc, những chuyện mà tôi dặn dò cậu, mau đi làm đi. Được rồi, em đây sẽ điều tra tin tức của người đẹp đi tất đen kia. Khụ, không phải chuyện này. Tô Dương mặt tối sầm lại nói, tôi bảo cậu đi tìm Triệu Văn Bân liên hệ với máy ủi đấy. Hóa ra là chuyện này ạ, được, em đi làm ngay. Vương Phú Quý đã tiếp thu, nhưng sau đó lại hỏi, vậy thông tin của người đẹp đi tất đen kia còn điều tra không ạ? Điều tra ông già cậu ý, bây giờ tôi đây đang theo đuổi Lý Phi Tuyên. Tô Dương nói, anh ấy đúng là hổ báo nha, cô gái nào cũng không bỏ qua. Yêu cầu của Tô Dương đối với con gái rất cao đó, hiện tại mức thấp nhất để mà nói, chỉ có Lý Phi Tuyên phù hợp với tiêu chuẩn của anh ấy, những cô gái khác, đến tư cách sách giày cho anh ấy cũng không có. Biết rồi, Tô đại thiếu gia muốn xử lý xong chuyện của chị dâu tương lai trước, sau đó mới xử lý những cô gái khác. Vương Phú Quý tỏ vẻ hiểu chuyện gật đầu nói. Sai rồi, sau này không làm nữa, tôi không muốn bất cứ cô gái lên giường của tôi nữa. Chết tiệt! Tô đại thiếu gia, anh có chuyện gì đấy, sao tự nhiên giống như người khác vậy? Vương Phú Quý tò mò nói. Chỉ là tôi đã nghĩ thông rồi mà thôi. Tô Dương giải thích, cuộc đời này của con người, số lần có thể làm loại chuyện đó là có hạn đấy. Tôi đem cái cơ hội có hạn đấy, dùng lên người con gái xinh đẹp nhất. Tô Dương hỏi ngược lại, giống như có thể ăn no tôm hùm bào ngư đó, tại sao tôi phải ăn bánh bao dưa muối chứ? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Vương Phú Quý kích động nhảy cẫng lên, câu này hay, câu này rất hay nha, Tô đại thiếu gia, anh bị chôn vùi dưới đống đỏ nát kia, không uổng chút nào nha,
vậy mà lại đúc kết được câu nói ngàn vàng như vậy. Từ nay về sau, anh chính là người thầy cuộc sống của Vương Phú Quý tôi đây, là ngọn đèn soi sáng đường đi của tôi, anh quá vĩ đại đó nha. Vương Phú Quý nịnh nọt một cách điên khùng luôn. Cút! Tôi vào trường đây, đừng quên chuyện tôi sắp xếp cho cậu. Tô Dương nói xong, bước nhanh vào trường. Trước khi đến, Tô Thần Binh đã nói Hoa Thời Mạc đã sắp xếp xong chuyện khoa, lớp rồi, anh sẽ học lớp 3, khoa 21, khoa Đông Y. Hơn nữa, Tô Thần Binh còn đặc biệt dặn đi dặn lại, trong trường học người biết thân phận của Tô Dương không nhiều, đừng để Tô Dương dựa vào thân phận Tô Đại Thiếu gia mà hoành hành ngang ngược, nếu không sẽ bị đuổi học. Bây giờ là cuối tháng 9, Đại học Kinh Tử đã khai giảng được 10 ngày rồi. Tô Dương trực tiếp đến ngoài lớp học, trong lớp học có một cô giáo xinh đẹp trẻ tuổi đang giảng bài, phía dưới có hơn 40 học sinh đang ngồi nghe. Cô giáo xinh đẹp này mang vớ đen, bên dưới có in logo của Balenciaga, khuôn mặt vê lai ngũ quan thanh tú, thì ra là người đẹp mang vớ đen vừa nãy ở cổng trường. Soạt soạt soạt, Tô Thương vừa đến cửa phòng học, ngay lập tức thu hút tất cả sự chú ý của các bạn trong lớp học. Anh trai này cũng không tệ nha, đẹp trai sáng láng, đúng là gu mà tôi thích đây rồi. Anh trai, yêu em không, ngày hè thì nóng nực nhưng có em đây cực ngon này. Bây giờ đã là mùa thu rồi, mấy người thật là thấp hèn, toàn là lũ chó, toàn làm việc xấu. Tôi không giống như mấy người, tôi đang tìm bạn trai, tôi chỉ tìm người để tâm sự a hát. Anh trai này ở đâu đến, sao có thể đẹp trai như vậy? Nghe được những bạn nữ xung quanh bàn tán, Tô Thương chỉ khẽ mỉm cười chứ cũng không thèm để ý. Cậu là Tô Thương đúng không? Ngay lúc này, có một nữ giáo viên mang vớ đen nhíu mày nói. Tô Thương gật đầu trả lời, đúng vậy. Sau khi xác nhận xong, trên khuôn mặt của nữ giáo viên hiện ra vẻ chán ghét, hiển nhiên chắc là cô ấy đã nghe đến danh tiếng của Tô Đại Thiếu gia rồi. Tôi là Hoa Thanh Đại, là giáo viên lớp 3. Hoa Thanh Đại lạnh lùng nói, Hoa viện trưởng dặn tôi dẫn cậu đi gặp ông ấy, cậu đi theo tôi, những người khác thì tự học. Hoa Thanh Đại phong thái dứt khoát, nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng học, Tô Thương đi theo phía sau. Tô Thương, tôi nghe nói lớp chúng ta sẽ có một sinh viên mới chuyển đến, hình như đúng là anh ấy. Tô Thương, anh ấy đẹp trai thật đấy, lớn lên đẹp trai như vậy sao lại học trung y? Là nghệ sĩ có phải tốt hơn không? Một đám mê trai, tỉnh lại đi, vẻ ngoài đẹp trai có lợi ích gì, không có tiền không có chỗ dựa thì cũng không làm được gì. Câm cái miệng vào, nghe nói Tô Thương là do Hoa viện trưởng tự mình tuyển chọn, chắc chắn anh ấy là tài năng thiên phú, sau này thành tựu trong tương lai cũng là nhiều vô kể nha. Chấm. Sau khi ra khỏi phòng học, Hoa Thanh Đại đi trước, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Cố ý giữ khoảng cách với Tô Thương. Khụ khụ. Tô Thương lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh, nghe tôi nói này, người đẹp mang vớ đen ơi, cô đừng đi nhanh như vậy, tôi có ăn thịt cô đâu. Tô Thương, cậu không cần phải lắm lời, tôi không biết cậu ở bên ngoài như thế nào, nhưng nơi này là trường học, tôi là giáo viên của cậu, chỉ cần cậu phạm lỗi thì tôi đây có quyền trừng phạt cậu. Hoa Thanh Đại đứng lại, lạnh lùng nói, còn nữa, tôi biết cậu là ai. Là Tô Đại Thiếu gia ăn chơi sa đọa, phá phách, lêu lổng số một ở Giang Bắc, thời gian trước còn san bằng cả một trường học. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, Đại học Tử Kinh không phải là nơi cậu muốn làm gì thì làm, cậu tốt nhất nên biết điều một chút, nếu như cậu làm ô nhiễm lớp của tôi sẽ không khách khí với cậu. Hoa Thanh Đại đe dọa nói. Được được được, cô không cần phải nặng lời như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, một tên lưu manh ngay cả vợ sắp cưới của mình cũng đem cho người khác, không xứng nói chuyện bình thường với tôi. Hoa Thanh Đại lạnh lùng nói rồi đi trước dẫn đường. Tô Thương nghe thấy như vậy cũng lười giải thích với cô ấy. Một lúc sau, hai người đã đến bên ngoài văn phòng của viện trưởng khoa Đông Y. Ông nội của tôi ở bên trong, cậu vào đi, tôi ở bên ngoài chờ cậu. Hoa Thanh Đại thản nhiên nói. Ông nội cô sao? Tô Thương cười nói, hóa ra Hoa Thần Y mà cha tôi nói chính là ông nội của cô, chả trách cô lại to gan như vậy, đã biết thân phận của tôi nhưng vẫn dám nói chuyện với tôi như vậy. Hoa Thanh Đại không muốn trả lời Tô Thương, thậm chí cô ấy còn không muốn nhìn mặt anh. Tô Thương không muốn tự làm mất mặt mình nữa, đành gõ cửa,
một mình đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại. Cậu là Tô thiếu gia nhỉ? Hoa Thời Mạc đang viết cái gì đó ở trên bàn làm việc, cảm giác có người đi vào nên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Thương, ông ấy mỉm cười chào hỏi. Tôi là... Chưa đợi Hoa Thời Mạc nói hết câu, Tô Thương đã bước nhanh tới, kéo cái ghế ra ngồi đối diện với Hoa Thời Mạc, rồi trực tiếp nói, ông là thần y nổi tiếng ở Giang Bắc, Hoa Thời Mạc phải không? Trước khi vào, Tô Thương đã suy nghĩ kỹ rồi, bản thân anh chắc chắn không đi học thường xuyên, như vậy thì quá dằn vặt người ta rồi, làm không tốt có khi chưa ngưng kết được kim đan thì đã bị bí bách chết luôn rồi. Mà Đại học Kinh Tử không giống như những trường khác, còn phải giữ mặt mũi cho ông già nữa. Nếu ở trường học muốn được tự do ra vào, như cá gặp nước thì cách tốt nhất là lộ ra một chút thực lực thì mới có thể thu phục được Hoa Thời Mạc. Bởi vì Hoa Thời Mạc ở Giang Bắc tiếng tăm lừng lẫy, ông ấy lại là viện trưởng trường Đại học Kinh Tử kiêm cả giáo sư, tất cả các gia tộc ở Giang Bắc đều muốn lôi kéo ông ấy cho bằng được. Thu phục được ông ấy rồi thì sau này sẽ giảm bớt được nhiều phiền phức không đáng có. Cho nên sau khi bước vào phòng, Tô Thương vẫn luôn giữ nguyên thái độ không hề tôn kính Hoa Thời Mạc. Tôi chính là Hoa Thời Mạc. Hoa Thời Mạc đương nhiên cảm nhận được Tô Thương không hề có chút kiêng nể gì với mình. Ông ấy liền bỏ bút xuống, nhíu mày nói, Tô công tử, thái độ của cậu như vậy là bất kính với người lớn, lẽ nào nhà họ Tô dạy dỗ như vậy sao? Ha ha! Tô Thương trước là cười nhạo sau lại khinh thường nhìn Hoa Thời Mạc rồi thản nhiên nói, dựa vào ông, không có đủ tư cách để nhận sự tôn kính của tôi, cái gì mà thần y, đó chỉ là cái danh tiếng hão huyền, mua danh trục lợi mà thôi. Láo xược! Hoa Thời Mạc khi nghe thấy thế, liền xấu hổ tức giận đứng lên đập bàn nói, Tô Thương, cậu cũng biết, cho dù là cha cậu cũng không dám có thái độ láo xược như vậy trước mặt tôi, cậu là ai mà cậu dám? Im miệng, ông già bảo thủ. Tô Thương híp mắt lại rồi trầm giọng nói về kinh nghiệm trải đời thì ông gọi tôi bằng cụ, tôi đây còn chê ông trẻ người non dạ, thì ông lấy cái tư cách gì mà lấy danh nghĩa trưởng bối để giáo huấn tôi? Tạo phản rồi, không ra thể thống gì rồi. Tôi với ông nội cậu xem như là có chút giao tình, hôm nay để tôi thay ông nội cậu dạy dỗ cậu. Hoa Thời Mạc không kiềm chế được cơn tức giận nữa liền lấy ra một cây kim bạc, lạnh lùng nói, yên tâm, cái kim này chỉ làm cậu câm trong nửa tháng, hy vọng đây là đòn cảnh cáo cho cậu. Dứt lời, cây kim châm được bắn ra hướng thẳng vào phía dưới cổ họng của Tô Thương. Tô Thương nhếch miệng cười, anh vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Thấy kim tiến sát lại gần thì anh mới bắt đầu động thủ. Ông! Trong phút chốc, một bức tường linh khí đột ngột từ dưới đất mọc lên, chắn trước mặt Tô Thương. Cây kim do Hoa Thời Mạc bắn ra bị bức tường khí ngăn lại nên không thể tiến về phía trước. Chút tài vật này mà cũng đòi múa rìu qua mắt thợ. Tô Thương ngồi ở trên ghế, mi mắt anh khẽ nhướng lên, đột nhiên từ trên vách tường khí bộc phát ra một luồng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp làm cho cây kim tan nát thành từng mảnh. Dư chấn của luồng sức mạnh này khiến cho thân hình Hoa Thời Mạc lắc lư, ông ấy phải dựa vào tường mới đứng vững được. Giờ phút này, vẻ mặt của ông ấy vô cùng hoảng sợ nói chân. Là chân khí vừa phóng ra ngoài, võ đạo tông sư, cậu vậy mà lại là tôn sư. Chân khí cái khỉ gì, của ông đây là linh khí, đúng là đồ không có kiến thức. Tô công tử. Là tôi có mắt như mù, không nghĩ cậu lại có sức mạnh như thế, trước mắt nhìn xuống chỉ sợ cả Giang Bắc này không có ai là đối thủ của cậu. Hoa Thời Mạc sửa sang lại áo quần, thái độ đối với Tô Thương thay đổi 180 độ. Tô Thương cũng không thèm để ý tới mà đứng dậy, nhìn về phía đơn thuốc trên bàn làm việc, nhíu mày nói, Hoàng Tinh, Ngọc Trúc, Bối Mẫu Tứ Xuyên, Bách Hợp. Đây là bài thuốc để điều trị bệnh phổi, là ông viết sao? Đúng là tôi viết, đó là tâm huyết nghiên cứu gần 10 năm của tôi mới tạo ra được bài thuốc có thể để đời như vậy. Hoa Thời Mạc vô cùng tự hào nói. Hoàng Tinh đúng là có tác dụng bồi bổ sung tinh khí, nhưng ông bỏ liều lượng nhiều như vậy thì là bổ phổi hay hại phổi đây? Ngọc Trúc có vị ngọt, tính mình, ông bỏ có chút vậy thôi thì khỏi bỏ luôn đi. Tô Thương vẻ mặt khinh thường, không chút nể nang mà đả kích nói, cái đồ này mà cũng xứng gọi là đơn thuốc. Cũng xứng được lưu truyền sao? Hoa Thời Mạc bị Tô Thương nói cho hai câu mà mặt mày đã đỏ bừng lên, không nhịn được liền hỏi, Tô công tử, cậu có ý kiến gì không?
Nếu như ông đã thành tâm thành ý hỏi thì tôi cũng không ngại nói với ông, hoàng tinh bớt xuống 3 lạng, ngọc trúc bỏ thêm 1 lạng. Tô Thương thản nhiên nói, ngoài ra còn phải thêm một vị thuốc khác nữa. Hoa Thời Mạc vội vàng hỏi, vị thuốc gì? Sa sâm. Tô Thương nói tiếp, sa sâm dưỡng âm bổ phổi, ích khí lợi tiểu, tôi nhìn sơ qua thì thấy đơn thuốc này của ông có 28 loại thuốc, có thể cùng với sa sâm bổ trợ cho nhau. Sa sâm có thể làm như thuốc dẫn, vô cùng quan trọng, nếu như đơn thuốc không có thêm sa sâm vào thì sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến công hiệu của đơn thuốc này. Tô Thương nói, nếu như thêm vào 9 lạng sa sâm vào thì cái này miễn cưỡng mới coi như là một đơn thuốc hoàn chỉnh. Sa sâm. Hoa Thời Mạc nghe thấy như vậy, liền trầm tư suy nghĩ, sau đó lại mừng rỡ như điên, lẩm bẩm nói, chính xác, ha ha, tôi cứ luôn cảm thấy đơn thuốc này thiếu gì đó. Nhưng tôi nghĩ hơn 10 năm rồi cũng chưa từng nghĩ qua sẽ dùng đến sa sâm. Tô công tử, thật là một ý kiến hay mà, hôm qua khi tôi nhìn thấy đơn thuốc bổ trong tay của lệnh tôn, tôi đã nghĩ chắc chắn là do cậu kê mà. Hoa Thời Mạc khách sáo nói, trình độ về y thuật của cậu vượt xa hơn hẳn tôi, việc học không phân tuổi tác, vai vế, lúc trước nhiều lần xúc phạm cậu, hy vọng Tô công tử đừng trách móc. Đương nhiên là không rồi. Tô Thương nhìn Hoa Thời Mạc rồi nói thẳng vào chủ đề, Hoa Thần Y, thật sự không dám giấu giếm, thực lực cùng với y thuật này của tôi đều không nói cho ai biết, ông là người đầu tiên. Sở dĩ tôi để lộ ra trước mặt ông, chính là vì tôi muốn có vài quyền hạn đặc biệt ở trong trường học, ví dụ như tùy ý cúp học, ý của tôi, ông có hiểu không? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, Tô công tử, dựa vào trình độ của cậu. Đại học Tử Kinh không ai xứng làm thầy của cậu cả. Hoa Thời Mạc đề nghị nói, nếu không thì như thế này đi, tôi nói với ông chủ Tô một tiếng là cậu không cần đi học nữa. Không được, bây giờ tôi không muốn người khác biết thực lực của tôi, cho dù là cha tôi cũng không được biết, ông cũng không được nói ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tô Thường uy hiếp nói, cả người toát ra một luồng khí tức lạnh lẽo khiến cho người khác cảm thấy như rơi vào một hố băng. Đến nay anh luyện khí đã ở tầng thứ nhất rồi, cũng coi như có chút thực lực, nhưng vẫn chưa tìm được người muốn giết mình, thậm chí còn chưa xác định được ở Giang Bắc này còn có người nào mạnh hơn nữa không, thì anh đương nhiên không muốn quá khoe khoang, vẫn nên giả bộ tùy tiện để đổi lấy bình yên. Được, được. Cảm nhận được khí tức trên người Tô Thương, trong lòng Hoa Thời Mạc có chút hoảng sợ, vội vàng nói, tôi đảm bảo sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Vậy thời gian sau này làm phiền ông quan tâm nhiều hơn. Tô Thương thản nhiên nói, tôi thấy ông sử dụng kim bạc, coi như để báo đáp ông thì tôi sẽ chỉ cho ông một phương pháp châm cứu nhé. Nói xong, Tô Thương nhìn về phía mô hình người ở phía xa, dò hỏi, còn có kim bạc không, đưa cho tôi 9 cái. Có, có. Hoa Thời Mạc vội vàng lấy ra từ hộc bàn một cái hộp, bên trong đều là kim bạc. Tô Thương cầm lên 9 cái. Rồi đột nhiên vung tay lên, 9 cái kim bạc cứ thế liền ghim lên 9 huyệt của mô hình người kia. Cửu chuyển hồi xuân châm. Hoa Thời Mạc đã xem rất nhiều sách cổ cho nên chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, đây chính là cửu chuyển hồi xuân châm đã thất truyền lâu nay. Không sai, chính là cửu chuyển hồi xuân châm. Tô Thương gật đầu nói, ông dựa vào 9 cái châm bạc trên mô hình tự mình nghiên cứu đi nhé, nhanh thôi ông sẽ học được một chuyển. Còn 8 chuyển còn lại có cơ hội tôi lại dạy ông tiếp. Lúc này, Hoa Thời Mạc vô cùng kích động, hai tay run run, ánh mắt chán ghét ban đầu khi nhìn Tô Thương bây giờ đã chuyển thành cung kính. Phịch! Đột nhiên, Hoa Thời Mạc sau khi suy nghĩ kỹ càng, liền đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Thương, rồi dập đầu liên tục 3 cái. Tiếp đó, ông ấy vẻ mặt tràn đầy cung kính nói, Tô công tử! Xin cậu hãy nhận tôi làm đồ đệ đi, nếu không, châm pháp quý báu như thế này tôi thật sự không dám nhận. Ông thật lòng sao? Tô Thương thản nhiên nói. Hoa Thời Mạc thành kính nói, đúng vậy, cậu y võ đều giỏi, có thể làm đồ đệ của cậu là vinh hạnh của tôi. Dựa vào lý lịch của ông, theo lý mà nói thì không có đủ tư cách làm đồ đệ của tôi, nhưng mà nhìn thấy ông thành tâm thành ý như vậy thì tôi cũng miễn cưỡng cho ông ghi danh làm đồ đệ của tôi vậy. Tô Thương đồng ý rồi. Cảm ơn sư phụ, xin nhận của đồ đệ một lạy. Hoa Thời Mạc mừng rỡ như điên. Nếu như để người khác nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ há hốc cả mồm.
Phải biết là thanh danh của Hoa thời Mạc không chỉ hiển hách chỉ ở mỗi Giang Bắc, cho dù là ngay cả nước Hoa cũng có thể xem như là thầy thuốc đứng thứ nhất, thứ hai, các gia tộc lớn nhỏ ở Giang Bắc đều muốn lôi kéo ông ấy. Cứ xem nhà họ Tô cường mạnh như vậy, trước còn có Tô Kiền Khôn chiến công hiển hách, giữa có Tô Thần binh nuôi binh dưỡng mã, sau thì có Tô Dực Cân trấn thủ biên cương, trước sau đều luôn vô cùng cung kính với Hoa thời Mạc. Nhưng một vị thần y như vậy, vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân của đệ nhất đại thiếu gia Giang Bắc, thậm chí còn bái lại làm thầy nữa. Đây đúng là chuyện khó có thể tin được mà. Nhưng mà, trong lòng Hoa thời Mạc vô cùng rõ, lần này bái sư là đã lời rồi, hơn nữa còn rất là lời nữa. Đứng lên đi. Tô Thương mở miệng nói, sau này trước mặt người ngoài, không cần thể hiện cung kính như vậy đối với tôi chỉ là một học sinh của ông, còn sau lưng thì chúng ta vẫn xưng hô là thầy trò. Phải, phải. Hoa thời Mạc một mực cung kính trả lời, sau đó lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nói, sư phụ, thực lực của ngài ngay cả Tô Kiền Khôn lão gia cũng đều không biết sao. Tô Thương thản nhiên nói. Chẳng trách. Hoa thời Mạc lại tiếp tục nói, sư phụ, có chuyện này tôi cảm thấy nên nói cho ngài biết, ông nội ngài bị bệnh rồi. Ông nội. Trong đầu Tô Thương bỗng hiện lên hình ảnh của Tô Kiền Khôn, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết, liền dò hỏi, nghiêm trọng không? Nghiêm trọng, phổi và đan điền đều bị thương nặng, trước mắt tôi không dám chắc là chữa được không? Hoa thời Mạc lại nói tiếp. Nhưng mà bây giờ có ngài cải thiện đơn thuốc dưỡng phổi rồi cộng thêm với chuyển thứ nhất của cửu chuyển hồi xuân châm thì tôi tin là có thể chữa khỏi cho lão gia. Vậy thì được, trong thời gian này tôi không tiện để lộ thực lực của mình, vất vả cho ông rồi. Tô Thương nói, không vất vả, có thể san sẻ nỗi buồn của sư phụ là điều tôi nên làm. Hoa thời Mạc lại tiếp tục nói, nhưng mà, vết thương của lão gia là do ngày trước lưu lại. Bình thường lão gia dùng chân khí mạnh mẽ của mình để trấn áp, nếu như không dùng đến chân khí thì có lẽ sẽ không sao, nhưng trên người lão gia lại có vết thương mới. Hoa thời Mạc dò hỏi, đồ đệ suy đoán là gần đây có thể là ông ấy có đánh nhau với ai đó, sư phụ, buổi chiều tôi sẽ đến nhà họ Tô để thăm lão gia, có cần tôi thăm dò thêm về ý tứ của lão gia không? Đánh nhau. Nhà họ Tô chúng tôi là thâm căn cố đế ở Giang Bắc này. Chị gái của tôi còn là chiến thần Dực Cân, ai mà có lá gan to như vậy chứ, dám khiêu chiến với ông nội của tôi. Tô Thương nhíu mày nói, vậy ông dò hỏi thử xem, có tin tức gì lập tức báo cho tôi biết. Vâng, Hoa thời Mạc cung kính trả lời. Lúc này, điện thoại của Tô Thương lại vang lên. Là Vương Phú Quý gọi đến. Tô đại thiếu gia, Triệu Văn Bân liên hệ với máy ủi rồi, 50 chiếc, ra giá là 100 vạn. Vương Phú Quý nói trong điện thoại, còn nữa, tên tiểu tử Triệu Văn Bân hẹn anh đi đấu chó, hơn nữa thời gian vô cùng gấp gáp, anh ta hẹn ngay bây giờ, tôi từ chối giúp anh nhé. Đấu chó. Bây giờ đi đấu chó. He he. Tên Triệu Văn Bân này, chắc chắn là biết tối hôm nay ta gặp chuyện, anh ta lo lắng sau này không còn cơ hội thắng tiền ta nữa cho nên mới hẹn ngay bây giờ. Không cần từ chối, nhận lời anh ta đi. Sau đó lái xe đến đón tôi, đem theo mấy con chó của cậu nuôi, chọn lấy một con, hôm nay ông đây sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Tô Thương vô cùng tự tin nói. Anh là người tu chân, có linh khí. Mấy loại chó bình thường chỉ cần ăn một sợi linh khí thôi thì sẽ trở nên dũng mãnh phi thường. Tùy tiện kéo một con chó tới, thắng mấy cái trận đấu này không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Sau khi tắt điện thoại, Tô Thương nhìn Hoa thời Mạc bên cạnh, khẽ cười nói, Hoa thời Mạc, hôm nay tôi xin phép nghỉ học, không có vấn đề gì chứ. Tất nhiên là được rồi. Hoa thời Mạc lễ độ cung kính nói, sau này ở Đại học Kinh Tử, ngài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lần trước khi tôi san phẳng trường học, bị chôn ở dưới đống xà bần xây dựng, tôi đoán chắc là có người muốn hại tôi, hiện giờ tôi vẫn đang che giấu tài năng là vì muốn vạch trần kẻ chủ mưu đứng phía sau. Sau đó thì tôi sẽ không đến Đại học Kinh Tử học nữa. Tô Thương thản nhiên nói, những ngày này, chuyện của trường học thì ông thay tôi xử lý. Tôi hiểu rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó đang chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng. Thì lúc đó, Hoa Thanh Đại mang tất đen bước vào, cau mày nói, ông nội, sao ông nói chuyện với cái tên đại thiếu gia công tử bột đó lâu như vậy? Thanh Đại, đừng ăn nói linh tinh.
ai là đại thiếu gia công tử bột chứ? Hoa Thời Mạc trầm giọng nói. Cậu ta đó. Hoa Thanh Đại chỉ vào Tô Thương, vẻ mặt đầy ghét bỏ nói, ở Giang Bắc có ai là không biết đến, mỹ danh, Tô đại thiếu gia kia chứ? Ông nội à, con thật sự không hiểu nổi tại sao ông lại đặc biệt nhận anh ta vào trường đại học kinh tử này chứ? Hỗn xược. Trong lòng Hoa Thời Mạc có chút kích động nên nhất thời to tiếng trách mắng, nhưng mà ngay sau đó ông ấy thấy Tô Thương đang nhìn mình, nên ông ấy lập tức phản ứng trở lại, vì sư phụ không muốn để người khác biết thực lực của ngài ấy. Thế nên Hoa Thời Mạc thản nhiên nói, Thanh Đại, đừng xem thường bất kỳ học sinh nào, về mặt y thuật thì Tô Đại Thiếu Gia thật sự là có khả năng thiên phú. Cậu ta sao, thiên phú sao? Hoa Thanh Đại khoanh hai tay lại, cười khinh thường nói, ha ha. Con chỉ sợ thiên phú của cậu ta chính là ngủ với gái đó. Cô Thanh Đại, cô sao lại đến chuyện này mà cũng biết, lẽ nào cô đã từng trải qua hay sao? Tô Dương bị giễu cợt liên tục như thế thì không nhịn được nữa nên bắt đầu phản kháng lại, vì thế cười đùa nói, tôi thực sự là đã ngủ cùng với rất nhiều con gái, hơn nữa họ đều rất xinh đẹp, nhưng mà tôi bị bệnh mù mặt người, thật sự không biết trong đó có cô hay không? Tô Thương, cậu! Hoa Thanh Đại bỗng nhiên thẹn quá hóa giận nói, không có, không có, không có. Ồ thế hả, thế tại sao nhìn cô có vẻ tức giận như thế nhỉ, lẽ nào cô tha thiết được tôi chiều chuộng đến thế sao, chỉ vì trong số đó không có cô mà làm cho cô thẹn quá hóa giận cỡ đó luôn hả? Tô Thương thở dài một hơi, sau đó oai phong lẫm liệt nói, con người tôi mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng tôi thích giúp đỡ người khác đạt được ước mơ của họ, nhìn thấy những giấc mộng đẹp đó của con gái trở thành sự thật. Trên mặt họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng tôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cô Thanh Đại, cô cũng đừng có đau buồn khổ sở như thế nữa, thôi thì thế này đi, cô cứ chọn thời gian, tôi sẽ miễn cưỡng giúp cô thực hiện ước mơ của cô vậy. Tô Thương vẫn đang thở dài, ra vẻ như không tình nguyện lắm. À, Tô Thương, đồ vô liêm sỉ. Hoa Thanh Đại tức điên lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thương nói, ông nội. Ông xem ông đã thu nhận cái thứ gì vào đây này, tức chết con rồi, con đề nghị ông phải lập tức đuổi hắn ra khỏi Đại học Kim Lăng. Được rồi Thanh Đại, con bớt giận đi, con là giáo viên hướng dẫn lớp 3, khi đối diện với những vấn đề của sinh viên thì con phải có lòng bao dung chứ. Hoa Thời Mạc giảng hòa, chuyển chủ đề nói, bây giờ không phải là giờ lên lớp hay sao, con nhanh vào lớp đi. Hừ, cứ đợi đó, tôi sẽ trừng trị cậu. Hoa Thanh Đại căm giận nhìn chằm chằm Tô Thương, lạnh lùng nói, đi, đi theo tôi vào lớp học. Cái đó, cô Thanh Đại, tôi có việc xin nghỉ rồi. Tô Dương nhẹ nhàng cười nói. Xin nghỉ, đi học ngày đầu tiên đã xin nghỉ. Hoa Thanh Đại nhíu mày nói. Hoa Thời Mạc giải thích, Thanh Đại, ông đã đồng ý rồi, Tô Thương có việc gấp cần phải đi xử lý. Hừ, nếu đã như thế thì tôi đi trước đây, ngày mai đừng có đến muộn. Nếu không thì tôi sẽ cho cậu một vài màu sắc cho cậu xem, để cậu biết tôi đậm nhạt thế nào. Hoa Thanh Đại giữ dằn uy hiếp. Không cần đợi đến ngày mai đâu, tôi đã nhìn thấy rồi, màu vàng nhạt. Tô Thương tiếp tục nghiêm mặt nói, hơn nữa còn rất lợi hại, thâm sâu khó lường, tôi đã bắt đầu thấy sợ rồi đó. Cậu nói cái gì? Hoa Thanh Đại khẽ nhíu mày, vừa nghĩ đến màu sắc chiếc quần nhỏ của mình, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc bỗng nhiên đỏ bừng lên. Tức chịu không nổi mà nói, Tô Thương, tôi phải bóp chết cậu. Chậc chậc, vì tôn trọng nên tôi chuồn trước đây. Tô Thương thấy thế nên vội vàng chạy ra khỏi văn phòng. Tô Thanh Đại nhìn thấy Tô Dương rời đi nhưng trên khuôn mặt vẫn còn đỏ ứng, cắn răng nói, ông nội, ông xem cái tên khốn này có chút gì là giống sinh viên không chứ, bất cứ lời gì cũng có thể thốt ra được, sao ông lại có thể đánh giá cao cái thứ rác rưởi này cơ chứ? Thanh Đại! Hoa Thời Mạc chuyển chủ đề, con không thể tự cho mình là cao thượng mà nhiều đàn ông ưu tú như thế con cũng coi thường, đừng trách ông nội không nhắc nhở con năm nay đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu ai, giờ cũng đã đến lúc con nên tìm bạn trai rồi đó. Con nên đi tìm hiểu kỹ hơn về người khác giới đi, đừng nên chỉ vì mới tiếp xúc mà đã đánh giá toàn bộ con người họ. Nhắc đến việc này Hoa Thanh Đại càng cố chấp mà nói, mắt con nhìn người rất chuẩn. Là tốt hay xấu thì con chỉ cần liếc qua một chút là biết được rồi. Cái tên Tô Đại Thiếu Gia này, chắc chắn là loại cặn bã nhất trong những người cặn bã, suy đồi nhất trong những kẻ trong suy đồi. Thế trong mắt của con có người đàn ông nào tốt không?
Tất nhiên là có rồi. Hoa Thanh Đại lập tức ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói, chính là anh Nạp Lan. Nạp Lan Minh Chiết. Hoa Thời Mặc nhìn cháu gái mình một lúc, sau đó khẽ cười nói, con hôm nay trang điểm như thế, lại còn mặc đẹp thế này có phải là vì buổi trưa đến nhà Nạp Lan ăn cơm phải không? Dạ, nhắc đến Nạp Lan Minh Chiết, Hoa Thanh Đại càng tỏ ra vẻ ngại ngùng. Nạp Lan Minh Chiết cũng tốt, tuổi này thì thuộc kiểu chín chắn, nhìn xa trông rộng, giữ mình trong sạch, cậu ta được cho là đệ nhất công tử Giang Bắc có thể sẽ tiếp quản nhà Nạp Lan, con tiếp xúc nhiều với cậu ấy cũng rất tốt. Hoa Thời Mặc nhắc nhở, nhưng những cô gái ở Giang Bắc thích Nạp Lan Minh Chiết rất nhiều, cơ hội của con cũng mong manh lắm. Con biết rồi, việc này cũng không cần đến ông quan tâm. Khuôn mặt Hoa Thanh Đại đỏ ửng, sau đó không nhịn được mà nói, ông nội, ông bình thường rất ít khi đồng ý cho người khác nghỉ phép mà. Con nhớ ông từng nói, học tập là việc suốt đời, không có việc gì quan trọng hơn việc học. Hoa Thanh Đại tò mò hỏi, rốt cuộc Tô Thương muốn đi làm việc gì mà lại có thể khiến ông đồng ý cho nghỉ phép? Việc này, cậu ấy vừa mới nghe điện thoại, có người hẹn cậu ấy đi đấu chó, rất gấp. Hoa Thời Mà có chút lúng túng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu ấy chỉ là đi đấu chó thôi. What? Đấu chó? Hoa Thanh Đại lấy lại tinh thần, lập tức nổi khùng, ông nội, lần trước có một sinh viên xin nghỉ để đi cắt ruột thừa, ông đã từ chối, nói ruột thừa cắt lúc nào cũng được, những việc học thì không thể chậm trễ được. Bây giờ Tô Thương xin nghỉ để đi đấu chó, thế mà ông lại đồng ý rồi đó. Ông còn có nguyên tắc hay không thế? Khụ, ông mệt rồi, cần nghỉ ngơi một chút, Thanh Đại, cháu lên lớp trước đi. Hoa Thời Mặc không thể nói rõ tình hình thực tế, chỉ có thể tùy tiện lấy một cái cớ để đuổi cháu gái đi, đồng thời đẩy cháu gái ra khỏi văn phòng. Sau đó ông ấy nhìn sang mô hình người gần đó, hai mắt sáng lên, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cửu chuyển hồi xuân châm. Tô Thương, không biết cậu đã cho ông nội uống bùa mê thuốc lú gì, nhưng cứ đợi đó, chỉ cần có cơ hội tôi nhất định sẽ không nương tay mà dạy dỗ lại cậu. Hoa Thanh Đại nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Ở một nơi khác, Vương Phú Quý kéo Tô Thương chạy thẳng tới chỗ nuôi chó, không lâu sau hai người liền đi đến Nam Giao. Tô Đại Thiếu Gia, tất cả chó đều ở đây, đều là chó cảnh, không có sức chiến đấu gì cả. Vương Phú Quý giới thiệu, nhưng mà tôi có một con chó nhìn giống chó ngao Tây Tạng, cũng có thể gọi là thần chó Phương Đông, đối mặt với chó Pitbull của Triệu Văn Bân, có lẽ có sức đánh một trận. Chúng ta mang chó ngao Tây Tạng này đi đấu nhé. Chó ngao Tây Tạng to quá nên không tiện để mang theo, tôi đã chọn xong rồi, chính là con này. Vừa nói, Tô Thương vừa chỉ tay vào hướng 2 giờ. Vương Phú Quý tò mò nhìn qua đó, kết quả lập tức chết đứng người, khuôn mặt hiện ra vẻ đầy kinh ngạc. Tét, tét đi. Vương Phú Quý sững sờ, nuốt ngụm nước miếng, bối rối hỏi, Tô Đại Thiếu Gia, có phải anh chỉ sai hướng rồi không? Không có. Tô Thương lắc đầu, khẽ cười, tôi chính là muốn dùng con tét đi đó, cậu ôm nó qua đây. Ôm cái con khỉ. Trong nháy mắt Vương Phú Quý như muốn tăng huyết áp, hét lên, cái này là tét đi chứ không phải là Tyson. Cái con nhỏ xíu này, còn không bằng con mèo lớn nữa, đừng nói là con Pitbull hung dữ, chỉ cần gặp con thỏ thôi nó cũng lo mà chạy trước. Vương Phú Quý oán trách nói, không phải là tôi nói khoác. Nhưng anh để nó đấu với Triệu Văn Bân, thì cái đầu nhỏ xíu này mặc dù khá là loi nhoi, lanh lợi nhưng mà khi đối mặt với chó lớn thì nó dám lên đấu không? Tôi đã quyết định rồi, cậu đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, tràn đầy tự tin nói, anh em tốt, hãy tin tôi. Tôi, hay ya. Vương Phú Quý thở dài một hơi, bất lực nói, thôi bỏ đi, không phải cũng chỉ 200 vạn sao, anh thấy vui là được rồi. Nói xong thì Vương Phú Quý sai người ôm cái chuồng chó tét đi lại. Tô Thương cười cười cũng không giải thích thêm nữa. Tiếp theo đó, hai người mang theo chó tét đi trực tiếp đi tìm Triệu Văn Bân. Trên đường đi, Vương Phú Quý đang lái chiếc Maybach, Tô Thương ngồi ở ghế sau, trong lòng ôm con tét đi lông xù màu nâu. Lúc này, con tét đi có hơi sợ người, cho nên vô cùng ngoan ngoãn, nằm yên trong lòng Tô Thương không nhúc nhích. Nhóc con. Mày may mắn đó. Tô Thương nhếch mép cười, rồi lập tức ngưng tụ một sợi linh khí, chậm rãi truyền vào cơ thể của con Teddy,
vừa giúp nó đả thông kinh mạch, vừa giúp nó hấp thụ sợi linh khí này. Khoảng 10 phút sau, Tô Thương thu tay của mình lại, ngắm nhìn con Teddy. Bây giờ, đôi mắt của con Teddy bé nhỏ tràn đầy vẻ kính sợ, nó cả cả cái đầu vào cánh tay của Tô Thương dường như muốn đòi thêm linh khí. Hôm nay biểu hiện cho tốt vào, nếu làm cho tao vui thì sẽ thưởng cho mày thêm một chút. Tô Thương thản nhiên nói. Gâu gâu. Teddy bé nhỏ nghe hiểu những lời Tô Thương nói, vui mừng kêu lên hai tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Tô Thương. Tô đại thiếu gia, lúc nãy tôi tập trung lái xe, anh làm gì Teddy vậy, khen nó là con chó tốt, còn nói nếu vui thì thưởng cho nó một chút, sao mà giống như anh đang nói chuyện với con gái vậy. Vương Phú Quý đang nói thì đột nhiên trừng to mắt lên, nghi ngờ nói, mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, đừng nói ngay cả chó anh cũng không tha nhé. Tô Thương. Vãi, Tô đại thiếu gia, em trai thật sự tâm phục rồi, vượt qua chủng tộc luôn rồi, anh so với Teddy còn Teddy hơn mà. Vương Phú Quý khâm phục nói. Cái gì với cái gì chứ? Tô Thương đen cả cái đầu lại. Khụ, nếu như không phải nghĩ tới cậu đang lái xe thì ông đây chắc chắn ném cậu ra ngoài. Tô Thương nghiến răng nói. Ha ha, đùa thôi mà Tô đại thiếu gia, đừng nghiêm túc như vậy chứ. Vương Phú Quý vội vàng chuyển chủ đề, đúng rồi, Tô đại thiếu gia, con Teddy này vẫn chưa có tên, anh chọn một cái đi, hôm nay sau khi đấu xong nếu như nó còn sống thì để cho anh nuôi vậy. Lông của nó màu nâu, còn là một con chó, nếu không thì gọi nó là Bạch Miêu đi, Tô Thương nghiêm túc nói. Chó màu nâu nên gọi là Bạch Miêu. Vương Phú Quý thật sự muốn chửi bậy nhưng mà vẫn phải nịnh nọt nói, tên hay, Tô đại thiếu gia. Anh thật sự là một người biết đặt tên mà, không phục cũng không được mà. Tô Thương chỉ lắc đầu cười, nhưng trong lòng lại có nhiều điều suy nghĩ. Huyền Thiên Tiên Đế tu luyện 8 vạn năm mới đột phá lên được cấp bậc Tiên Đế, trong 5 tháng dài đằng đẵng này, anh không hề có người thân, không có người yêu, cũng không có bạn bè, chỉ có một con mèo trắng bầu bạn với anh. Gió cuồn cuộn thổi trên bầu trời bao la, uống rượu nơi chốn hỗn độn thâm sâu, con đường xưa cửu tử nhất sinh. Cấm địa với nỗi sợ hãi khủng bố. Cũng đều có Bạch Miêu ở bên cạnh. Nhưng mà lúc đi tìm cơ duyên ở địa ngục cửu U, Tô Thương biết sẽ vô cùng nguy hiểm cho nên không mang theo Bạch Miêu, bản thân bị nhốt nhiều năm như vậy, cũng không biết bây giờ Bạch Miêu như thế nào rồi. Mấy tên tiên đế ở tiên vực đó lại dám liên thủ lại hãm hại ta, cứ đợi đó, sớm muộn gì cũng có một ngày ta trở về giết sạch các ngươi, khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Dựa vào thần hồn mạnh mẽ của anh thì ở mọi lúc mọi nơi đều có thể tu luyện được, không cần lo lắng sẽ bị cắt ngang. Trong cơ thể của Teddy bé nhỏ đang nằm trong lòng của anh có linh khí của Tô Thương cho nên nó có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tô Thương, càng phát hiện ra nó càng cảm thấy kính sợ, không dám nhúc nhích động đậy. Nửa tiếng sau, chiếc Maybach màu đen dừng trước một tòa nhà đổ nát ít người lui tới. Tô Thương và Vương Phú Quý bước xuống xe. Triệu Văn Bân đi cùng với hai đứa em trai, đã đứng đợi ở đây khá lâu rồi, trong tay anh ta đang dắt một con chó pitbull lông dài màu đen nhạt. Con chó pitbull này chân cẳng dài, nhỏ, nhưng có thể thấy rõ các cơ bắp của nó, sức công phá thật sự khiến người ta kinh sợ. Tô đại thiếu gia, cậu coi như cũng đã tới, tôi sắp không đợi nổi nữa rồi. Triệu Văn Bân cười nói chào hỏi. Tô Thương nhìn Triệu Văn Bân, nhẹ nhàng cười nói, sao lại hẹn tôi đấu chó gấp như vậy chứ? Chắc chắn phải gấp rồi. Tô nhị thiếu gia đã sắp xếp xong hết rồi, tối nay tên phế vật nhà cậu chết là cái chắc, không sớm đấu với cậu, cậu chết rồi thì tôi đi đâu tìm ra được tiểu thần tài như vậy chứ? Trong lòng Triệu Văn Bân liên tục cười nhạo, nhưng ngoài mặt lại nói, thì không phải hôm nay buồn chán sao, mới nghĩ tới hẹn cậu đi đấu chó, giết thời gian một chút. Thì ra là như vậy. Tô Thương sắc sảo làm sao, anh đã bắt gặp được một tia u ám trong mắt người kia, nhưng anh không nói ra điều đó, mà lại nói, đấu chó cũng được, nhưng mà Triệu Văn Bân, cậu đừng lơ là chuyện xe ủi đất, theo sát phụ liên hệ cho tôi, ông đây không muốn đi học dù chỉ là một ngày. Đương nhiên không có vấn đề gì, tôi lo hết rồi, rạng sáng đêm nay, 50 chiếc máy ủi tuyệt đối đến nơi đúng giờ. Triệu Văn Bân mỉm cười sau đó ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, Tô đại thiếu gia,
cậu không đem chó đến sao? Mang đến rồi, giấu trong áo của tôi. Ặc, chó đấu loại gì vậy, còn có thể cất ở trong áo sao? Triệu Văn Bân vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Không phải chó đấu, chỉ là một con chó bỏ đi mà thôi, Bạch Miêu, ra đi. Tô Thương mỉm cười, sau đó giơ áo lên, một con teddy liền nhảy vọt ra, thân hình nhỏ bé quấn dính dưới chân của Tô Thương. Triệu Văn Bân và hai người em trai của anh ta sau khi nhìn thấy Bạch Miêu thì toàn bộ đều ngẩn cả người ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứng hình hết mấy giây, Triệu Văn Bân mới hồi phục lại tinh thần, nghi ngờ nói, Tô đại thiếu gia, cậu tính dùng con teddy này đấu với con pitbull của tôi sao? Đúng vậy. Đây, Tô đại thiếu gia, cậu đang giỡn với tôi sao? Thật mà, lẽ nào không được sao? Được thì được nhưng mà như vậy không công bằng. Một bên là chó đấu, một bên là phế vật, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được, tụi nó không cùng một cấp bậc. Vẻ mặt của Triệu Văn Bân vô cùng khinh thường, lập tức nói cái này mà truyền ra giới đấu chó, mọi người sẽ nói tôi thắng mà không vẻ vang gì, tôi cũng không muốn nhận mấy lời chỉ trích đó, Tô đại thiếu gia, cậu đổi con khác đi. Không sao, dùng nó là được rồi, cậu yên tâm đi, là tôi tự nguyện, không ai dám nói xấu gì đâu. Tô Thương cam kết nói, cái này là do cậu nói đó nhé, thua rồi thì đừng có mà ăn quỵt, Vương đại thiếu gia, cậu phải làm chứng cho tôi đấy. Triệu Văn Bân nhìn sang Vương Phú Quý nói, được được được, Tô đại thiếu gia hôm nay không được bình thường, lợi cho cậu rồi, nhanh đấu đi, nhanh đấu nhanh kết thúc. Vương Phú Quý chán nản nói, đồng thời bắt đầu thúc giục. Ha ha, vậy thì không vấn đề gì rồi. Trong lòng Triệu Văn Bân mừng rỡ như điên, sau đó lại nói, Tô đại thiếu gia, chúng ta nói về tiền đặt cược đi, hôm qua tôi đưa cậu 200 vạn, 100 vạn dùng để thuê xe ủi, vậy thì chắc còn lại 100 vạn, chi bằng chúng ta cược 100 vạn nhé. 100 vạn, cậu coi thường ai vậy hả? Ai ngờ Tô Thương lại khinh thường nói. Triệu Văn Bân càng vui vẻ hơn nữa, anh ta biết rõ trận đấu mà anh ta chắc chắn thắng thì tiền cược càng nhiều đương nhiên càng tốt. Cho nên anh ta liền hỏi, vậy Tô đại thiếu gia, cậu muốn cược bao nhiêu tiền? Kết quả là Tô Thương hăng hái nói. Đấu chó với tôi, không cần hỏi tôi cược bao nhiêu tiền, cậu nói cậu có bao nhiêu thì là bấy nhiêu tiền. Cậu có bao nhiêu, tôi cược bấy nhiêu. Triệu Văn Bân nghe nói như vậy thì nụ cười trên mặt không còn được che giấu nữa, miệng anh ta cười sắp đến mang tai luôn rồi. Chơi lớn thì tốt thôi. Chó pitbull của tôi chắc chắn sẽ cắn chết con chó cưng teddy của cậu, lần này tôi phát tài rồi, ha ha. Tô đại thiếu gia đúng là phóng khoáng, nếu đã như vậy, thì tôi cũng chơi tới cùng với cậu, đặt một cái giá trên trời vậy. Triệu Văn Bân hưng phấn nói, bây giờ thẻ của tôi ở đây, còn hơn 1.000 vạn, cậu có thể đặt cược ngang bằng như vậy không? Nếu như cậu không thể lấy ra được số tiền bằng như vậy thì tôi không thể cược với cậu được. Tôi có một căn biệt thự ở ven sông. Đấu với 1.000 vạn của cậu thì chắc không thành vấn đề chứ. Tô Thương thản nhiên nói. Không vấn đề, đương nhiên là không vấn đề gì, ha ha, Tô đại thiếu gia, vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Triệu Văn Bân mừng rỡ như điên, không kịp chờ để tháo dây xích cho con pitbull. Đợi một chút. Lúc này, Vương Phú Quý đột nhiên kéo tay Tô Thương, vội vàng nói, Tô đại thiếu gia, anh điên rồi. Căn biệt thự đó không phải là tài sản mẹ anh để lại cho anh sao, lúc trước anh từng nói, trong căn biệt thự đó đều là những ký ức của anh và bác gái, có thể cược thua vợ của mình chứ không thể cược thua căn biệt thự được, bây giờ sao lại lấy căn biệt thự ra cược chứ? Vương Phú Quý khuyên nhủ, nhân lúc còn chưa bắt đầu, anh nhanh thu lại lời nói lúc nãy đi. Vương đại thiếu gia, đây là cuộc cá cược của tôi và Tô đại thiếu gia, không có liên quan gì đến cậu nhiều chuyện cái gì chứ? Triệu Văn Bân nhìn thấy như vậy, liền dùng kế khích tướng, cười đùa nói, lại nói, Tô đại thiếu gia của chúng ta đã nói là sẽ làm sao mà có thể vì lời nói của cậu mà thay đổi suy nghĩ chứ? Phải không, Tô đại thiếu gia? Triệu Văn Bân cố ý nhìn sang Tô Thương. Trong lòng Tô Thương đang cười nhạo nhưng ngoài mặt lại giả bộ như chần chừ một lát rồi sau đó nghiến răng nói, cậu nói đúng, tôi không đổi ý, cũng chỉ là một căn biệt thự thôi mà, thua thì thua thôi. Rộng rãi, đây mới là Tô đại thiếu gia mà tôi quen biết. Triệu Văn Bân dụ dỗ nói. Tô đại thiếu gia, hai. Vương Phú Quý nhìn thấy Tô Thương đã quyết tâm thì cũng không khuyên nữa mà nói. Triệu Văn Bân,
căn biệt thự bên sông kia của Tô đại thiếu gia trước mắt trên thị trường cũng có giá 3.000 vạn. Cậu chỉ có 1.000 vạn, hoàn toàn không cân bằng, cần phải cược thêm vào. Thêm thì thêm. Triệu Văn Bân biết rõ các tài sản của Tô Thương, anh ta biết giá trị của căn biệt thự đó, cho nên trực tiếp nói, hôm nay tôi lái chiếc Bentley Mao San đến, còn được độ qua nữa rồi, giá cũng khoảng 1.000 vạn. Còn nữa, trước đây tôi từng thắng Tô đại thiếu gia rất nhiều đồ cổ, đồng hồ hàng hiệu, đá quý các loại, tùm lum tùm la cộng lại cũng hơn 1.000 vạn. Triệu Văn Bân cười nói, nếu như Tô đại thiếu gia thắng, thì có thể lái chiếc Bentley cao cấp đi, đồ cổ, đồng hồ hàng hiệu, đá quý đều trả về chủ cũ, như vậy được rồi chứ. Nghe thấy như vậy, Vương Phú Quý mới gật gật đầu. Triệu Văn Bân đem ra đặt cược tất cả những thứ mà anh ta thắng được từ Tô đại thiếu gia. Nếu như Tô đại thiếu gia thắng thì trực tiếp chính là đã trở được mình, nhưng mà... Vương Phú Quý nhìn con Teddy không yên chân kia thì trong nháy mắt lắc đầu cười khổ. Teddy đấu với Pitbull. Thắng cái con khỉ mà. Tô đại thiếu gia, có thể bắt đầu được chưa? Lúc này, Triệu Văn Bân không chờ được nữa mà hỏi. Không vội. Tô Thương chỉ vào miếng ngọc bội trên cổ của Triệu Văn Bân, nhẹ nhàng cười nói, miếng ngọc đó không tệ, tôi muốn nó, đặt thêm vào tiền cược đi. Ngọc bội. Triệu Văn Bân dừng lại một chút nhưng sau đó lại nói, cái này là bạn của mẹ tôi tặng, tôi đã đeo nó từ nhỏ đến lớn, nhưng mà nếu như Tô đại thiếu gia thích thì thêm vào cũng không sao. Vậy được, bắt đầu đi. Tô Thương mỉm cười, ngay sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn con Teddy nói, Bạch Miêu, bây giờ mày không phải là con chó bình thường nữa rồi, đi đi, đánh bại con Pitbull kia đi, tao sẽ thưởng cho mày thứ mày muốn. Gâu gâu. Teddy nghe hiểu lời của Tô Thương nói, kích động kêu lên hai tiếng. Ha ha, Tô đại thiếu gia, con chó cưng của cậu thật lanh lợi, đợi lát nữa bị cắn bị thương rồi thì cậu đừng có đau lòng nhé. Triệu Văn Bân phì cười nói. Không đâu. Triệu Văn Bân cười nói, vậy được, Tô đại thiếu gia, chúng ta lùi ra sau đi. Tiếp theo đó, Tô Thương và Triệu Văn Bân cùng lùi về sau mấy bước, quan sát hai con chó từ phía xa. Lúc này, khoảng cách giữa Pitbull và Teddy chỉ có 3-4 mét, hai con đang sẵn sàng vồ vào nhau. Nhưng mà, thân hình của con Teddy quá nhỏ, dường như một trận gió thôi cũng có thể thổi ngã nó, nhưng mà con Pitbull thì tứ chi đều có sức mạnh, thân hình lại to lớn, ngoài Tô Thương ra tất cả mọi người đều nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về con Pitbull. Pitbull tính cách hung hãn, không có sợi dây xích lại, lúc này nó liền há to cái mồm đỏ ngầu ra, trực tiếp bổ nhào vào con Teddy với tốc độ thật nhanh. Gâu ngao. Chính ngay lúc này, con Teddy đột nhiên nổi khùng lên, gầm lên một cái, ánh mắt sắc bén nhìn con Pitbull. Tiếp theo đó là một cảnh tượng khiến người ta mở rộng tầm mắt, mới đầu là con Pitbull hung hãn vậy mà lại chạy trối chết, sau đó lại thấp thỏm sợ hãi trốn sau lưng của Triệu Văn Bân. Ặc, những người đang có mặt toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm ra, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Pitbull, đây là sợ hãi rồi sao? Nó, bị một con Teddy hù cho sợ chạy mất tiêu sao? Mẹ kiếp, mày chạy về đây làm cái gì chứ? Tiến lên cắn nó đi chứ? Triệu Văn Bân sau khi phản ứng lại thì thẹn quá hóa giận la hét con Pitbull. Nhưng cho dù anh ta ra lệnh như thế nào, con Pitbull cũng không tiến lên nửa bước, thậm chí hai chân còn run như bị sốt rét vậy, cuối cùng sụi lơ xuống đất. Tao đặt cược hết gia sản rồi mà mày lại mặc kệ tao sao, con mẹ nó chứ. Triệu Văn Bân không kiềm được tức giận. Lúc này, Tô Thương bình tĩnh nói, Triệu Văn Bân, cậu thua rồi, đưa tiền cược ra đi. Tô đại thiếu gia, tôi không phục, chó của tôi có vấn đề rồi, trận này không tính. Triệu Văn Bân nghiến răng nói. Không tính. Tô Thương nghe thấy như vậy, trong nháy mắt sắc mặt liền ngưng trọng lại, lạnh lùng nói, Triệu Văn Bân. Ở Giang Bắc này, từ trước đến nay không có ai dám ăn quyệt tiền cược của Tô đại thiếu gia tôi. Hôm nay nếu như cậu không đưa, thì tôi đi tìm cha của cậu, tôi tin ông chủ Triệu sẽ lấy lại công đạo cho tôi. Đừng nói cho cha tôi biết. Vẻ mặt của Triệu Văn Bân vô cùng khó coi, do dự vài giây cuối cùng cũng nghiến răng đem tiền chuyển qua cho Tô Thương. Vãi trưởng! Tô đại thiếu gia, không ngờ anh lại thắng tôi, mẹ nó quá bất ngờ rồi. Vương Phú Quý ở bên cạnh nhìn thấy,
còn kích động hơn cả Tô Thương, Teddy dọa cho Pitbull sợ chạy rồi, ai mà dám tin chứ. Không hổ là Tô đại thiếu gia, có mắt nhìn chó mà, Bạch Miêu lợi hại, ha ha. Vương Phú Quý trước thì biểu đạt niềm hưng phấn của mình, sau đó lại nhìn Triệu Văn Bân mở miệng đòi, đừng chỉ chuyển tiền không, còn chìa khóa của chiếc Bentley đâu. Tiểu nhân đắc chí. Triệu Văn Bân nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Phú Quý, đồng thời móc ra chiếc chìa khóa xe tinh xảo. Tôi là tiểu nhân đắc chí đấy, làm sao nào? Vương Phú Quý đi tới, giơ tay cầm lấy cái chìa khóa, nhưng Triệu Văn Bân lại lưu luyến không rời, nắm vô cùng chặt, thế là Vương Phú Quý phải dùng lực kéo một cái, đưa chìa khóa xe đây. Nhìn thấy Vương Phú Quý lấy được chìa khóa rồi, Tô Thương chỉ vào cổ của Triệu Văn Bân, nhếch miệng lên nói, đưa miếng ngọc bội cho tôi. Phách lối gì chứ? Tối nay cậu cũng phải chết. Triệu Văn Bân thẹn quá hóa giận, nhưng nghĩ tới điều này thì tâm trạng tốt hơn một chút, thế là nói, Tô đại thiếu gia, lần này tôi có chơi có chịu, đồ cổ, đồng hồ hiệu gì đó về đến nhà tôi sẽ sai người đưa qua cho cậu. Nói xong, Triệu Văn Bân đem miếng ngọc bội đưa cho Tô Thương. Tô Thương nhận lấy miếng ngọc bội, không để lại dấu vết cất vào trong túi quần, sau đó cười nói, Triệu Văn Bân, bây giờ mấy con chó bị bệnh loãng xương rất nhiều, cậu chắc là không may mắn rồi, con chó của cậu đúng lúc bị bệnh, cho nên có cơ hội chúng ta lại đấu một trận đi. Bệnh loãng xương, thì ra là như vậy. Triệu Văn Bân như bỗng nhiên ngộ ra, sau đó lại nhìn Tô Thương, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, chẳng biết tại sao lại nói một câu, Tô đại thiếu gia, chỉ sợ sau này chúng ta không còn cơ hội để đấu với nhau nữa rồi. Sao vậy? Cậu định bỏ cá cược sao? Tô Thương dò hỏi. Ha ha, cứ cho là vậy đi. Triệu Văn Bân trả lời lấp lửng rồi sau đó dắt con Pitbull cùng hai người em trai cùng nhau đi về. Sau khi nhìn thấy Triệu Văn Bân đã đi xa, Tô Thương híp hai mắt lại, miệng khẽ nhếch lên cười nhạo. Tô Thương đã sống được 10 vạn năm, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được tâm tư người thường. Chỉ cần nhìn qua thái độ của Triệu Văn Bân, Tô Thương đã có thể đoán được người có dã tâm sau lưng mình. Tô Cảnh Hàm, tốt nhất không phải là em, nếu không anh cũng không nhẹ tay đâu. Tô Thương mặt vẫn lạnh lùng, từ trước đến nay anh không có chút lưu tình nào với kẻ muốn hãm hại mình hết. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh ta, chỉ thua một lần thôi mà phải bỏ cờ bạc, thật sự bôi nhọ đại gia Giang Bắc. Lúc này, Vương Phú Quý tiến lại gần cười nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ Triệu Văn Bân, này, Tô đại thiếu gia. Ngày hôm qua cậu lấy của tôi 200 vạn, còn nói sẽ trả gấp đôi. Tô Thương đương nhiên sẽ không quỵt nợ, chuyển khoản ngay cho Vương Phú Quý 500 vạn, hơn nữa còn nói, còn thừa 100 vạn, coi như tiền đó là tiền tôi mua con chó. Mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, cái này là cậu xem thường ai vậy chứ, người anh em như tôi đây mà lại là người keo kiệt vậy sao? Vương Phú Quý tức giận nói, không phải chỉ là một con chó thôi sao, tôi tặng cho cậu thì có làm sao? Cậu chuyển thêm cho tôi 100 vạn chẳng khác gì đang vả vào mặt tôi sao? Tô Thương nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói, vậy cậu chuyển lại cho tôi 100 vạn đi. Kha kha, Tô đại thiếu gia, con người của tôi không phải cậu không biết, tôi thích bị anh đánh vào mặt như vậy. Vương Phú Quý hèn hạ cười nói, nếu không thì cậu chuyển thêm cho tôi 200 vạn đi. Cậu đang ảo tưởng à? Tô Thương nhíu mày. Ha ha. Vương Phú Quý cười cười rồi nhìn sang con Teddy, càng nhìn càng cảm thấy thích thú, Tô đại thiếu gia, vừa rồi cậu nói Triệu Văn Bân bị bệnh loãng xương là thật hay giả? Cậu cảm thấy thế nào? Tôi làm sao biết được? Vương Phú Quý còn nghiêm túc đánh giá Teddy, tôi luôn cảm thấy Teddy này không giống với trước kia, nhưng không giống chỗ nào thì tôi không nói ra được. Tô Thương, cậu nói con Pitbull đang run rẩy đứng không vững kia không phải là đang sợ hãi trước con Teddy này chứ? Vừa nói xong, không đợi Tô Thương trả lời, Vương Phú Quý lắc đầu tự giễu cười nói, tôi thật ngu ngốc, sao tôi lại nghĩ ra như vậy được chứ, con chó làm sao có thể sợ Teddy được chứ? Tô Thương khẽ cười, không muốn tranh luận vấn đề này mà nói tiếp, được rồi, tôi không tán dóc với cậu nữa, đưa chìa khóa xe Bentley cho tôi có việc cần về nhà một chuyến. Được. Vương Phú Quý đưa chìa khóa xe cho Tô Thương. Nhắc nhở nói, Tô đại thiếu gia nhớ đêm nay đừng quên việc lớn đấy. Không thể quên được, tôi đi trước đây. Tô Thương cười cười, ôm Teddy lên xe rồi lái con xe Bentley đi. Ai,
Tôi còn tưởng rằng Teddy thật sự là con chó cao quý, có khí chất làm bá vương, vốn còn định đưa nó đi khắp nơi để đấu cẩu quyền, kết quả lần này bỏ lỡ, mèo mù đụng phải chuột chết, gặp phải đối thủ bị loãng xương. Vương Phú Quý vẻ mặt đáng tiếc, sau đó cũng lái xe rời đi. Vương Phú Quý và Tô Thương không học chung trường, từ lần trước họ cùng nhau san bằng trường học, Vương Phú Quý liền được lãnh đạo trường đặc biệt quan tâm. Thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng thường xuyên quan tâm và tìm đến Vương Phú Quý để tâm sự. Chẳng qua không còn cách nào khác, hiệu trưởng cứ sợ một khi không để ý thì ngôi trường mình quản lý cũng bị san bằng mất. Cho nên từ đó về sau, Vương Phú Quý có thể tùy tiện trốn học, hiệu trưởng chỉ ước mỗi ngày anh ấy đều đừng đến lớp, như vậy trường học sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, Vương Phú Quý vừa mới lấy được 500 vạn, đang muốn tìm một quán bar cao cấp, mục đích là để tìm niềm vui cho bản thân. Còn Tô Thương thì lái xe đến khu biệt thự Vân Long Giang. Đây là nơi mà hội tụ những người giàu có nhất Giang Bắc, phong cảnh tuyệt đẹp, tấc đất tấc vàng, toàn là những gia tộc có máu mặt ở Giang Bắc đều có đất ở Vân Long Giang. Tất nhiên rồi, đây chỉ là biệt thự mà thôi, cũng có một vài gia tộc lớn bỏ ra số tiền lớn để xây dựng trang viên. Các gia tộc lớn ở Giang Bắc như nhà họ Tô, nhà họ Lý, nhà họ Vương, nhà họ Đồng, nhà họ Nạp đều có trang viên của riêng mình. Không những chỉ có trang viên, khu biệt thự Vân Long Giang còn được xem như là nơi tập hợp những doanh nhân, nhân vật nổi tiếng. Ngày xưa, mẹ của Tô Thương đã mua một căn biệt thự 3 tầng ven sông ở đây, Tô Thương đã ở đó từ nhỏ đến lớn. Nhưng sau khi mẹ anh ấy qua đời, anh ấy không bao giờ quay lại đó. Hôm nay, Tô Thương trở về căn biệt thự sau nhiều năm để trống, anh ấy trèo qua hàng rào, còn dùng cả một tia linh khí để mở khóa trống trộm ở cửa phòng khách. Trong biệt thự rất sạch sẽ, rõ ràng là có người đã đến đây lau dọn. Tô Thương dừng chân ở phòng khách, thong thả đưa mắt nhìn xung quanh, bốn phía bày biện trang hoàng như cũ làm cho anh ấy nhớ lại những kỷ niệm. Khi đó, Tô Thần Binh chưa tiếp quản Tô gia, Tô Dực Cân chưa dấn thân vào quân ngũ, mẹ cũng chưa mất. Gia đình Tô Thương bốn người sống cùng với nhau thật là hạnh phúc biết bao. Từng kỷ niệm, hồi ức cứ ùa về. Không ngờ rằng, hốc mắt của Tô Thương ươn ướt. Đã lâu rồi tôi không có khóc, nhưng tình thân mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã lại làm cho người ta khao khát. Tô đại thiếu gia, sau này tôi chính là anh, người thân của anh cũng chính là người thân của tôi, anh yên tâm đi đi. Tô Thương hít một hơi thật sâu, xua tan đi những hồi ức. Kỷ niệm cuối cùng nơi đây rồi bước đi lên tầng 3, vào phòng của Tô Thương ngày xưa ở. Ngay sau đó, Tô Thương khoanh chân ngồi, lấy trong túi ra miếng ngọc bội thắng được từ Triệu Văn Bân. Nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng, Tô Thương lập tức mừng rỡ như điên, kích động nói, linh khí. Ha ha, quả nhiên cảm nhận của ta không sai, bên trong ngọc bội thực sự chứa chút ít linh khí. Trước khi đấu chó, Tô Thương bị ngọc bội của Triệu Văn Bân hấp dẫn. Mơ hồ cảm giác được ngọc bội này không giống bình thường cho nên mới dụ cho Triệu Văn Bân lấy nó ra để đặt cược. Kết quả không ngoài dự đoán, bên trong ngọc bội thực sự có linh khí. Đáng tiếc là lượng linh khí quá ít, miễn cưỡng xem như hạ phẩm linh thạch. Đổi lại là trước kia, miếng ngọc này rơi xuống đất ta còn không thèm nhặt, thậm chí còn dẫm lên nó. Tô Thương có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó bình thường trở lại, nơi đây là trái đất, linh khí khan hiếm. Có hạ phẩm linh thạch đã là tốt lắm rồi, còn muốn cái gì nữa? Ta đã đạt được luyện khí tầng 1, còn chưa vững chắc, miếng ngọc bội này coi như giúp ta giải quyết được vấn đề trước mắt. Tô Thương cười rồi cầm ngọc bội lên bắt đầu tu luyện cửu u trấn ngục quyết. Ngay sau đó, liền có linh khí cuồn cuộn không ngừng từ trong ngọc bội tuôn ra, rồi bị Tô Thương hút vào trong cơ thể. Như thế cứ lặp đi lặp lại trong nửa giờ mới dừng lại. Ngọc bộ cũng theo đó mà biến thành bột mịn. Đúng là không hổ danh là siêu phẩm công pháp, làm cho miếng ngọc bội phát huy hết tác dụng, chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch thôi mà có tác dụng như trung phẩm linh thạch. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, như vậy xem ra chỉ cần có hai miếng hạ phẩm linh thạch nữa là có thể giúp ta đạt được luyện khí tầng 2. Linh thạch thường là từ một khối mà ra, nếu đã có một miếng hạ phẩm linh thạch thì ở trái đất này chắc chắn còn rất nhiều. Tô Thương lẩm bẩm nói, Triệu Văn Bân nói miếng ngọc bội này là do bạn của mẹ anh ta tặng, có thể trong tay người đó cũng còn giữ miếng ngọc bội như thế. Trong phút chốc, Tô Thương suy nghĩ, âm thầm nhớ lại.
Tiếp theo, Tô Thường vẫn ở biệt thự ven sông tu luyện, nơi này hết sức yên tĩnh, không có ai tới làm phiền. Trong lúc đó, Tiêu Đình đã tới hai lần. Lần đầu tiên, Tiêu Đình tới kiểm tra giám sát phòng khách rồi rời đi. Chỉ có điều rất nhanh Tiêu Đình lại trở về, trong tay xách cơm đặt ở bên ngoài phòng Tô Thương, còn gõ cửa thông báo cho Tô Thương ăn cơm, sau đó không đợi Tô Thương đi ra mà rời đi. Thực ra không cần Tiêu Đình thông báo, Tô Thương đã cảm nhận được sự lạ thường. Từ khi Tiêu Đình bước vào biệt thự, Tô Thương đã nhận ra sự tồn tại của anh ấy, chỉ là không vạch trần mà thôi. Vào 8 giờ tối, ở phòng sách của Tô Thần Binh, Tiêu Đình, cậu đoán tên nhóc Tô Thương đi đến biệt thự ven sống làm cái gì? Tô Thần Binh đứng ngắm sao ở ngoài cửa sổ. Tiêu Đình đáp trả, có lẽ là nhớ phu nhân, lúc tôi xem camera giám sát thì thấy đại thiếu gia đang đứng khóc ở phòng khách. Ai? Tô Thần Binh thở dài một hơi rồi nói, đã 5 năm rồi, Ngọc Yến đã ra đi 5 năm rồi. Lúc trước Tô Thương hỏi ta rằng mẹ nó chết như thế nào, là ai đã giết chết mẹ nó, nhưng Tô Thương chỉ là một phế vật, làm sao tôi có thể nói cho nó biết sự thật được. Ông chủ, đừng nản lòng. Tiêu Đình an ủi Tô Thần Binh, nhưng nhớ ra một chuyện liền nói, ông chủ, có điều này, hôm nay lúc xem camera bên ngoài biệt thự, tôi phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện là đại thiếu gia không cần chìa khóa nhưng vẫn trực tiếp mở khóa chống trộm được. Tô Thần Binh nghe xong liền ngạc nhiên, hai mắt sáng lên, giống như xác nhận hỏi, cậu nói thật sao? Hoàn toàn chính xác, Tiêu Đình đáp. Không cần chìa khóa để mở, tôi vẫn có thể làm được, chỉ cần có nội công thâm hậu, lẽ nào? Ngay lập tức Tô Thần Binh quá kích động, hào hứng phỏng đoán, lẽ nào tên tiểu tử Tô Thương kia, luôn luôn giấu dốt, thực tế lại không phải là đồ bỏ đi, mà là cao thủ võ công. Kìa, cái này. Tiêu Đình nhất thời có chút bối rối. Ông chủ à, tôi khuyên ông đừng nản lòng, ông cũng đừng đến mức quá hào hứng như vậy. Cao thủ võ công. Đại thiếu gia như thế nào, bản thân ông còn không rõ sao, sao có thể so sánh với cao thủ võ công được. Tôi ngốc quá rồi. Tô Thần Binh hình như nhận ra được vấn đề này, lắc đầu cười khổ, tôi suýt thì quên. Bản lĩnh khác của Tô Thương thì không có, bẻ khóa leo tường thì là một cao thủ, Tiêu Đình, đã có dấu vết cạy cửa ở cửa chống trộm phải chứ? Thưa ông chủ, không có ạ, khóa chống trộm vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Đình thành thật trả lời. Cái gì? Tô Thần Binh vô cùng ngạc nhiên nói, bất kể là dùng lực mạnh ghê gớm, hay là thủ đoạn cạy khóa để mở, thì khóa chống trộm đều sẽ bị phá bỏ, Tô Thương rốt cuộc dùng cách gì mở khóa chống trộm chứ? Kỳ lạ! Cái này kỳ lạ quá rồi. Tô Thần Binh nghĩ mãi vẫn không ra, không nhịn được bèn đoán, lẽ nào Tô Thương có thiên phú đặc biệt về mặt phá khóa này sao? Ông chủ! Lúc này Tiêu Đình không nhịn được bèn nói, tôi nhớ vài hôm trước, ông đến biệt thự ven sông dọn dẹp vệ sinh, có phải hôm đó ông quên khóa cửa ở đó không? Nghe đến câu này, Tô Thần Binh dừng một chút, sau đó sắc mặt đen lại, thoáng chút thất vọng, chắc là vậy rồi. Làm cha của Tô Thương, Tô Thần Binh từ trước nay chưa bao giờ bỏ cuộc việc tìm kiếm tài năng thiên phú của con trai. Tô Thương khi còn bé, Tô Thần Binh đã cho học thử võ công, tài chính, nhưng Tô Đại Thiếu Gia không hề thông minh. Về sau ông ấy cho Tô Đại Thiếu Gia học thanh nhạc, vũ đạo, các loại lớp huấn luyện, kết quả Tô Đại Thiếu Gia rốt đặc cán mai tất cả các môn. Vừa rồi nghe Tiêu Đình nói, Tô Đại Thiếu Gia không cần chìa khóa mở cửa. Ông ấy còn tưởng rằng con trai có thiên phú phá khóa. Mặc dù cái thiên phú này có chút vô bổ, nhưng dù gì cũng khác hẳn với người thường, đừng coi phá khóa không thể là thiên phú, về sau bản thân ông ra ngoài uống rượu, cũng có thể nói khoác với ông chủ khác, con trai tôi Tô Thương có kỹ năng phá khóa rất thuần thục. Nhưng bây giờ, lại là chính mình quên khóa cửa rồi. Tô Thần Binh quá thất vọng rồi, không nhịn được cảm thán, con trai ơi con trai. Chừng nào thì con làm cho ta vui lên một chút chứ, ai y. Ông chủ, đại thiếu gia trước mắt đã có lòng cầu tiến rồi, đêm qua cậu ấy còn đề nghị muốn học võ công cùng tôi đấy. Tiêu Đình an ủi. Nó đã 20 tuổi rồi, học võ công cái con khỉ ấy. Tô Thần Binh đả kích trước, sau đó nói với biểu cảm phức tạp, đừng nói không có tư chất, dù nó có thiên phú dị bẩm cũng không kịp nữa rồi, người giết Ngọc Yến kia, đã tới Giang Bắc rồi. Nhà họ Tô, sắp đứng trước một kiếp nạn trước nay chưa từng có rồi. Tiêu Đình nghi ngờ nói, ông chủ, nghiêm trọng như vậy sao?
Tô Thần Binh tiếp tục nói, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất, nói cho cậu cũng không sao. Thực lực của người kia, quá mạnh, vết thương cũ của cha tôi tái phát, cũng là bởi vì ông ta. Tô Thần Binh nói tiếp, ông ta là kẻ địch sống còn của nhà họ Tô chúng ta, khoảng thời gian trước, cha tôi vì khiến cho ông ta bị thương mà bản thân mình cũng bị thương nặng, như vậy chắc hẳn là trong một thời gian ngắn ông ta sẽ không xuất hiện, nhưng chung quy là một cái tai họa ngầm. Tiêu Đình không nhịn được hỏi, ông chủ, đại tiểu thư là Dực Cân Chiến Thần, nổi tiếng ở nước Hoa, người kia dù có thân thế gì, mà lại dám đối địch với nhà họ Tô chứ? Năm đó cậu 10 tuổi liền đi theo tôi, có rất nhiều chuyện cậu không hiểu rõ, nói cho cậu cũng không có ý nghĩa. Tô Thần Binh thản nhiên nói, chẳng qua, cậu phải biết, núi cao còn có núi cao hơn, huống hồ Dực Cân đã có chức vị, nó đại diện quốc gia, rất nhiều chuyện không tiện cũng không thể nhúng tay. Nếu không, được rồi, hôm nay nói nhiều rồi, Tiêu Đình, cậu ra ngoài đi, chuyện tối nay đừng để xảy ra sai lầm. Tô Thần Binh nói với vẻ mặt nghiêm ngặt. Vâng, Tiêu Đình nhận lệnh, lập tức rời khỏi phòng đọc sách. Sau khi anh ấy đi, Tô Thần Binh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, không nhịn được lẩm bẩm nói một mình. Ngọc Yến, đều tại tôi vô dụng, không bảo vệ được bà, 5 năm trôi qua rồi, bà ở bên kia. Có khỏe không? Giờ này phút này. Một bên khác, Tô Thương ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm hờ, đang tu luyện cửu u trấn ngục quyết. Ngoài ra, anh ấy còn dành thời gian học một môn tiên thuật cùng một loại bí thuật. Huyền Thiên Tiên Đế kiếp trước, Tô Thương không nói là nắm giữ 3000 tiên thuật cao cấp, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Những tiên thuật đó, mỗi một cái đều đủ để lập phe phái, có thể hái trăng bắt sao bá đạo vô cùng. Nhưng, vì ở hiện tại chỉ là luyện khí tầng thứ nhất, linh khí quá yếu, căn bản không phát huy được sự lợi hại của tiên thuật, cho nên Tô Thương chỉ là học được cái thủy cầu thuật đơn giản. Giữ yên 3 giây, liền có thể dùng linh khí ngưng tụ ra một quả cầu nhỏ kích thước một quả táo, lực công phá không hề nhỏ. Còn về phần bí thuật trong đầu Tô Thương cũng có rất nhiều, thậm chí có cấm thuật có thể hủy trời diệt đất. Tuy nhiên với linh khí bây giờ, căn bản là không có cách nào sử dụng bí thuật lớn mạnh được, bởi vậy nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thương chỉ học được một cái thuật dịch dung. Như tên gọi, thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo, hình dáng cùng giọng nói, quan trọng nhất chính là, cái này không có yêu cầu gì đối với linh khí. Hơn nữa thuật dịch dung Tô Thương nắm giữ, còn có một công năng lợi hại nữa, có thể dùng linh khí chế tạo ra một cái mặt nạ đầu rồng, chỉ cần đeo mặt nạ lên, liền không cần phẫn nộ mà hết sức uy vũ. Người bình thường đến dũng khí gần cũng không có. Thấm thoát những ngôi sao đã lặn mất, mới đó mà đã đến rạng sáng rồi. Tô Thương liếc nhìn thời gian, liền cầm lấy chìa khóa xe, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, cơm tối Tiêu Đình mang tới vẫn còn ở đó. Bây giờ Tô Thương là người một lòng luyện khí tầng thứ nhất, 10 ngày không ăn cái gì cũng không sao, cho nên những thức ăn này anh ấy không hề động đến, mà là để lại cho Bạch Miêu ăn. Bạch Miêu, tao ra ngoài làm việc, mày ở lại trong nhà nha. Tô Thương để lại một câu nói, anh từ lầu 3 đi xuống, từ ánh nhìn đầu tiên đã nhìn thấy có camera giám sát ở phòng khách. Nhưng anh ấy không để ý đến, trực tiếp lái chiếc Bentley Mausan, rời khỏi biệt thự cạnh bờ sông, xuất phát về hướng Đại học Kinh Tử. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Thương đã đến nơi này đã đậu đầy máy ủi. Bởi vì là đêm khuya, lại thêm Đại học Kinh Tử ở vùng ngoại thành, máy ủi đều đậu ở bên trong vùng đất hoang địa, cho nên rất khó bị phát hiện. Tô Thương xuống xe, Vương Phú Quý liền tiến lên đón, cười nói nịnh nọt, Tô Đại thiếu gia, mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, bây giờ khởi công luôn sao? Tô Thương nhìn xung quanh 50 cái máy ủi, khóe miệng hiện lên nụ cười đùa cợt, khẽ cười nói, không vội, chờ một chút nữa, còn có người chưa đến. Người nào? Vương Phú Quý tò mò hỏi. Tôi cũng không biết. Tô Thương cười cười, trong mắt hiện ra một luồng sát ý. Tất nhiên tối nay kẻ chủ mưu phía sau này muốn giết mình, chuyện thú vị như vậy, Tô Thương đã suy đoán, người kia tất nhiên sẽ tự mình tới, đây cũng là mục đích để Tô Thương sắp đặt ra cái vở kịch này ra. Ước chừng sau 10 phút, Tô Thương bỗng nhiên nhìn về hướng 4 giờ, ánh mắt sắc bén lạ thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Cá đã mắc câu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.